bác ơi, ở tuổi cháu làm động tác đấy thì được, ở tuổi bác làm động tác đấy nó phản cảm lắm. Hai cái động tác trước đấy tôi thấy vào, nhưng riêng cái động tác này đúng là hơi đau lưng thật. Vâng. Nhưng phải nói là lúc đầu nhìn thì cậu ra đây tôi thấy khó chịu quá, nhưng mà lúc cậu bật nhạc tôi thấy hay quá. Này, bật nhạc đi. Bác muốn nghe nhạc tập thể dục ạ? Ừ. Đưa tiền đi cho cháu. Này, cậu thanh niên trai trẻ mà mở mồm ra nói chuyện tiền bạc không biết xấu hổ à? Bác làm sao đấy? Sống bây giờ làm sao thiếu tiền được? Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là sức co của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già. Thế tức là bây giờ phải đưa tiền thì cậu mới bật nhạc? Đúng rồi. Thế đưa bao nhiêu? 20. Cái gì? Bật cho xin một mẫu nhạc mà lấy tận 20.000. Bác chê đắt đúng không? Ờ. Bác không muốn đúng không? Ừ. Ra góc đằng kia, góc công viên đằng kia. À, cái chỗ đông đông kia hả? Đúng rồi, chỗ đấy đang họp chợ rốn ấy. Nghĩa là sao? Tức là cứ đóng 15.000 một tháng là các bà các mẹ cứ buổi chiều với buổi sáng ra là cứ thi nhau hở rốn lên này. À, chỗ thế thì chỗ đấy ra tập ké là được. Đúng rồi. Các bác ạ, có những người ấy ham rẻ, buổi sáng là muốn không khí trong lành, chỉ cần ra đến đấy thôi cái mùi uế khí nó đã chết rồi. Đấy là còn chưa kể tham rẻ mà vươn người lên thế này, cúi xuống là răng đập thẳng vào đít thằng đằng trước. Ôi thôi thôi thôi. Thôi cái món đấy là thôi, thôi quyết định là không ra đấy. Đấy. Thôi được rồi, nhưng tớ thì rất sòng phẳng. Vâng. Nếu cậu muốn lấy tiền, tớ sẽ trả tiền cậu. Được. Đây, cho xin 5.000 nhạc. 5.000 bật làm sao được? Tiền ăn xôi sáng của tớ đấy, có cậu buồn cười nhỉ? Mình là người rất là trẻ, rất là thoải mái. Này, thống nhất là có 5.000 thì bật 5.000. À. 5.000 thì bật 5.000, ok. Được. Nào. Cháu bật nhá, bắt đầu đấy. Đấy, có âm nhạc một phát là cuộc đời tươi mới. Vâng. Cậu bật nhạc một cái mình cảm giác như cả bầu không khí này, con người và thiên nhiên hòa nhập vào với nhau. Chuẩn. Có âm nhạc cái cơ thể mình như là có một luồng sinh khí mới. Vâng. Có âm nhạc một cái mình cảm thấy thân thể mình dồi dào. Rồi. À, này, tớ tập nhá. Vâng. Hỏng à? Hết tiền. Này, tôi vừa đưa cho ông 5.000 rồi đấy. Bác buồn cười nhỉ? Bác bảo có 5.000 thì dùng 5.000. Bây giờ 5.000 là hết rồi. À. Có nhiều người bây giờ lạ lắm, có tuổi rồi, đến lúc cần làm thì cứ đứng đấy mà nói, rồi chắp tay sau đít, chỉ tay năm ngón, thế này, thế nọ, thế kia. Đến lúc người ta làm xong rồi, đứng đấy mà tiếc cơ hội. Thôi, vứt mẹ là cái triết lý đấy đi. Ông mấy tuổi đầu rồi mà ông nói giọng triết lý với tôi. Hả? Này, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi mới hiểu là cái thế hệ trẻ bây giờ khác hẳn với cái thế hệ ngày xưa của chúng tôi. Các bác buồn cười, không biết ngày xưa có cái gì hay mà bây giờ mở miệng ra là ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa. Này, không hay thì bao giờ người ta hoài niệm làm gì? Người ta nói chuyện quá khứ là nó phải hay thì người ta mới nói chuyện. Này, tôi bảo thật, ngày xưa nghèo lắm. Ngày xưa làm gì có cái ăn cái để đâu. Vâng. Của cải chẳng có, tiền bạc thì không. Nhưng rất là thương yêu nhau. Ngày xưa nghèo nhưng mà người ta tình cảm. Sống với nhau có trên có dưới, sống với nhau thủy chung như nhất, sống với nhau lành mạnh. Có đúng không ạ các bác? Ngày xưa là như thế, có đúng không ạ? Tối lửa tắt đèn chúng tôi còn phải sang nhà nhau cơ mà. Vâng, thì bọn cháu bây giờ vẫn tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng mà sang nhà nhau thì mới tắt đèn. Bây giờ hay nhỉ, cái đám trẻ đây sang nhà tắt đèn ấy quá là ông làm điều vụng trộm mà. Đấy, này, dạ. Tớ vào đây tớ bảo. Này, tớ tập thể dục ở đây lâu quá mà sao hôm nay mới nhìn thấy cậu nhỉ? Dạ vâng. Này, nghe nói chuyện có vẻ phong độ đấy. Trước đây bằng tuổi cậu là tôi cũng oách xà lách lắm ấy chứ. Vâng ạ, chúc mừng bác. Thế tớ hỏi thật, cái đám trai trẻ như cậu bây giờ, vâng, thì cái góc nhìn về cuộc sống, về tình yêu, rồi trai gái thì thế nào? Tình yêu nó cụ thể lắm bác ạ. Thế à? Bây giờ nói chung là yêu là các bạn nữ ấy, là có tiêu chí hẳn hoi. Thế nào? Tiêu chí thế nào? Hoặc là thật đẹp trai. À. Nếu không thì nhà mặt phố bố làm to, lướt xe for và không lo xăng lên giá. Khiếp, trẻ em giờ yêu nhau ai lại thực dụng đến mức độ như thế bao giờ? Các bác cứ nói hay. Dễ thường ngày xưa không thực dụng. À đúng, ngày xưa cũng có thực dụng. Nhưng cái thực dụng của ngày xưa ấy, nó không cụ thể hóa bằng những cái thứ kinh khủng như vậy. Ngày xưa thực dụng nó cũng dễ thương lắm. Dạ. Cậu nghe tôi nói này. Dạ. Cái thực dụng ngày xưa của chúng tôi nó yêu lắm. Một yêu ăn cỏ may ô, hai
yêu, hai yêu ăn cỏ cả khô ăn dần. Ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang. Dạ đây ạ. Đấy là họ Huế đấy. Họ Huế ạ. Dạ. Ba thương rửa mặc bằng ớ khăn bổng ớ thương, bổng thương có thuộc đánh răng hàng ngày. Ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang. Cái này mới hay này. Dạ. Năm thương quần lót để thay, sáu thương, sáu thương ăn cỏ điều cày rít vang. Ô tang tình tang. Ngày xưa cứ anh bộ đội nào mà cứ có cái điếu cày to mà rít thật vang thật kêu là nhiều cô theo. Đây đấy, cậu thấy không? Cái vật chất ngày xưa nó cũng chỉ đơn giản thế thôi. Vâng, hóa ra là ngày xưa là các cô cũng thích những anh điếu cày to mà rít vang. Ờ à, đúng rồi. Vâng. Này, mà ngày xưa yêu nhau ấy nó cũng khác như bây giờ. Vâng. Ôi giời ơi, ngày xưa yêu nhau nó đơn giản lắm. Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Vâng. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Ba bốn ngày không đến thì sao ạ? Ba bốn tuần. Ba bốn tuần không đến thì sao ạ? Ba bốn tháng. Còn lại cụ. Đấy. Ơi, ngày xưa thì thế nhưng bây giờ bọn cháu là đánh nhanh. Nghĩa là sao? Tức là ngày đầu tiên gặp gỡ xin số điện thoại. À. Ngày thứ hai là mời đi uống cà phê. À. Ngày thứ ba là mời đi ăn. Ê. Ngày thứ tư là đưa nhau đi siêu âm. Sao bây giờ lại đi siêu âm luôn là thế nào? Bác ơi, thực ra cháu kể đến ngày thứ tư thôi, nhưng mà kỳ thực ngày thứ ba sau bữa ăn là bọn cháu đã chán trước hết rồi. Chết chết, thanh niên bây giờ cẩn thận hơn cả cái cánh già chúng tôi. Đi chơi với người yêu mà lại còn mang cả ấm chén, có khi mang trà đi để đánh cờ người lên ý nhỉ? Không phải là mang ấm chén. Cậu vừa bảo ấm chén ấy thôi. Không, chén ở đây tức là bọn cháu. Thôi, chết chết, sao lại thế được? Ai đời lại oánh chén như thế thì có mà chết. Này, tôi bảo này. Dạ. Chết chết, sao bây giờ tốc hành thế à? Vâng. Sao bây giờ nhanh thế à? Ngày xưa các bác sao ạ? Ui, ngày xưa ngồi cạnh nhau đã khó rồi. Ngồi cạnh nhau đã khó. Cầm tay nhau thì còn khó nữa. Bác Điều, ngồi cạnh cầm tay đã khó, tại sao trẻ con vẫn ra đời? Thì trẻ con nó ra đời thì đó là quy luật tự nhiên thôi. Trăm năm trong cõi người ta quanh đi quẩn lại, lại thò ra thụt vào thôi. Thì cái đấy cũng là chuyện bình thường. Cậu thì cứ nói lý với tôi. Dạ. Nhưng mà nó có cái hay là ngày xưa ấy, nó niêm luật lắm. Vâng. Nó ý nhị lắm. Dạ. Nó kín đáo lắm. Vâng. Chứ không như bây giờ các cậu hạ gục nhanh tiêu diệt gọn thế này thì nguy hiểm. Dạ. Nhân cái chuyện ấy, cậu có muốn tôi kể về cái mối tình đầu của tôi không? Bác mối tình đầu ạ. Ôi mời bác, mời bác. Hay lắm. Dạ. Chết chết cái ngày đấy. Dạ. Tôi xin đơn vị. Vâng. Suốt một đêm chạy xe. Vâng. Mới đến được cái ngầm đấy để thăm cô ấy. À, cô. Cô ấy là thanh niên xung phong. Vâng. Cô ở dưới ngầm. Vâng. Nhìn thấy còi xe của tôi, nhìn thấy xe của tôi, cô ấy lao lên. Mình mở cửa xe lao xuống. Vâng ạ. Hai người chuẩn bị ôm nhau thì ầm. Ầm cái gì ạ? Bom nó đánh. Bom đánh. Ừ. Nó đánh một phát nổ chát chúa. Vâng. Nó nổ đến ầm một cái, tôi kéo cô thụt tí ngủ một phát vào cái hố tăng xe luôn. Hố tăng xe là gì hả bác? Ồ. Các cậu không biết rồi. Dạ. Cái hố tăng xe là cái hố mà người ta dùng để tránh bom đấy. Vâng. Mà chỉ có một người chui vừa thôi. Vâng. Một người chui vừa. Ừ. Bác lại điêu. Sao lại điêu? Vừa bảo là bác với cả bác ấy làm ủng cái xuống. Đúng ra là một người thôi. Vâng. Các bác ở đây có nhiều người lớn tuổi là biết. Vâng. Em không hiểu tại sao cái hố tăng xe đấy có một người thôi mà lúc bấy giờ hai người kéo nhau hít khìn khịt, thút thùn thụt, kín kìn kịt về cái chỗ đấy ạ. Thế à? Không thừa một chỗ nào. Thế à? Cậu có biết không? Dạ. Mắt chạm mắt. Ôi dồi. Chán chạm chán. Vâng ạ. Mũi gần chạm vào nhau. Vâng. Vai gần chạm vào nhau. Vâng. Tay chạm tay. Vâng. Đùi chạm đùi. Ôi, lúc này tôi bảo chứ, trời ơi, cơ hội ngàn vàng rồi. Hôm nay mình sẽ quyết làm cái điều mà mình ấp ủ bao nhiêu năm rồi. Cơ hội đến rồi, mình phải làm để cho ra nhẽ một thằng đàn ông. Vì mình không làm, chắc chắn thằng khác nó cũng sẽ làm. Bởi vậy cho nên làm không, làm không, làm, làm. Rồi, lúc đấy cô ấy thế nào ạ? Lúc bấy giờ cô ấy ngồi im, mắt nhắm khe khẽ. Vâng. Thở dồn dập. Rồi. Tôi thấy ngực cô ấy phập phồng. Ôi dồi. Bác biết ạ? Mình đoán thế chứ. À, đoán vâng. Tôi thấy mắt cô ấy long lanh. Dạ. Sau đấy mồm cô ấy hấp háy. Rồi. Người cô ấy gồng lên. Rồi. Tôi thấy đây tim cô ấy cứ đập tình thịch. Rồi rồi, bác biết ạ. Biết chứ, mình cũng đoán thế mà. Rồi rồi. Ừ, thế là mình bảo, em, hôm nay
anh sẽ làm cái điều mà bấy lâu nay anh ấp ủ. Hôm nay trong hoàn cảnh này, trong điều kiện này, trong môi trường này, vâng, em cho anh làm chứ. Cô bảo sao ạ? Cô ấy mắt nhắm mở, môi cô ấy lập bập, người cô dướn lên, cô bảo anh còn chờ gì mà không làm luôn đi. Ôi ôi, thế bác có làm không? Điên mà không làm. Yeah, hay làm quá chứ các bác ơi. Ở đây ai như em cũng đều làm hết. Rồi rồi rồi, làm chứ. Rồi rồi, thế xong là bác làm gì? Ừ, tôi bảo thôi, cái chuyện này tế nhị ai cũng biết rồi, bác đừng có kể. Thôi không sao, ngồi xuống đây có làm sao đâu. Đôi khi mình làm mình mà không nói thì nhiều người cũng không biết mình làm thế nào. Mình cũng phải kể chứ. Nếu các bác ở đây mà sẵn sàng nghe chuyện của em tiếp, vỗ tay em lại kể cái chuyện về sau này. Không không, mời bác. Trong cái lúc mà ngồi sát như thế rồi, cô ấy hấp há hấp hứng, vâng, hồ hởi, cô nói như vậy trong, vâng, hơi thở gấp gáp rồi. Tôi còn cố lách cái tay đưa vào eo cô ấy để kéo lại gần tôi hơn. Ôi rồi tôi bảo cô ấy là em ơi làm luôn nhá. Cô ấy bảo nói nhiều thế làm gì thì làm đi. Rồi thế xong bác có làm không? Tôi bảo tôi làm ngay đây. Thế bác làm gì? Làm đây bác làm gì? Tôi đọc cho cô ấy bài thơ tôi mới sáng tác. Vì làm sao đấy? Bác nghe mọi người cười như kìa. Tưởng bác làm cái gì, hóa ra lại căng thẳng. Tức là bác ấp ủ bấy lâu nay là đọc cho cô nghe bài thơ. Thế thì chả đọc thơ thì làm nào, trong cái chỗ mà ngồi còn khó như thế thì làm cái gì mà chả đọc thơ. Rồi, thế bác đọc xong thì cô bảo sao ạ? Tôi đọc cho cô bài thơ. Bài thơ gì ạ? Đây, bài thơ Đêm đầy sao. À hay đấy. Rồi. Em ơi nhìn đi ngoài bầu trời, một ông sao sáng, hai ông sáng sao, rồi ba ông sao sáng, cả bốn ông sáng sao. Ôi, một bầu trời đầy sao, em ơi hãy nhìn đi, bình minh lên, hết sao. Sao cậu hay cười thế nhỉ? Làm sao tôi cái chuyện nghiêm túc mà sao cậu thấy nó buồn cười thế à? Tức là hết thơ luôn. Thì bình minh lên chả hết sao, mà hết sao thì cũng là hết thơ rồi. Thế bác đọc xong cô ấy bảo nào? Lúc tôi đọc xong ấy, thế là cô ấy nhảy một phát lên khỏi hầm tăng xe. Vâng. Cô ấy đi ba bước, cô ném theo một hòn đá, cô ấy bảo đồ dở hơi. Chính xác ạ, bác thông cảm thì cháu mới nói. Ừ. Cô ấy dùng từ là đồ dở hơi là còn nhẹ đấy. Ờ. Chính ra thanh niên bây giờ nó gọi là ngu vãi. Đúng thật, mình thấy mình cũng ngu thật. Đấy, thấy chưa? Về sau tớ nghĩ, dạ, tớ bảo bị dở hơi mới là như thế. Đúng. Lẽ ra mình phải làm khác đi. Chính xác. Trời ơi, tự dưng đọc cái bài thơ ngắn chuẩn như thế. Đúng. Bây giờ nếu thời gian quay trở lại, vâng, nếu điều kiện ấy quay trở lại rồi, vẫn cái chỗ ấy, vâng, tớ sẽ làm khác ngay. Đương nhiên bác phải làm khác. Chính xác. Nếu không người ta sẽ coi thường mình. Chính xác. Không coi tôi là một thằng đàn ông nữa. Đúng, đúng. Mình phải mạnh mẽ lên, mình phải kinh khủng hơn. Đúng. Bác sẽ làm gì? Nếu bây giờ quay trở lại, tôi sẽ đọc cho cô ấy bài dài hơn bài cũ. Nhà cậu có vẻ cứ như là không tin vào tài năng thơ phú của tớ ấy nhỉ. Thôi các bác dành tràng vỗ tay, em ngắt em sang chuyện khác. Thế bây giờ nếu như bây giờ giả dụ mà cậu rơi vào cái trường hợp hoàn cảnh đấy mà là cậu thì cậu làm thế nào? Cháu chỉ làm một việc thôi. Việc gì? Bởi vì trong đầu cháu lúc nào cũng văng vẳng một câu. Như nào? Đấy là thà hôn em rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em. Cháu sẽ làm tới, hoặc là răng cháu sẽ rụng xuống đất, hai là cô ấy sẽ thuộc về cháu. Thế à? Thế chết kinh nhỉ? Nó phải thế như bác. Nhưng mà tức là cậu làm cái gì? Chị, bác đứng chẳng nhẽ cháu lại tả ra đây, không ra gì đâu. Bây giờ thế này, bác ạ, thú thực là lúc đầu gặp bác thì cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng sau khi nói chuyện với bác, cháu mới thấy bác quá tuyệt vời. Mình cũng là lính mà. Vâng, rất là nhân văn. Bỗng nhiên trong đầu cháu lại lóe lên. Sao đây? Giá bác mà là bố vợ của cháu thì tuyệt vời. Ồ, thế cậu có gia đình rồi à? Không ạ, cháu mới có người yêu thôi. Ô, thanh niên giờ buồn cười nhỉ. Thế mà mới có người yêu rồi mà đã gọi bố vợ là bố vợ xoen xoét đấy. Ngày xưa bọn tôi không dám gọi thế đâu. Vâng. Phải giữ ý đến lúc về đến tận nơi rồi. Dạ. Giao dâu giao rể mới dám nhận. Dạ. Nhưng mà ngồi đây đi. Thế nào? Sao cậu có vẻ bất mãn với cái ông bố vợ tương lai đấy nhỉ? Cháu không phải bất mãn, mà cháu ghét luôn. Sao thế? Chưa muốn nói là căm thù. Ấy chết chết, người với người sống để yêu nhau, sao lại căm thù thế? Thế làm sao? Cháu nói thật với bác, cháu mà tả ra thì bác không tưởng tượng nổi đâu. Gớm. Tức là bố bạn gái cháu thuộc diện là 3 phần khỉ, 2 phần người, 1 phần đười ươi, còn 4 phần giống chuột. Này, tôi cũng chưa thấy có cái loại động vật nào quý hiếm như thế mà nó lại lai tạp mấy con liền. Vâng ạ. Cháu nói thật với bác, nhìn mặt
bố bạn gái cháu phải dùng đúng từ là kinh khủng tởm, khạc phỉ nhổ. Khiếp người. Chưa có ông con rể nào tương lai mà lại tả bố vợ đến như thế này, chắc cũng hết bút rồi. Nhưng mà này, dạ, cái vấn đề ngoại hình nó không quan trọng. Dạ. Cái quan trọng là cái trái tim, cái tấm lòng của con người ta tốt. Chứ đừng nhìn cái ngoại hình mà đánh giá như thôi vậy. Thôi bác ạ, người ta bảo là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nhìn ngoại hình như thế làm sao mà tốt được. Đấy là cháu chưa kể đến việc ăn nói đâu. Ăn nói sao? Cắm cẩu như chó cắn ma. Như bác cũng phải tuyệt vời không? Nhưng mà này, dạ, cậu cũng phải hết sức bình tĩnh. Dạ. Mình là người trẻ, vâng, mình có văn hóa, cậu cũng phải hết sức bình tĩnh. Nghe này, các cụ dạy là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vâng. Hiểu không? Dạ. Nếu mà ông ấy khó khăn quá thì mình phải chơi cái chiến thuật là mưa dầm thấm lâu. Như nào ạ? Đẹp trai không bằng trai mặt. Như nào ạ? Tớ có một thằng bạn. Thằng bạn, vâng. Bố nó kinh khủng hơn bố của cậu nhiều. Vâng. Cái ông bố vợ như của cậu ấy chỉ là kinh khủng tởm, khạc phỉ nhổ thôi. Vâng. Ông này còn không thèm nhìn mặt luôn ấy. Thế ạ? Đến nhà đầu tiên thì ông cũng còn pha chén nước cho uống trà. Vâng. Về sau đến nhiều quá, ông ấy cất hết cả ấm cả chén, ông cất hết cả trà cả nước, chả còn cái gì. Thế ạ? Ừ. Thế thì chắc bó tay rồi. Không chứ, thằng bạn tôi nó tự xách nước sôi mới ấm trà mới cả trà mang đến nó pha nó uống lấy. Tức là tự đến nhà bạn gái pha trà của mình. Đúng rồi, thằng này nó lì lợm kinh khủng. Vâng. Nó đến nhà nó tự pha nước trà, sau rồi nó xem ở nhà có cái việc gì, nó làm hết tất cả mọi việc. Vâng. Nó sau khi nó không còn cái việc gì làm, thế là nó đi quanh trong nhà nó, ôi chết, đây rồi. Cái gì ạ? Làm gì đấy bác? Đổi hướng bàn thờ. Ôi dồi. Tức là bàn thờ nhà ông ở hướng Tây Bắc, nó đổi ra hướng Đông Nam. Thế ạ? Nó nghĩ là đổi như thế là nó phong thủy là ông sẽ chấp nhận. Vâng. Thế nó đổi thì nó lại kê cao hơn. Vâng. Thế là hai hôm sau mùng 1, thế ông bố vợ mới lại trèo cái ghế để bắt lên để thắp hương. Thế là cái bàn thờ vịn vào thế nào chắc là bắt vít lỏng. Vâng. Thế là nó đổ. Chuyệt. Nó đổ xuống thế nào nó rơi vào đầu. Chuyệt. Ông bị ngã xuống, chân thì gãy, đa chấn thương, còn viêm sọ não sơ sơ. Thế, thế là đi bệnh viện. Chết. Cuối cùng thằng bạn tớ không chết chứ. Thằng bạn tớ vào thăm. Vâng. Thế nhưng mà kiểu ông bị làm sao ấy, kiểu nhớ nhớ lâu nhớ mới. Vâng. Lúc thì nhận là bạn. Vâng. Lúc thì nhận là người quen. Thế là sau 3 tháng trông nhau ở trong bệnh viện, thế là ấy đấy. Gì ạ? À? Thế là cho gà con gái đấy, thế là lấy đấy. Ừ. Tức còn là miễn phí luôn. Cho lấy ạ? Cho lấy luôn. Tức là bây giờ gây tai nạn cho vào bệnh viện thăm nuôi sẽ được làm con rể. Ừ. Bác chờ cháu tí. Úi giời. Alo. Úi này, này. Đài. Ủa? Có cả điện thoại à? Alo. Hùng Bò à? Mày với mấy thằng bạn chuẩn bị sẵn cho tao 2 cái bao tải, 3 cái búa đinh. Ờ, phục ở cửa nhà Hương cho tao nhá. Khi nào ra được nhận tín hiệu của tao vắt, chụp bao tải, đập cho mấy phát. Ok, 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 xong rồi. Này, 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 tôi chết. Này, cậu bấm điện thoại gọi cho ai đây? Dạ, thằng Hùng Bò bạn cháu ạ. Thế sao lại gọi nó mà mang bao tải mấy búa đinh đi, cứ như là để đánh nhau à? Đánh nhau cái gì? Bác ơi, cháu áp dụng đúng cách của bác. Bây giờ, ông ấy vừa ra khỏi cổng, cháu cho bạn bè nó úp bao tải và nó đập cho mấy phát búa đinh, sau đó cháu đi chăm sóc. Thôi chết. Đấy là chuyện tôi kể thôi, có ý tham khảo. Chứ giờ mà chú nghe tôi thế thì có mà chết. Dạ. Cháu mà nghe tôi thế là không được đâu đấy. Dạ, dạ. Này, nếu mà chùm bao tải vào đầu ông ý, đập búa đinh, nếu mà đập chết ngay thì là còn đỡ. Thế ạ? Chứ đập mà lại không chết, sau cuối cùng nó ngang ngớ ngẩn, nó nuôi báo cô cả đời thì khổ. Thế ạ? Nhưng mà không được đâu nhá. Không làm như thế được không, đâu. Không làm thế ạ. Nói vậy thôi, chỉ để tham khảo thôi. Con người thế nào thì cũng vẫn là người. Vâng. Phải lấy cái tình cảm chứ không thể lấy cái kiểu như thế được. Vâng. Cách đấy là cách không được dùng đâu nhá. Vâng, 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 không vâng. Lại bảo tôi lớn tuổi rồi đi xui các cậu thế là không được đâu. Dạ, nhá. Dạ. Thôi. Thế thì tôi về đây. Dạ. Chứ đi tập thể dục mà sắp đến trưa rồi đấy. Thôi. Dạ, vâng. Này, hay dạ, đấy nhá. Vâng. Thôi, đừng có làm cái việc ấy. Vâng. Mai lại đến bật nhạc nhá. Dạ, vâng. Chỗ này nhá. Vâng, vâng. Mai bác quay lại nhá. Đây. Cái rồi gì đấy? Thôi chứ cháu gửi lại tiền cho bác. Đây. Ô, đây. Không, đây là tiền xôi ăn sáng của tôi mà, nếu mà cậu lấy thì tôi nhịn ăn sáng thôi. Không. Mà kiểu nhịn ăn sáng thì huyết áp nó lên rồi men gan nó xuống rồi tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi cậu cứ cầm đi. Ấy, không bác. Ai dám làm thế? Bác cầm đi. Thế thôi, à? Coi như bây giờ trở đi cháu mong muốn là cháu với bác sẽ là tri kỷ. Thỉnh thoảng nói chuyện cho nó vui. Bạn bè đôi khi tuổi tác không phải ranh giới của tình cảm. Vâng ạ, vâng. Đó. Ạ, vâng. Ừ. Ạ, cảm ơn bác. Rồi, vâng nhá. Ạ. Mai bác quay trở lại nhá. Đấy, khổ thế đấy. Ôi giời, hôm nay lại có ông bạn trẻ thế này, vui quá cơ. Em,
Sao? Sao bây giờ mới đến? Bố em bảo là tuần tới anh phải sang nhà em đấy. Không, không đời nào. Phải sang. Anh không thích va chạm với bố em. Sao lại không thích va chạm với bố em? Anh không thích là không thích. Không thích chứ gì? Ừ. Không thích thì không yêu đương gì nữa. Khổ quá, anh bảo. Này. Thế có sang không? Nhưng mà em cũng phải hiểu cho anh. Có sang không? Bây giờ lộ ra còn giống y bố. Ừ thì sang. Yêu. Rồi. Hôn một cái nhá. Trời ơi, chưa nhìn thấy gì đâu. Mình để quên cái áo. Bác. Hả? Vào. Ơi, này. Hả? Cứ chén thoải mái đi. Ơi, sẽ lại chén. Chưa. Bác, này. Hả? Nghe. Bác ở đây rồi, để cháu giới thiệu đối tượng. Thôi, không tiện đâu. Không gian riêng của các cậu, cứ làm thoải mái. Không, đi. Đối tượng cháu đang nói chuyện với bác ấy. Vừa nãy á. Vâng. Cái cô mà có ông bố kinh khủng tầm khạc phì nhổ đấy. Vâng. Được. Em, ra đây anh bảo. Xin giới thiệu với hai người. Đây. Ôi trời ơi. Sao đây? Ôi, im, có gì đâu. Trời ơi. Ôi trời ơi. Bác ra đây cháu giới thiệu. Choáng. Anh cái gì để anh giới thiệu? Dạ. Giới thiệu với bác. Đây chính là Hương, bạn gái của cháu. Anh bác. Ơi. Được rồi, anh giới thiệu. Còn đây. Dạ. Bố nó. Dạ không, bố nó giờ này đang ngủ chỏng mông ở nhà. Ơi, để em trật tự. Đây. Đây. Cô trật tự để cho cánh đàn ông chúng tôi nói chuyện nhá. Vâng ạ, vâng. Chúng tôi là mới là bạn với nhau thì cứ để cho chúng tôi thoải mái đi. Vâng. Đúng không? Tôi là anh bạn già của cậu ấy. Đúng, chính xác. Đây có phải là cô gái mà có cái ông bố là kinh khủng tẩm khạc phì nhổ không? Vâng ạ, kinh khủng tẩm khạc phì nhổ ạ. Anh ơi. Này, để yên đấy, chúng tôi nói chuyện. Đây có phải là cô gái mà có cái ông bố là ba phần khỉ, hai phần người, một phần người ươi, bốn phần giống chuột. Đây có phải là cái cô gái mà có cái ông bố mà mỗi lần nói ấy, vâng, là... như chó cắn ma. Dạ, mà như là cái hôm mà cháu đến còn ông tập võ trong mặt ông như là chó ăn vụng bột ấy. Anh Bắc. Gì? Anh im ngay. Im cái gì mà im, để anh giới thiệu. Anh có biết đây là ai không? Đây là em bạn già của anh. Đây là bố em. Cậu làm sao đấy? Cứ đứng thẳng mà lên. Đứng thẳng lên. Bạn. Đây. Bố. Hương. Đây là người yêu con đấy à? Có đúng người yêu con không? Là người con yêu ạ. Nó chén mày chưa? Ủa, sao lấy nó bảo tao là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba nó chén tôi bởi tôi mừng rồi đấy. Không? Này ông. Dạ. Hương, bố hỏi con, bố có cấm con yêu đương đâu. Mà tại sao con không đưa nó về nhà, lén lén lút lút đi ra gặp gỡ ở đây? Chưa kể đến mày đã gặp tao bao giờ đâu hả thằng kia? Mà nó tả như là kiểu em là dán ở trước bàn học của nó ấy. Nhục quá các bác ạ. Bây giờ em mới thấy nhục mà càng nói chuyện với nó em càng thấy nhục dần. Sao nó lại tả em mà đến các bác ngồi ở dưới không nhận ra đồng loại của mình cơ? Hả? Sao ông tả tôi đến mức độ mà sao tôi lại kinh khủng tầm khạc phì nhổ đến thế hả ông? Hả? Hương! Dạ. Thế bây giờ đứng thẳng lên. Sao nó xoắn quẩy thế? Hả? Thanh niên thời đại 4.0 máu thế mà sao bây giờ? Hả? Rúm hết cả đít vào thế này. Hả? Nào, bây giờ tôi cho ông nói. Ông nói gì đi? Nói. Ôi, mày sủa mày cắn tao đấy à? Mày. Hả? Cháu xin lỗi bác. Anh bác ơi. Này. Gọi nó quay lại đây. Tối thứ bảy này có dẫn nó về không? Để bố tìm hiểu xem nó là thằng cụ thể như thế nào. Hả? Thứ bảy mà mày không sang nhà, không yêu đương gì cả đâu đấy. Quái thật. Sao giờ trẻ nó lại kinh khủng nữa. Mà thằng này được các bác ạ. Nói vậy thôi chứ không cáu nó đâu. Nhìn nó em lại nhớ ra cái cảnh ngày xưa của em. Cái tay mà làm cho ông bố vợ bị ngã rồi đi nhập viện rồi đầu óc leng keng ấy, chính là em ấy. Em
em cũng có một thời trai trẻ, cũng có một thời thanh xuân. Nói chung là cả khu nhà em nhắc đến em là đều chạy xe kèn. Cho nên là em cũng rất kinh khủng. Và em ngẫm lại rồi, cái thời đẹp nhất vẫn là thời thanh xuân, vẫn là thời trai trẻ. Cho nên nếu ai có thời thanh xuân thì phải nhớ là vì thanh xuân là đồng nghĩa với trai trẻ, thanh xuân đồng nghĩa với sức khỏe, thanh xuân chơi hết mình, sống nhiệt tình và có lý tưởng. Em mà không có lý tưởng thì làm sao bây giờ sống đến bây giờ mà để dạy dỗ cánh trẻ như thế. Nếu các bác đồng tình thì vỗ tay cho em đi. Ngay. Tôi đang nói với các bác ở đấy, chưa thứ bảy mà sang không báo cáo rõ tình hình là không được yêu con gái tôi đâu đấy nhá. Dạ vâng, thưa bố. Thưa bố. Với các bác già rồi, cho nên là lúc nhớ lúc quên. Quần dài nó có hiếu nó tặng cho cái két sắt này, bao nhiêu của nãy em cất hết cả vào trong đấy. Tính em cẩn thận lắm, khóa khiết đàng hoàng tử tế. Khóa xong cái thôi quên bố mất mã số. May quá lại nhờ cái bà Hiền ở đầu ngõ, bà ấy gọi ngay một chú vào đây, chú mở cho cái két sắt này. Em báo cáo các bác, em mời chú này, thành tích của chú ấy cứ gọi là rất là ấn tượng. 3 lần đi tù vì tội ăn trộm. Chú ơi! Vào đây chú ơi! Đấy chú ơi! Đốt hương muối nó cũng hiện lên đấy! Chú! Chú gì ơi! Này! Chào bác ạ. Ừ, chào chú. Chú vào nhà này làm gì đấy? Ơ kìa. Hả? Bà Hiền ở đầu ngõ bảo cháu đến đây gặp bác. Bác có phải tên là Thu không ạ? Đúng rồi, tôi đây, Mộng Thu, 72 tuổi. Ơ thì bác đến, bác nhờ cháu có việc gì ạ? Không, tôi có nhờ chú việc gì đâu nhỉ? Ơ, rõ ràng bà Thu bảo là đến đây bác nhờ cháu mở cái gì mà. Không. Bà Hiền ở đầu ngõ. Vâng, tôi tên là Thu. Vâng bà Hiền. Thế nhưng mà tôi không nhờ chú cái việc gì mà tôi là không bao giờ mời đàn ông vào nhà. Mời chú đi vào nhá. Không phải, thì xin lỗi bác. Tôi chả nhờ. Đây rồi. Dạ. Chưa chữa, xin lỗi chú. Đây, tôi nhờ chú mở cho tôi cái két sắt. Ôi giời ơi. Hóa ra bác nhờ mở két ạ. Được dạ. Luôn, đúng chuyên môn của cháu. Già rồi lẫn. Dạ. Này tôi bảo này, chú mở cái két này cho tôi thì mở nhanh lên nhá. Vâng. Con tôi nó về nó mà nhìn thấy là chết đấy chú ạ. Tức là bác với cả các anh chị là chưa thống nhất với nhau ạ? Chưa. Chào bác. Ôi, đi đâu đây? Tôi báo cáo bác, cháu vừa ra tù xong. Bây giờ dính vào cái chuyện nhà cửa đất cát rồi thì anh em giấy tờ tiền bạc chả phải đầu phải tai. Chào bác. Thằng kia, mày đứng lại đây. Tôi thuê mày đến mở két sắt cho tao mà mày lại đi về thế à? Ra đi, chú bảo đây. Đấy là tôi chưa nói với các con tôi thôi. Nhỡ đâu mà nó về nó nhìn thấy rồi nó bất ngờ nó lại mắng chú thì thế. Dạ. Ôi trời, ôi chết rồi. Cái nồi cá kho của tôi. Ôi trời, nồi cá kho của tôi. Chưa bao giờ em hoạt động chuyên môn nó lại đàng hoàng thế này. Trước ấy, em chỉ trèo tường khoét vách, bây giờ lại có người mời mình vào bảo mình mở két. Cho gì này? Mày trật tự, tao đang mở két. Con chó này mày có biết tao là ai không? Ô, con chó này mày có biết bố mày là ai không? Bố mày là chủ nhà nhá. Bố mày là thằng trộm nhá. Anh không, mày chết với tao không, rồi. Không, ý em không phải thế. Em xin lỗi anh, em là thằng ăn trộm. Nhưng mà em vào đây không phải để ăn trộm.
Mày không phải ăn trộm, mày bước vào nhà tao làm gì? Mẹ anh mời em vào đây, bà thuê em mở két. Mẹ tao mời mày đến á? Vâng. Ui giời, mày định lừa trẻ con à? Hả? Hả? Không, không, em xin thề, em thề danh dự của em luôn. Ôi trời ơi, các bác ơi, trộm mà rồi có danh dự đây này. Chứ anh không tin thì em xin thề, em xin thề có tổ nghề của em. Tổ nghề mày là ai? Tổ nghề của em là ông Pro-PT. Pro-PT là cái ông nào? Là cái ông ăn cắp lửa của Thượng Đế mang xuống cho loài người đấy. À, mày định mang thần thoại Campuchia ra mày kể với tao đó à? Đấy là thần thoại Hy Lạp. Anh hơi bị ngu quá rồi đấy. Có mày ngu ấy. Anh ngu ấy. Mày ấy. Anh ấy. Mày. Thôi thôi rồi. Tao không thèm đôi co với mày nhá. Tao mời mẹ tao ra đây để đối chất với mày. Đúng rồi. Mời mẹ bà ra. Mẹ ơi. Cái gì đây? Mẹ. Dạ, à. Cháu chào bác ạ. Ừ, chào bác ơi. Cháu. Vâng, ừ. Bác có nhớ cháu là ai không ạ? Cái mặt chú làm sao mà tôi không nhớ. Dạ vâng, thấy chưa. Dạ cháu là ai ạ? Chú là bạn của thằng này. Thấy chưa. Con ơi con. Dạ, dạ. Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi. Dạ. Là lần sau mà bạn bè mời về nhà ăn cơm ý, là con phải gọi điện trước cho mẹ. Thế bây giờ mẹ nấu nồi cơm bé tí thế này, thế thằng thì ăn, thằng thì ngồi nhìn à? Khổ không bác ơi, à, bác ơi, bác nhầm thế nào ạ? Chính bác rồi, nồi cá kho của tôi. Bác ơi! Nồi cá kho của tôi. Bác ơi! Bác phải nói cho rõ ràng. Để mà em lôi mẹ anh ra đây. Này! Mày đứng lại đây. Mày bảo cái gì? Mày bảo lôi mẹ tao ra đây á? Hả? Lôi ra cho bác nói cho rõ ràng. Im! Tao sẽ gô cổ mày lại, cho mày lên công an phường nhá. Ừ, anh ơi, em xin anh. Mấy năm vừa rồi, năm nào em cũng được công an đưa cơm rồi. Dạ, cho nên em xin anh, bây giờ em ngại gặp công an lắm á. Thôi được rồi, đã thế, tao gọi anh tao sang. Dạ, nhá. Gọi ai cũng được miễn là không phải công an. Ờ, nhưng mà anh tao lại làm công an. Mà anh tao hơn là công an nữa. Anh Đức ơi, anh Đức ơi. Rồi ôi, đúng lúc nước sôi lửa bỏng cái này, ông này còn đi đâu đây này. Chết mẹ tôi rồi. Mẹ ơi, mẹ. Như chuối chín cây, gió lấy mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lấy mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi, tội lắm ai ơi. Đói cơm khát sương, biết người nào lo. Đói cơm khát sương, biết người nào lo. Mẹ ơi, 9 tháng kia mang 3 năm bồng bê. Cúc lục củ lao nuôi con khôn lớn, giờ đây mẹ đã chia tay con vĩnh viễn trên đời. Ôi mẹ của tôi. Anh làm sao đấy? Anh hát như thế như là mẹ chết rồi ạ. Thì mẹ đã chết rồi còn gì. Mẹ chết bao giờ hả? À? Mồm mày vừa sủa là mẹ chết xong ấy thôi. Em bảo mẹ chết bao giờ. Này mồm... này chính anh vừa nói là chết mẹ tôi rồi. Đây có thằng này. Dạ. Mày làm chứng. Vâng. Có đúng thằng này nó vừa nói mẹ chết không? Đúng, chính xác em. Ồ, nghe thấy. Nói như nào? Nói là chết mẹ tôi rồi. Không có thằng này, có phải mày? Không phải. Như này này, em gọi anh sang đây nhưng mà không thấy anh đâu. Em mới bảo chết mẹ tôi rồi. Thế em có bảo mẹ chết? Bỏ ngay cái kiểu ấy đi nhá. Đừng có anh em nào giống cái thằng Hiếu nhà tôi. Không làm được việc gì bắt đầu lôi bố lôi mẹ ra mà chửi thề. Chú cứ lôi bố lôi mẹ ra chửi thề, đến lúc bố mẹ chết thật thì còn gì nữa đâu. Tức là mẹ còn sống đúng không? Vâng. Ôi mẹ của tôi, giờ đây vẫn sống trong gia đình. Ôi mẹ của ôi! Tôi. Anh làm sao đấy? Có mà anh làm sao? Ờ. Anh bảo anh hát hay thế mà để cho anh hát chứ. Mỗi lần tao hát hay là thằng này nó cứ sủa lên như con chó rồ ấy. Ừ, anh hát hay để mày, anh hát. Mày, tao, mày. Đây, thằng nào? Em bước về nhà một phát thấy nó đang mở khóa két nhà mình. Thằng này chính là thằng ăn trộm. Mày chính là thằng ăn trộm, mày. Ừ.
Ôi giời anh ơi. Nói cho mày biết nhá. Em xin anh. Mày liều thật đấy, mày dám vào nhà này ăn trộm, mày có biết tao là ai không? Dạ, anh là ai ạ? Tao xin tự giới thiệu với mày, tao là giám đốc an ninh của công ty an ninh bảo vệ chuyên muốn làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Khẩu súng này là khẩu súng chuyên môn, chỉ có cướp cò thôi nhá. Okay. Vừa rồi nó cướp cò, may mà tao giơ chỉ thiên chứ không mày nát đầu rồi nhá. Anh ơi, khẩu này ai cướp cò, anh đừng dí vào em thế. Em xin anh ạ. Rồi anh cướp cò, em với anh đều oan gia ạ. Anh cất đi rồi em sẽ nói. Anh cất đi ạ. Ừ, súng đạn không đùa được không? Đoạn! Ôi trời ơi! Anh Đức ơi, anh làm sao đây anh Đức ơi? Con làm sao đâu? Mẹ thằng này cướp cò mồm à? Mày bị điên à? Mày, tao cho nó cướp cò thật bây giờ. Mày cướp cò mồm. Em xin anh. Làm bố mày tí tè dầm cả đất đây rồi đây. Mày muốn không? Mày cướp cò mồm làm anh bố mày tí nên là vào kia đóng bỉm mày muốn không? Thôi nhá. Em xin anh ạ. Không không anh. Mày là thằng nào? Em không cướp cò mồm, em chỉ nói rằng khẩu này nó hay cướp cò. Nếu mà anh dắt vào đấy, nó cướp cò một phát thì hỏng hết súng. Mày là thằng nào? Dạ em là thằng ăn trộm. Mày không, không mày ơi. Không, anh bình tĩnh, anh cắt đi để em nói. Em là thằng ăn trộm. Nhưng không phải hôm nay em vào đây để ăn trộm. Bà Hiền ở đầu ngõ bảo em vào đây gặp một bà tên là Thu, 72 tuổi. Thế mẹ các anh tên là gì? Mẹ tao tên là Thu. Đúng, mẹ tao tên là Thu. 72 tuổi. Thế thì đúng rồi, mẹ các anh thuê em vào đây. Mở cái két này này. Mở cái két này. Này, anh. Dạ? Mày nhìn lại đi. Bọn tao đều lớn cả rồi nhá. Dạ? Làm gì có một bà cụ thuê một thằng trộm về mở két nhà mình. Dạ đúng. Mà nói chuyện thế mà nghe được à? Dạ mẹ anh bảo. Anh nhìn mặt nó có tin được không? Mày. Dạ. Thằng này trông có vẻ thật thà đấy. Để anh hỏi. Chú đúng là trộm đúng không? Dạ, trộm nhưng hôm nay không. Chú đúng là trộm đúng không? Dạ vâng ạ. Mở được két này đúng không? Dạ dạ, em két nào em cũng mở được. Báo cáo với anh là khóa nào em cũng mở được. Em nói thật với anh là 20 năm kinh nghiệm của em. Chỉ cần bước... Ôi! Ông đi khoe thành tích ở đây à? Tôi hỏi ông có mở được không? Hỏi ông, dạ. Ông là cứ báo cáo anh là như thế này ạ. Được rồi, bây giờ như em này. Thì em mở được. Nếu đúng mở được két thì bây giờ anh nói cho biết. Gia đình anh đang đau đầu vì cái két này mấy ngày hôm nay rồi. Cho nên bây giờ cần người phải mở. Dạ. Nếu chú mở được, coi như từ trước giờ ta không nói chuyện nữa. Dạ. Còn nếu bây giờ mở được, anh sẽ có thưởng. Mở được sẽ có thưởng. Thưởng luôn. Chắc chắn nhá. Chắc chắn. Được rồi. Làm luôn đi. Thôi không. Sao đây? Không. Này, bây giờ nếu muốn em mở các anh phải làm cái bản cam kết. Cam kết thế nào? Cam kết cái gì? Cam kết là đồng ý cho em mở khóa. Chứ em vừa mãn hạn xong em đang lúi húi lại công an đến xích cổ em đi. Thế là em lại... Đây là nhà anh, không phải nói chuyện đùa. Mày có mở được không? Dạ, em xin anh. Nói thật, từ lúc anh vào mỗi lần anh móc đít ra em cứ run hết cả người. Nó móc được một lần mà nó bảo mỗi lần mình móc đít. Dạ. Mày mở được không? Xem cái két này thế nào? Ôi dồi ôi. Hai anh ơi. Ôi. Này, anh nào sắm cái kép này là hơi kinh đấy. Anh tao đấy. Ờ. Ôi trời ơi. Đây là một trong số 10 cái kép đặc biệt trên thế giới. Đúng. 9 cái kia thì ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Còn cái này lỗi màu sơn mà không biết trôi nổi ở đâu hóa ra lại về đây. Ừ. Này kinh khủng đấy. Này chứng tỏ kiến thức của nó yên thâm đấy. Anh ơi. Ơi. Pin điện tử 350 hết. Ờ. Cái này nặng khoảng 6 tấn. Tốt. Cho nên bây giờ mở em mở được ngay. Ừ. Nhưng mà chỉ có một cách thôi. Cách gì? Cách gì? Dùng máy khò cắt. Khò luôn đi. Mày khò luôn ấy. Em khò được ngay. Nhưng mà khò xong mà tất cả những thứ ở trong cháy hết. Đùa tao đấy. Anh bình tĩnh nhá. Nhưng mà cái này nó có một yếu điểm. Yếu điểm tức là cứ hết điện, ngắt pin là tự mở. À, sập nguồn. Mày vừa mới nói tao là pin của nó 300 năm. Vâng. Thế mà tao mới mua cái két này được có 2 năm. Vậy tức là mình phải đợi 298 năm nữa. Thì mới hết pin mới mở được cái két này. Dạ. Tức là bọn tao sang tiểu sành mà ngủ mới run đất rồi mới mở được cái gì. Không phải như bọn tao mà đời con cháu tao sang tiểu sành mấy lần nữa mới không mở được à? Thế thì em mới nói thằng nào mà mua cái két này là thằng quá ngu. Anh tao đấy. Mày bảo anh ngu đấy hả? Anh ơi em xin anh. Quán mày ơi! Mày bảo anh ngu đấy hả? Quán ơi! Mẹ nhớ ra rồi. Mẹ nhớ. Ôi trời, mẹ... từ này mày trang bao giờ đấy hả con? Dạ. Bác nhớ ra rồi đúng không? Ừ, bác nhớ rồi. Bác nhớ ra cháu là ai không ạ? Cái mép này thì làm sao mà bác không nhớ? Thế thì bác nói luôn đi, không có anh cứ nghi ngờ cháu từ nãy đến giờ. Khổ quá, mày là lái xe của thằng này. Này, nó là lái xe của con mà bao nhiêu năm nay anh em ở thâm thủy với nhau. Thế làm sao mà mày phải nghi ngờ nó hả con? Quá. Thằng này nữa,
Sao ạ? Thằng bạn của mày đâu? Mẹ à? Lúc nãy mẹ bảo với con là thằng này chính là bạn con còn gì? Không, thằng này là lái xe cho thằng này. Còn cái thằng bạn mẹ bảo mày mời về ăn cơm cơ mà. Dạ. Thằng này đâu? Mẹ. Mẹ oai. Dạ. Sao chúng mày tụ tập ở đây làm gì mà đông thế này hả các con? Tụ tập hôm nay để mở cái két đấy. Đúng. Mở két hả? Vâng. Không có mã số chúng mày mở vào mắt. Ê, biết là không có mã. Chỉ có mẹ biết thôi. Thế bây giờ cái mẹ để cái mã này ở đâu? Bây giờ mẹ cất cái mã đâu? Giấu chỗ nào? Rồi mẹ bảo này, mẹ chỉ biết rồi, già rồi lúc nhớ lúc quên. Cho nên là mẹ đã rất cẩn thận. Mẹ ghi mã số vào trong một tờ giấy rồi các con ạ. Hay quá. Bây giờ nhá, có tờ giấy rồi nhá. Tao không cần cái mặt mày nữa. Cứ ngồi đấy, cứ ngồi đấy, cứ ngồi đấy. Mẹ, thế cái giấy mẹ ghi mã số rồi. Thế mẹ cất ở đâu ạ? Cái giấy mẹ ghi mã số, mẹ cất vào một nơi rất an toàn con ạ. Con biết tính mẹ cẩn thận. Mẹ cất ở chỗ an toàn là chỗ nào? Chỗ nào mẹ? Ở đâu? Mẹ cho vào trong két sắt, mẹ khóa lại rồi. Ôi giời ơi. Mẹ thật là vô dụng. Có mỗi một cái mã số thôi mà không thể nhớ nổi con ạ. Mẹ ơi, thôi, từ từ rồi mẹ sẽ nhớ ra. Nhưng mà trong đó có cái gì thế hả mẹ? Trong đấy để bao nhiêu là đồ quý giá ở trong đấy con ạ. Nó là những cái gì thế mẹ? Ừ, nó là cái gì thì mẹ không nhớ được. Mà chỉ biết là nó rất là quý giá con ạ. Dạ, quan trọng lắm. Quan trọng lắm. Nói thật với bác, nói thật với hai anh, bây giờ làm gì thì làm, chị em bó tay với cả cái két này rồi đấy. Mẹ đang căng thẳng mà mày cứ xì đèo như thế này. Mày muốn chết mày muốn đâu? Mày muốn đâu? Vào đây đến giờ các anh cứ đòi bắn cháu bác ạ. Em xin anh, nó có anh cướp bò lắm đấy. Mày cứ nói lằng nhằng tao bắn. Được. Mày bắn bỏ mẹ đi. Mẹ cướp bò bắn cái gì chứ? Mày cái gì chứ? Em xin bây giờ vấn đề bắn em không giải quyết được. Mà bây giờ mình cần phải mở cái két đúng không? Bây giờ thế này, em sẽ bày cho các anh cách này. Cách gì? Các anh sẽ hỏi những câu hỏi, hỏi ba để ba trả lời. Ba trả lời thế nào em căn cứ vào đấy, em sẽ tìm đầu mối. Nếu cái nào nghi ngờ em sẽ làm việc cho kỹ lại. Được, luôn đi. Được, luôn. Ai hỏi trước? Bác ơi, bác giúp anh em cháu nhá. Được ạ. Như nào? Anh hỏi trước đi. Chú hỏi trước đi. Anh hỏi trước. Dạ. Rồi. Chương trình bắt đầu. Mẹ. Dạ. Cho con hỏi, trong két sắt có gì? A. Kim cương. B. Sổ đỏ. C. Tiền vàng. D. Cả ba phương án trên. Phương án trên. Tôi nói là bác trả lời quá chính xác. Rồi. Chính xác rồi, bây giờ kết luận là sao? Căn cứ vào những gì anh hỏi, căn cứ vào gì bác trả lời, em kết luận là chúng ta vẫn chưa có đầu mối gì. Mày cứ ngày dài như thế nào? Chứ làm ăn thế. Chào quan. Mẹ chuẩn bị trả lời. Rồi. Ứng viên mẹ nghe đây. Dạ. Câu hỏi chúng tôi xin đưa ra như sau. Rồi. Trong két có cái gì? A. Thư tình của bố. B. Ảnh của bố. C. Kỷ vật của bố. D. Tất cả những đáp án trên. Tất cả những đáp án trên. Đúng rồi. Câu hỏi của anh đưa ra rất cụ thể. Đúng. Bà lại trả lời rất chung chung. Cho nên đáp án em đưa ra đáp án là chung thể. Không, ý dịch nôm đấy à? Không. Ý em muốn nói là đáp án của em đưa ra là vẫn chưa có manh mối gì. Tìm cái khác đi. Bây giờ, cái cách vừa rồi là không ổn rồi. Rồi. Anh để ý nhá. Mã số két của các anh là gồm 8 chữ số. Được chưa? Như vậy là mã khóa sẽ là những con số. Đúng rồi. Đúng chưa? Để mở được cái khóa này chắc chắn phải liên quan đến những con số. Mày học thằng này đi. Thằng này quá thông minh luôn, mày quá chuẩn luôn. Đúng không? Đúng là thiên tài về trộm. Vâng ạ. Tức là két sắt này nó phải khóa bằng những con số. Ừ. Và mã số của nó cũng phải được khóa bằng những con số. Đúng. Và mình mở nó cũng phải mở bằng những con số. Đúng rồi. Mày giải thích thì tao nghe thuận, nhưng tao giải thích lại nó cứ như thế nào ấy.
tao thấy nó sai sai ở điểm nào đấy. Đấy của em, anh em bình tĩnh nhá. Ý em nói là mọi người thường đặt mã số két thông qua những kỷ niệm. Những kỷ niệm đấy là những con số liên quan đến ngày tháng. Này, đã. Con ơi, mẹ nhớ rồi. Ui, mẹ nhớ cái gì? Bác, đúng rồi. Bác nhớ rồi ạ. Bác nhớ rồi. Nhớ ra cháu là ai chưa? Mày là con nào? Trời ơi, thôi ta tiếp tục công việc anh ạ. Như thế nào? Tiếp tục công việc. Em nói ví dụ nhá. Ngày tháng năm sinh của em. Em sinh ngày 15 tháng 10 năm 1980. Mã két sẽ là 15101980. Các bà mẹ thường lấy ngày tháng năm sinh của con mình để đặt mã số. À. Đúng chưa? Bây giờ anh thử xem hai anh em mình. Anh nhanh nhanh. Có khi là mẹ yêu em anh Đức ạ. À. Mẹ yêu em, mẹ đã đặt số của em. Đọc. Số của anh nhá. 21 tháng 10 năm 1973. 21 10 19. Bao nhiêu ạ? 73. Bà. Có thế chứ. Dạ có rồi, thế chứ. Dạ rồi. Ôi trời ơi. Được rồi hả? Em nhá, một phát ăn ngay. Ôi trời, mở đi, mở đi. Mày quá đi. Chưa mở được. Sao bảo phát ăn ngay? Vâng, em đập một phát ăn ngay. Đập cái gì? Dạ em đập con muỗi ạ. Mày đùa tao đấy à? Xin anh bình tĩnh. Con ơi. Để tính con ngày tháng năm sinh của anh. Bao nhiêu? Mùng 7 tháng 1 năm 1968. Phải thế chứ. Đấy, đấy. Phải ra mẹ này yêu anh Đức à. Em nói luôn với các anh vừa rồi em tiếp tục đập chết một con muỗi nữa. Mày anh bình tĩnh mày nhá. Mày tao cấm mày vỗ đít nhá. Mày mà vỗ đít nữa nhá, tí tao chui anh tao cho mày một lỗ giữa trán luôn nhá. Dạ. Rồi anh bình tĩnh nhá. Bởi anh mày xem có cách nào đi. Bây giờ mới là lúc bác ạ. Ừ. Bác. Sao con? Bây giờ bác kể kỷ niệm, những kỷ niệm mà liên quan đến con số ấy. Ừ. Kỷ niệm à? Trong đầu mà nó ùa về ấy. Kỷ niệm ùa về à? Ừ. Kỷ niệm. Ừ. Bác kể đi. Ui, nhưng mà nó chưa ùa về chú à? Còn đợi đến bao giờ, có khi mùa đông sang năm nó mới về thì sao? Anh bình tĩnh, anh làm sao? Bác, bắt đầu. Tôi nhớ ra rồi chú à. Mùa đông năm ấy, đúng cái ngày mà trời mưa gió rét, bố của chúng nó về trong đêm mưa, gõ cửa cộc cộc. Tôi mở cửa ra, nhìn thấy một chú bộ đội, người ướt hết, chân tay run lẩy bẩy, mặt tím ngắt lại. Tôi có mời chú bộ đội vào nhà, chỉ hỏi một câu cho tôi xin hụm nước. Tôi bảo chú bộ đội à, có ăn cơm không, tôi dọn cơm mời chú bộ đội ăn. Tưởng nói đùa thế thôi mà ông ấy cũng đồng ý ngay. Tôi dọn mâm cơm ra, cơm làm gì có cái gì đâu, chỉ có khoai sắn độn với một ít gạo. Thế mà ông nhà tôi, ông ấy ăn 3-4 bát đấy. Mỗi nồi cơm mà yêu nhau từ đấy đấy. Bác có nhớ ngày tháng năm không ạ? Nhớ chứ, làm sao mà tôi quên được hả chú? Ngày tháng năm ạ? Ngày 15 tháng 6 năm 1962. Sao? Chưa ăn thua sao gì chú? Bác ơi. Tiếp nào? Tiếp đi mẹ. Tiếp theo mẹ, như nào? Mẹ kể tiếp ạ. Mẹ kể tiếp đi. Rồi sau đó bao nhiêu lâu thì các bác cưới nhau? À, tôi còn nhớ ngày cưới. Ngày đấy thì tôi không bao giờ quên được. Vâng ạ. Ngày cưới. Ngày bao nhiêu ạ? Tôi quên mất rồi. Thế chứ. Bây giờ các anh phải giúp em. Bác cũng chịu khó giúp cháu nhá. Rồi. Tức là bây giờ em sẽ hỏi dồn dập bác. Đúng không? Em hỏi dồn dập. Rồi bác chỉ việc trả lời là có hay không thôi. Rồi. Thế này nước ngoài người ta gọi là biện pháp công não. Rồi. Hỏi dồn dập đối tượng như kiểu là mình hỏi cung ấy, rồi sau đó mày là mày điên à? Hả? Mày lôi mẹ tao ra đây mày hỏi cung à? Hả? Lúc này không sao, cho nó được phép điên. Quan trọng là mở được két. Đúng rồi. Này, em hỏi bà cụ bây giờ lớn tuổi rồi, chú phải hỏi hết sức từ từ nhá. Dạ, vâng. Hỏi nhiều quá bà cụ tăng sông huyết áp, bà cụ mà đi là mày cũng đi luôn ý. Vâng. Như nào chú?
Như nào chú? Bác ơi. Bây giờ cháu sẽ hỏi. Rồi. Bác sẽ trả lời. Rồi. Bác chỉ việc trả lời là có hay không thôi. Rồi. Bác đồng ý không nào? Rồi, tôi đồng ý. Mẹ bình tĩnh nhá. Rồi. Không căng thẳng quá các con. Bác bình tĩnh nhá. Chú để gần ra đây cho bác. Bác tên là gì? Tôi tên là Thu. Bác bao nhiêu tuổi? Tôi 72 tuổi. Bác có mấy con? Tôi có 2 con. Ui dồi. Vẫn còn minh mẫn lắm. Bác có thích màu tím không? Không. Bác có ghét con dâu không? Không. Bác có ghét chó không? Không. Bác có thích ăn ớt không? Không. Bác nhớ ra cháu là ai không? Không. Toàn trả lời không thế này á. Em hỏi câu nào cũng nói là không anh ạ. Ừ. Vậy làm thế nào vậy? Không. Không. Con ơi. Bà? Mẹ nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì ạ? Mẹ nhớ ra rồi con ạ. À? Dạ cái gì ạ bác? Không. Bác? Không. Một ngày không mẹ quên. Một ngày không mẹ quên. Bắt đầu đi. Không. 2. Không. 3. Không. 4. Không. 5. Bác bình tĩnh. Bây giờ bác nhớ rồi thì bác nhớ ra cháu là ai chưa? Không. 6. Không. Không. Mày vỗ đi thôi. Mày vỗ đi tao đấm vỡ mồm mày. Mày vỗ đi. À, mày là thách thức mày nè. Không phải lúc đùa nhá. Mày mà vỗ lần nữa là kiểu gì mày cũng đi với tao đấy. Mày lắm rồi. Ra rồi. Ôi trời ơi. Ra rồi. Ôi trời ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Các con ơi. Con mua két về cho mẹ. Để mẹ mã hóa nó, mẹ khóa, mẹ cất đồ. Mà mẹ để mặc định toàn không là không thì tìm đến bao giờ nó mới ra. Ôi con ơi, hai đứa bọn bay cứ nói nhiều chữ số quá mà mẹ thì lúc nhớ lúc quên làm sao mẹ nhớ được. Dạ, mời hai anh ạ. Cứ đặt như thế cho nó rồi các con ạ. Ôi giời ơi, bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là vàng. Ôi giời ơi, là anh Đức ơi. Không. Mẹ cho em bao nhiêu là vàng, bao nhiêu là tiền thế mà vẫn găm một viên kim cương to chưa? Ôi giời ơi, bao nhiêu kim cương này, bao nhiêu vàng này. Con ơi, mẹ cho chúng mày tất, mẹ cho tất nhá. Thế mẹ ơi, hả? Thế bao nhiêu tiền bạc để mẹ mua các thứ mẹ dùng, sao mẹ cất hết ở trong két thế hả mẹ? Rồi ôi, bây giờ già rồi làm sao mà ăn mà uống được. Cái này cũng là để phần cho các con thôi. Mẹ. Ừ, cho chúng mày hết. Cho chúng mày tất. Con xin. Mẹ cho các con hết. Con xin mẹ. Con xin. Mẹ đúng là đáng yêu nhất trên đời. Ôi. Ô. Cái gì thế mẹ? Con ơi. Không. Cái này của mẹ. Cái này của mẹ con hả? Dạ. Cái này của mẹ. Mẹ. Cái này của mẹ á? Của mẹ. Con xem thôi. Không con ơi. Con xem một tí. Không, cái này của mình mẹ mà. Ồ, quá con xem, con có lấy của mẹ đâu. Của riêng mẹ mà con. Mẹ. Cho con xem một tí. Thôi. Thôi con. Yếu buồn cười thật đấy. Mẹ đã nói là của mẹ rồi, mẹ không muốn đưa cho thì thôi. Ừ. Em buồn cười sao? Để của mẹ thì cầm của mẹ là không đâu. Sao em buồn cười? Con ơi. Anh Đức. Hả? Anh bảo của mẹ. Thế tại sao anh lại cầm của mẹ? Thì anh cầm để cho mày đỡ phải mở ra, phải tôn trọng mẹ. Mẹ nói là của mẹ thì phải để uyên đấy cho mẹ, không được sờ vào. Em có sờ vào làm gì? Thôi anh đưa đây cho em. Em cầm okay. Em giả mẹ. Ồ, anh cứ đưa đây. Anh giữ cho. Đừng anh cứ đưa đây. Đừng quá. Mẹ xin. Giấy nhận con nuôi cháu Phan Văn Hiếu. Mẹ thế này là thế nào ạ? Anh Đức, tại sao em lại là con nuôi của mẹ?
cháu Phan Văn Đức được nhận nuôi vào ngày. Mẹ, sao lại có sự thật như thế này? Chuyện gì đang xảy ra ở đây hả mẹ? Sao lại thế này? Sao lại thế này hả mẹ? Mẹ xin, mẹ đã nói rồi, hai đứa đừng có mở ra làm cái gì. Mẹ xin rồi mà. Màu da cam không thể sinh con được. Thằng Hiếu, con bị bỏ rơi trước cổng chùa. Lúc đấy mày mới được có 1 tháng tuổi, kiến bu đầy người. Mẹ nhận về nuôi. Còn thằng Đức, mẹ, mẹ nhặt được con ngoài chợ vào một ngày giáp Tết. Người con thâm tím, rét run cầm cập trong manh chiếu rách. Trên ngực con còn ghi dòng chữ: xin hãy cứu mang, viết bằng than hoa. Mẹ nuôi anh em khôn lớn trưởng thành, hòa thuận với nhau là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Các con không phải do mẹ đẻ ra, nhưng mẹ coi các con như máu thịt của mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con tờ giấy này mẹ phải giấu các con. Mẹ sợ hai đứa biết, hai đứa sẽ bỏ mẹ mà đi. Mẹ xin, mẹ xin hai đứa đừng bỏ mẹ mà đi. Mẹ xin. Không, chúng con không bao giờ bỏ mẹ cả. Mẹ ơi, ngày đầu tiên em hành nghề lại gặp một câu chuyện buồn các bác ạ. À, tôi chắc chắn là hai anh sẽ không bỏ bác mà đi đâu. Bác đã nhớ ra tất cả. Bác Thu, bác đã nhớ ra cháu là ai chưa ạ? Là thằng kẻ trộm. Ôi trời ơi. Nhà em là gia đình hưu trí. Tất cả gia đình nhà em ấy là ăn ở rất là đàng hoàng. Cả cái khu phố này người ta ai người ta cũng yêu quý. Ông chồng nhà em cũng thế đấy. Tử tế lắm, đảm đang cơm rang hành mỡ lắm, chiều vợ lắm các bác ạ. Ôi tôi đây. Ông ơi, cái gì đấy hả? Có chuyện gì đấy? Có chuyện gì à? Ừ. Tắt nhạc. Chuyện tế nhị không thể nói được. Ôi, ôi giời. Gớm sáng sớm ra thì hôn mình đinh chụt một cái lại bảo chuyện tế nhị. Chắc là lại đòi ấy một cái nè. Gớm, nỡ mà già rồi mà lại cứ còn nắm chuyện này. Tù ti tú tí người ta phải để buổi đêm, như ai này ban ngày ban mặt thế này ngượng chết lên được ấy. Rõ thật nhỉ. Ôi trời, ông ơi vào đây. Bà xem lại bà đi. Động cứ là chỉ có nghĩ ra những cái điều đấy thôi. Ô hay. Bây giờ pháo đã tịt ngòi, gia tài còn lại một vòi nước trong. Ông hay.
Chuyện gì mà cứ sáng ra ông cứ giấm giấm rúi rúi là thế nào hả? Thế trong cái ba lô nó là cái gì? Trong cái ba lô nó là tiền. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi ông ơi là ông ơi. Trời ơi ông ơi là ông ơi. Tại sao ông lại đi ông cướp ngân hàng? Ôi ơi ông ơi là ông ơi. Cầm mẹ mồm đi. Nhìn em thế này nó bảo em đi cướp ngân hàng. Vợ với chả con. Thế không cướp ngân hàng thì tại sao có cả một ba lô tiền thế kia? Mà làm sao đấy? Tiền này là tiền tôi nhặt được. Nhặt được hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bà làm cái gì đấy? Thì còn làm cái gì nữa? Mẹ đếm tiền chứ còn làm cái gì? Chưa nhìn thấy con này đếm tiền bao giờ à? Sao bảo gia đình văn hóa? Mẹ gia đình văn hóa cũng phải đếm tiền. Đếm đi, đếm đi, đếm khẩn trương vào. Này, tôi đi tập thể dục về. Nhìn thấy cái túi đèn đen, tôi lại tưởng là túi rác. Nhưng mà túi nó đẹp, tôi nghĩ là đổ rác ra, rồi sau đó mang túi về dùng. Thế mà hóa ra là tiền ấy. Chết rồi. Sao? Chết rồi ông ơi. Sao? Nhà mình giàu rồi. Nhà em giàu rồi các bác ơi. Ôi trời ơi. Ôi lạc nước ơi. Tôi giàu rồi lạc nước ơi. Tôi giàu rồi. Nhà tôi nhặt được tiền. Chồng cướp, tôi nhặt cướp, được tiền. Cướp, cướp. Cướp đâu? Im mẹ mồm đi. Cứ gào ầm to như thế khác gì bảo cướp ơi đến nhà em mà cướp. Khẽ khẽ cái mồm thôi. Đúng rồi. Ông ơi ông, mình làm gì với cả cái số tiền này hả ông? Mình làm gì nữa? Giàu rồi. Giàu rồi. Bố mẹ ơi. Ai đây? Con ơi. Con là thằng Hỏa đây. Thằng Hỏa con thằng mình Hỏa. Bà. Ông ra mở cửa, ông ra mở rồi, cửa rồi, đi. Rồi, rồi, để tôi mở cửa. Ông ơi. Đừng ra mở cửa, đừng ra mở cửa. Sao sao? Trời ơi, thời buổi này trộm cắp như rươi ông ạ. Rồi. Tôi bảo này, có khi lúc nãy là ông bị thằng nào nó theo dõi rồi. Bây giờ ông phải thử xem đấy có phải là con mình không. Nhỡ đâu vào cướp nó bóp cổ mình, nó giết mình thì chết ông ạ. Hóa ơi. Bố nhận ra rõ ràng là con rồi. Nhưng mà theo nguyên tắc quản lý bố vẫn phải kiểm tra. Bà kiểm tra. Này này Hỏa ơi. Dạ. Thế bố mày tên là gì hả con? Bố con tên là Nguyễn Sơ Khai. Hai bố con là Khai Hỏa. Đúng rồi. Này nhưng mà cái chuyện này ai cũng biết. Bây giờ ấy là bà hỏi cái gì mà chỉ có hai mẹ con biết thôi. Nhỉ. Đúng rồi. Để tôi nghĩ ra rồi. Hỏa ơi. Dạ. Thế cái lúc mà bố mày không có ở nhà thì chỉ có hai mẹ con thì mẹ mày hay nói câu gì hả con? Mẹ hay mắng con là ui giời ơi, cái mặt mày ngu như cái thằng bố mày ấy. Nó nói đúng không ông? Đúng cái gì? Hả? Hả? Nó bảo mặt mà... Thế hóa ra là không có tôi ở nhà, bà mắng nó là mặt ngu như mặt tôi à hả? Khổ quá. Thì cái lúc mà người ta bực mình lên làm sao mà cái tân nắn tóm lại được là có đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, mở cửa. Mở cửa, ông mở đi. Ông mở đi. Vào đi con ơi. Ôi trời ơi. Ban ngày như thế này đóng cửa và làm cái gì? Cứ như là buôn bạc giả thôi. Im mẹ mày mồm đi. Làm sao? Mày đừng có nói đến tiền bạc vào lúc nhạy cảm này. Con nói cho bố mẹ biết nhá. Con không thích con em bé đâu ấy nhá. Cái thằng này sao lại nói thế nhỉ? Thế vào đây bố mày bảo. Cái gì hả bố? Cái gì đấy? Tiền. Mày xem đi. Tiền gì ạ? Đây, thằng mở cho. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bố mẹ ơi. Bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ đã ăn chắc để dè, dành tiền để cho con khởi nghiệp ạ. Con cảm ơn bố mẹ. Con... Sư mà, tiền nào tiền của mày? Hả? Tiền này là bố mày nhặt được. Nhặt được đi hiểu chưa? Hả? Bố nhặt được tiền á? Ừ. Ôi giời ơi, bố nhặt được tiền á? Ôi giời ơi, bố nhặt được tiền á? Mày giời ơi, bố nhặt được tiền. Thế chứ mày, tiền chứ mày. Làm sao ạ? Ai đẻ ra mày mà sao mày ngu thế à? Nó con bà đấy bà. Nhìn thấy tiền là gào tướng lên như kiểu muốn nhảy qua hàng rào mà lại còn nói ai đẻ ra mày? Mày con nhà ai? Tiền bố mày nhặt được đấy. Bố nhặt được tiền à? Bố ơi, tại sao bố không nhặt sớm hơn
cho gia đình mình đỡ khổ bố. Mày cứ làm như là tiền nó chờ mình ở ngoài cổng để bố mày nhặt đi. Mời mời bố mẹ đứng vào đây. Mời bố mẹ đứng vào đây. Đây, đây, để con chụp một kiểu ảnh đăng lên trên mạng cho nó máu. Đấy chưa? Cho bạn bè con nó biết nhà mình là giàu rồi. Thằng tần này. Mày chụp cả bố cả mẹ mày, mày cứ đống tiền này trên đấy thì cũng mà mời ông chơi à? Sao mày ngu thế hả con? Thế thì thôi, không chụp ảnh nữa, không đăng lên Facebook nữa. Rồi. Thế nhưng mà bây giờ giải quyết số tiền này như thế nào? Bởi vì nó quá nhiều. Ông ơi. Hả? Thế bây giờ nhà mình giải quyết cái số tiền này thế nào? Bởi vì nó quá nhiều ông ạ. Ừ nhở. Đột ngột quá. Ừ. Cứ mong giàu mà tự nhiên giàu đánh phịch phát ông lại sợ ấy. Tôi có cách rồi. Cách gì ông? Bà là chủ tài khoản gia đình, bà nghĩ cách đi. Ừ nhỉ. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Mẹ. Mẹ nghĩ cách đi. Tôi nghĩ này nhá. Rồi. Bây giờ hai bố con này, nhà mình là bao nhiêu năm nay thắt lưng buộc bụng rồi. Bây giờ mình cứ ăn thả phanh đi, ăn tá lả đi, mua thịt, mua cá, mua mắm, mua muối, coi là chặt nhà đi. Rồi. Mà hôm nay này, tôi quyết định ra chợ, tôi sẽ mua ngay một con cá 7 cân. Nhà mình chỉ ăn đúng khúc giữa thôi, còn lại khúc đầu mấy khúc đuôi là mình vứt luôn. Sang trọng quá bà. Bây giờ mình nói đến chuyện ở đi. Ở đi. Ăn là phải kèm với ở. Đúng rồi, rồi, rồi. Bây giờ thế này, con nghĩ là cách như thế này thì bố xem bố có duyệt được không nhá. Rồi. Con sẽ mua một cái nhà của bác Quốc ở bên tay phải nhà mình. Rồi. Đấy. Xong con lại mua tiếp cái nhà bác Nam ở bên tay trái mình. Rồi. Con mua tiếp cái nhà của cô Dung ở đằng sau. Rồi. Được chưa? Rồi. Sau đó con đập đi toàn bộ, nhá. Xây lên một cái nhà nhỏ thôi, 7 tầng. 7 tầng. Vâng, 7 tầng. Nhà mình giàu, mày xóa đi. Xóa luôn à? Bố sao? Mày không tiếc tiền. Vâng. Quan trọng là phải chi tiêu cho nó đúng địa chỉ. Đúng. Xây 7 tầng chưa hết tiền đâu. Làm sao mà hết được hả bố? Thế bây giờ mình làm nhiều nào tiền nào thế này cơ mà. Ôi trời ơi, bây giờ còn làm việc gì nữa đây? À chút chút chút. Từ thiện, từ thiện. Đi từ thiện. Rồi 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 rồi. Chờ tôi một tí. Sẽ đi từ thiện. Đúng. Mình phải đi từ thiện đi. À nhưng mà thôi thôi thôi. Sao? Bố ơi, theo ý con là thế này nhá. À, bố đừng có đi từ thiện nữa. Rồi. Đấy bố thấy đấy, bây giờ đấy, nhà nhà đi từ thiện, người người đi từ thiện. À. Rồi cuối cùng người ta toàn lấy tiền của người khác đắp vào người mình thôi. Mày nói thế thì không được đâu, không mất quan điểm ấy. Không, con nói bố nghe, tốt nhất là bố muốn từ thiện ấy thì bố từ thiện luôn cho họ hàng nhà mình như này. Bởi vì họ hàng nhà mình cũng đang nghèo lắm. Đúng, người đấy. Trong nhà mình nên giúp đỡ nhau trước. Vâng. Rồi. Tôi là tôi thống nhất như thế. Nhà mình có được lộc lá ngày hôm nay cũng do ông bà tổ tiên họ hàng mà có. Rồi. Thế cho nên con nạn nhà mình đại gia rồi, sống sinh đi. Này, thế gọi mọi người đến mà cho tiền à? Không, mùng 1 Tết mình mời tất cả họ hàng đến nhà mình ăn cơm. Rồi. Rồi. Sau đó mình phát phong bì cho họ. Thông bao lì xì. Được. Thế bây giờ là mấy chục người thế thì mày định phát cho mỗi người bao nhiêu? Dạ, theo ý con là con phát cho mỗi người 50 triệu. Mày điên à? Hả? Cái gì mà lại 50 triệu rồi? Thôi, 50 triệu á? Con hiểu ý mẹ rồi. Thôi, thôi, con xin lỗi mẹ. Thôi, thì là phát cho mỗi người 70 triệu. Ôi trời. Ôi, chắc là 70 triệu thì, à? Thì mỗi người 100 triệu. Ôi trời. Bao nhiêu? Quan điểm bà thế nào bà nói rõ ra. Thế bao nhiêu à? 300 nghìn thôi. Ôi trời. Mẹ ơi, từ thiện cho họ hàng nhà mình mà lại mỗi người có 300. Thế thôi. Bao nhiêu năm ăn kham ăn khổ rồi, bây giờ có tí tiền thế này, mày mang đi mày từ thiện hết thì còn gì gia đình nhà mình sống nữa con. Thôi giờ thế này đây, tao khuyến mại cho thêm mày 20 nghìn nữa là 320 nghìn. Được rồi, thôi được rồi. Nhưng mà từ thiện thế cũng chưa hết tiền. Bây giờ này, bố mẹ nhìn con đây này, ăn mặc sộc sạch quá. Thì bây giờ bố mẹ cho con ít tiền để con mua quần áo mới đây. Tiền cho mày mua quần áo mới à? Vâng. Tiền cho mày mua quần áo mới. Vâng. Con. Dạ. Xuất kho. Xuất kho không ạ? Úi giời. Con xin ạ. Úi giời. Con xin ạ. Sang trọng nó cho tiền con phải thế này. Bắt lấy con. Úi giời. Con xin ạ. Dạ. Mày đi mua quần áo xịn nhất, ngon nhất, mẫu nhất, mốt nhất, mặc cho nó sang trọng. Con cảm ơn bố. Rồi. Con cảm ơn mẹ. Rồi. À, con đi bố. Con đi mẹ. Dặn ngay. Mày mua ở chỗ nào xa xa. Vâng. Đừng mua mấy cái phố quanh đây rồi người làng, người xóm người ta biết. Vâng. Biết là nhà mình giàu có rồi thì là không ổn đâu con ạ. À. Vâng ạ. À. Xuống Thái Bình mà mua. Xuống tận Thái Bình. Vâng.
Con yêu bố. Con yêu bố. Con đi ạ. I love you baby. Sao rồi ông ạ? Tôi không thể tưởng tượng. Tại sao nhà mình lại có ngày hôm nay ông? Sao lại thế được bà nhỉ? Cất tiền, cất tiền. Cất tiền, cất... Nhưng mà ông ơi, hả? Nhà mình tang hoang thế này cất vào đâu? Hả? Mang xuống dưới bếp, vùi trong cái chỗ than tổ ong ấy. Bà đập một viên ra, rắc nó lên trên. Ôi dồi ôi. Tạo hiện trường, nhà không ai phát hiện ra đâu. Rồi 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 rồi, đây đây đây. Đây đây, nhanh nhanh nhanh. Khai ơi! Ông Khai có nhà không? Ông Khai ơi! Ông Khai không có nhà. Tôi quang điếc đây, ông Khai mở. Ông Khai ơi! Biết rồi, không có nhà đâu. Ông Khai ơi, ông Khai ơi, tôi quang điếc đây mà, ông Khai ơi. Thôi 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 thôi, ra mở cửa đi, nhức đầu lắm, mời vào mời vào. Ông này vào là chỉ có đánh cờ ăn lạc luộc thôi đấy mà. Ừ thì thế cũng được, cứ mời vào đi. Rồi, mời ông vào. Úi giời ơi, sáng ngày ra mà đóng cửa sớm thế hả? Ôi, chào ông. Mọi hôm giờ này là mở banh ta lành ra, thế mà hôm nay lại đóng cửa. Này, khiếp, hai vợ chồng đóng cửa trong nhà cứ như là buôn bạc giả. Im mẹ mồm đi. Hả? Đừng có chạm vào cái từ nó nhạy cảm thế. Này, hôm nay sang đây đánh có ván cờ ăn lạc thôi. Này, tôi bảo đây. Hả? Cầm lấy mấy cái này nhá. Cái gì đây? Phô tô ra. Hôm nay họp tổ dân phố phát cho tất cả mọi người. Đây toàn các bài thuốc chân gian chữa bệnh đấy. Chỉ này, cận thị này. Ông có muốn hết cận thị không? Tôi có cận đâu mà muốn. Thì ai ở nhà, bà có muốn hết cận thị không? Rất dễ. Ông cứ làm như thế này. Xoa 10 lần ở Thái Dương. Xoa 10 lần ngược lại ở đỉnh Thái Dương. Xoa 10 lần ở đuôi lông mày. Xoa 10 lần ở giữa lông mày. Vuốt xuôi, vuốt xuôi, vuốt xuôi 10 lần. Tháng sau bỏ kính. Thế ạ? Ừ. Trong này còn có nhiều bài thuốc hay lắm. Thằng Hỏa đấy ông đâu rồi? Thằng Hỏa nó đi có việc rồi. Này, thằng Hỏa nó yêu con ông Tùng ở xóm nhà mình ấy. Rồi. Sau đấy ông Tùng chuyển lên Thái Nguyên. Ông ấy chuyển lên Thái Nguyên, ông sống ở trên đấy. Hôm trước tôi lên thăm ông ấy. Ông ấy ở cạnh một bà hàng xóm rất xinh. Hai đời chồng. Đời trước có một đứa con trai. Đời sau được hai đứa con gái. Xinh lắm ông ạ. Học ở dưới Hà Nội rồi. Hôm vừa rồi đi ăn cưới. Lại gặp nhau. Ông bảo thằng Tùng liên lạc với bà ấy cho tôi cái. Làm gì? Hôm trước bà ấy bị trĩ, để tôi chữa trĩ cho bà ấy. Cái tuổi già rồi mà không uống thuốc Tây được đâu, phải uống cái thuốc Nam này mới tốt này. Rồi 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 rồi. Chữa trĩ rất dễ ông ạ. Như thế nào? Này, lấy hai ngón tay trỏ xoa ở Thái Dương 10 lần, sau đó đỉnh Thái Dương 10 lần, sau đó đuôi lông mày 10 lần, sau đó giữa lông mày 10 lần, vuốt xuôi, vuốt xuôi, vuốt xuôi, hết trĩ. Tôi tưởng đấy là chữa cận thị. Hả? Đấy là chữa cận thị. Thế à? Ờ. Chắc nó giống nhau đấy. Ờ, ờ, ờ. Nhớ, này. Ôi trời ơi. Gì? À, này, thế hôm nay làm gì à? Bận à? Không bận gì đâu. Không phải chờ lâu, tôi sang một lúc thôi. Đánh với ông hết ván cờ này rồi tôi về. Này, ôi, lần trước thua 18 củ, lần này là không thua đâu nhá. Đấy, hai ông ngồi đánh cờ với nhau thoải mái. Tôi không chơi gái. Bà bị làm sao đấy? Già cả bằng tuổi này rồi còn chơi gái. Giờ đi đái còn trả xong, gái mú gì. Ừ thì thôi được rồi, hai ông ngồi đánh cờ với nhau, tôi không làm phiền. Hả? Bà không làm phiền. Tiền à? Bà lấy tiền ở đâu? Tiền cho tôi à? Không, tức là đánh cờ ăn lạc thôi. Ừ, ăn lạc. Khổ quá, không có cờ bạc gì cả. Tôi với ông đánh vui bao nhiêu lâu nay rồi. Cờ bạc có công an người ta bắt đến phường lâu rồi. Đấy, làm thế nào với cả cái ông điên này bây giờ? Tôi chờ được, không sao cả. Riêng cứ cho tôi tiền là tôi chờ được hết. Bao nhiêu thời gian tôi cũng chờ. Ôi các bác ơi, không hiểu thế nào chứ. Năm mươi mấy năm nay em điếc không nghe thấy gì mà tự dưng nghe thấy tiền mình lại tinh luôn. Đây, tôi chờ được đấy. Chờ cái gì mà chờ? Hả? Không làm phiền. Bà đi lấy tiền chứ gì? Khổ quá, bà nhà tôi. Bà nhà tôi đi giặt. Hả? Đi giặt. Nhặt được tiền à? Ôi trời, ôi trời ơi. Bà con ơi, nhà ông Khai nhặt được tiền. Thôi, ôi trời ơi. Thôi đi, ông làm sao đấy? Sướng nhất nhà ông đấy. Trời ơi, tôi mấy chục năm rồi chưa nhặt được cái gì. Ông bà thôi, nhặt được tiền à? Thôi, không nói với tôi. Trời ơi, nhặt được tiền à? Ở đâu? Nhiều không? Làm thế nào với cả cái thằng điên này bây giờ? Khổ quá, đã bảo tôi chờ. Yên tâm đi, nhặt được tiền là tôi chờ được. Này, ăn một mình là không được đâu nhá. Chia lọc đi, chia lọc đi. Bà vào trong.
lấy tạm mũi tiền đưa cho ông cho rồi. Yên việc đi, nhanh 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 nhanh. Rồi. Này, bao nhiêu? Nhặt ở đâu? Nhiều tiền không? Hả? Nghe nhá. Ừ. Đừng nói cho ai biết là vợ chồng tôi nhặt được tiền. Tôi biết rồi. Không được nói với ai là vợ chồng ông nhặt được tiền. Rồi. Hả? Đây, cầm lấy. Úi dồi ôi. Cho mà nhiều thế này à? Ừ. Thế thì chắc vợ chồng nó phải nhặt được nhiều lắm. Đây, ở đâu đấy, chỉ tôi nhặt với. Ôi dồi ôi. Không có đâu. Thôi, về. Được rồi. Về hả? Nghe này. Đừng nói với ai là vợ chồng tôi nhặt được tiền. Ông yên tâm, giữ bí mật là chắc chắn. Tôi là nhất cái khu này. Cái hội đánh cờ với mình ý, là tôi không nói đâu. Đúng. Tôi lấy tiền này tôi sẽ khoe với bọn gà chọi. Ôi gà chọi không được. Thế hả? Không được nói với ai. Biết rồi. Nhớ bảo cái bà mà mẹ người yêu thằng Tùng ấy, đừng gọi điện cho tôi. Gọi điện xin thuốc là tôi không nghe được đâu. Phải nhắn tin nhá. Không được nói với ai là ông bà nhặt được tiền. Rồi. Được rồi. Tôi không nói với ai là ông Khai nhặt được tiền. Ôi giời ơi. Ông ơi là ông ơi. Em nói thật các bác chứ. Trước khi mình nhặt được tiền ấy, thì mình thấy hàng xóm người ta dễ thương. Từ khi em nhặt được tiền ấy, chỉ muốn chuyển mẹ hàng xóm đi chỗ khác thôi. Này ông Quang Điếc ơi, tôi là không tiếp khách nữa đâu nhá. Bác Khai ơi. Ai đây? Cháu Đại. Đại nào? Đại cảnh sát khu vực đây. Mẹ chết rồi ông mẹ ơi. Rồi. Tại sao ôi lại thế? Cháu cảnh sát khu vực đâu đây, làm mình làm chú Đại ơi. Chú Đại sang nhà tôi có việc gì đây? Chúng cháu sang chúc Tết hai bác thôi. Này, năm sau chúc có được không? Bác buồn cười thật. Tết năm nay để sang năm sau chúc. Rông cả năm đấy. Nhưng mà vợ chồng tôi đang bận. Bác cứ giải quyết việc riêng đi. Chúng cháu đứng ngoài đây đợi. Tự nhiên công an khu vực sang thăm hỏi một cách quyết liệt thế này là có việc rồi. Thôi ông ơi. Có mở không bà? Mở đi. Không người ta quy cho mình cái tội là chống người thi hành công vụ. Mở. Chào hai đồng chí công an. Chào hai bác. Ừ. Hai bác làm sao thế ạ? Dạ. Chúng tôi không sao ạ. Hai bác làm cái gì mà cứ như là buôn bạc giả thế ạ? Đâu có. Thật chứ không giả đâu. Thực ra không có việc gì đâu. Chúng cháu đi làm nhiệm vụ mà. Rồi. Tết nhất đến nơi rồi. Rồi. Tháng này tháng củ mật. Rồi. Trộm cắp nhiều lắm. Chúng cháu phải có trách nhiệm đi nhắc nhở các hộ trong khu vực. Rồi. Cẩn thận về vấn đề an ninh. Rồi. Gìn giữ của cải vật chất. Rồi. Nhất là tiền ý. Sao thế nhỉ? Công an nói thế là kiểu nói bóng nói gió đưa vào vấn đề đấy. Thôi báo cáo với anh công an thế này. Dạ vâng. Thôi anh vào thẳng vấn đề đi. Anh đừng làm chúng tôi căng thẳng. Dạ vâng. Này, mình vào việc luôn đi. Mình vào việc luôn nhỉ. Ôi dồi. Xin lỗi hai bác ạ. Cái còng số 8 nó rơi thôi ạ. Các bác làm cái gì đấy ạ? Không sao. Tôi có làm gì đâu. Dạ. Báo cáo đồng chí. Thế là ông Quang ông ấy nói hết với đồng chí rồi ạ? Dạ vâng. Bác Quang nói hết với bọn cháu rồi. Bố tổ sư thằng hàng xóm đều. Đúng là nuôi ong tay áo. Nó mang tiếng điếc nhưng mà nó biết hết đấy. Bác Khai, bác yên tâm đi. Việc này chưa thành tội phạm được đâu. Chúng cháu mới quy vào là yếu tố để cấu thành tội phạm thôi. Dạ. Chú ơi. Dạ. Báo cáo chú thế này ạ. Tôi nói thật với chú là lúc đầu là vợ chồng tôi định sang báo cáo công an phường đấy ạ. Đúng rồi. Nhưng nhân ngày xuân sắp tới rồi mà đang vui vẻ thế này, vợ chồng tôi lại sang lại báo cáo với các chú chỉ vì chuyện an ninh thôi. Đúng rồi. Thì nó phiền cho các chú quá. Dạ, báo cáo chú là chúng tôi nghĩ thế này. Ngày Tết mà nói chuyện an ninh trật tự với công an nghe nó không phải. Đúng rồi. Vâng, báo cáo với đồng chí là thế này. Chúng tôi cũng hoàn toàn vô tình thôi. Dạ. Báo cáo đồng chí là tiền thì vẫn còn nguyên kia. Dạ. Tôi mới lấy một ít đi cho thằng Hỏa nó đi mua quần áo với cả cho ông Quang một chút chứ.
Chúng tôi chưa động chạm gì đến tiền cả. Tiền gì ạ? Thì tiền tôi nhặt được đấy. Bác nhặt được tiền á? Ô thế tôi tưởng hai đồng chí đến đây về việc đấy. Không. Hôm nay chúng cháu đến đây để là hỏi hai bác, nhắc nhở về việc bác và bác Quang Điếc là thường xuyên đánh cờ để ăn lạc. Hôm nay cháu đến hỏi rõ là xem có đúng là hai bác đánh cờ để ăn lạc không, hay là cái hình thức đánh bạc trá hình. Tôi xin thề, cứ tưởng chuyện kia hóa ra chuyện này. Bay khỏi đây, bay. Tôi xin thề với hai đồng chí, với tư cách là một người nghỉ hưu lâu năm và là một gia đình văn hóa, tôi xin cam đoan với các đồng chí là chúng tôi chỉ đánh cờ ăn lạc mà ăn lạc luộc, không hề có hành vi đánh bạc ở đây. Dạ mong các đồng chí xem xét ạ. Nhưng mà cháu thấy bà con hàng xóm là phản ánh hai bác thường xuyên đánh cờ vào buổi chiều và rất to tiếng. Dạ báo cáo to tiếng là do ông Quang ông ấy bị điếc, ông ấy nói to chứ không phải chúng tôi có xích mích gì đâu. Dạ thực ra cũng không có gì quan trọng đâu. Rồi. Bác nói như thế là chúng cháu tin rồi. Rồi. À thôi bây giờ chúng cháu phải đi làm nhiệm vụ tiếp. Rồi. Nhắc nhở các hộ dân khác ở trong khu vực. Rồi. Thôi chào bác nhé. Dạ. Ui giời. À, cháu xin lỗi. Tay công an có khác cứng như thép. Thế mới bắt được tội phạm. Thôi cháu về nhá. Chào các đồng chí ạ. Này bác ạ. Thế mà nó quên ngay được. Oh yeah. À mà này. Thế còn cái chuyện nhặt được tiền của hai bác ấy, cụ thể thế nào? Ôi tôi tưởng đồng chí quên rồi. Nghiệp vụ của bọn cháu, làm sao bọn cháu quên được. Ôi trời ơi ông ơi. Thôi báo cáo đồng chí thế này. Dạ. Từ khi mà nhặt được tiền ấy là tôi cũng cảm thấy tôi cuộc sống tôi nó bị đảo lộn hết cả. Dạ. Dạ mong đồng chí hiểu thế này. Tôi đi tập thể dục về, gặp một cái túi màu đen, tôi tưởng là túi rác, đá vào thì lại thấy cứng cứng, dở ra toàn là tiền ạ. Chính xác là bác nhặt được tiền. Dạ. Tiền, dạ nhiều tiền lắm ạ. Chết rồi. Bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy. Vâng. Này, tại sao khi nhặt được tiền các bác không báo với cơ quan chức năng để cho người ta giải quyết? Dạ. Như hôm nọ báo đăng đấy, có một cái xe máy bị để quên. Vâng. Để mấy ngày không ai nhận, đến khi mở ra để kiểm tra thì bên trong có hai cái túi. Hai cái túi. Một túi khi mở ra bên trong là đâu hình như là 1.8 tỷ. 1.8 tỷ? Nhiều thế. Nhiều quá. Ăn số đích thì vì số tiền mình nhặt được. Vâng, 1.8 tỷ bình thường. Bình thường. Còn một túi nữa, vâng. Khi mở ra các bác biết là thế nào không? Là thế nào? Cái gì ạ? Một cái tay người còn tươi rói rói. Ui dồi ôi. Mà các đồng chí là trong túi như tôi là chỉ có tiền chứ không có tay ạ. Các đồng chí. Nhưng mà các bác có giữ nguyên hiện trường của cái túi không? Có giữ được dấu vân tay trên đó không? Dạ báo cáo là dấu vân tay làm gì ạ? Dấu vân tay là tang chứng để cho chúng cháu điều tra. Rất có thể là dấu vân tay của chủ số tiền đó. Đúng. Mà cũng có thể là dấu vân tay của tội phạm. Nếu mà bắt được tội phạm chúng cháu xử ngay. Báo cáo đồng chí là thế này. Trên túi bây giờ chắc chắn còn dấu vân tay nhưng còn của tôi với bà ấy. Báo cáo đồng chí nhưng chúng tôi không phải là thủ phạm mà. Báo cáo đồng chí là đồng chí giải quyết. Thôi các bác không phải lo. Bây giờ như này. Thế nào ạ? Chúng cháu sẽ lập biên bản ngay tại đây và đưa lên phường để xử lý. Đưa lên phường xử lý à? Dạ vâng. Nhưng mà xử lý thế nào hả chú ơi? Nếu như mà trong vòng một tháng không có ai đến nhận hoặc chứng minh được số tiền đó là của người ta, dạ, thì hai bác sẽ được nhận sau khi trừ tiền thuế. Vẫn còn hy vọng. Ừ, ông ơi, may quá. Nào đồng chí, làm việc đi. Vâng. Hôm nay, ngày 28 tháng 12, tại gia đình nhà ông bà Khai, Bố mẹ ơi. Sao đấy à con? Ơi, bố mẹ ơi cứu con. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi thằng Hòa. Ôi trời ơi con. Mày làm sao thế này? Con ơi. Mày làm sao, mày làm sao thế này? Con nghe lời bố. Bố bảo là đi xuống Thái Bình mà mua quần áo. Thế là con thôi con không xuống Thái Bình bởi vì nó xa quá, con mua ngay gần Đông Anh đây thôi. Rồi con lên xe buýt. Con sợ mọi người theo dõi con. Rồi con lại xuống xe buýt, con đi
chuyến xe khác, con lại quay lại đằng sau xem có ai theo dõi mình không. Con lại xuống xe buýt, con lại đổi, con lại đi xe ôm, xong rồi con lại đi xe buýt. Rồi cuối cùng con đến cửa hàng quần áo, con bao trọn cả cái cửa hàng đấy. Ai mà bán hàng cho con, ai phục vụ con là con bo hết. Rồi cuối cùng con mua được 3 bao tải. Khi thanh toán tiền, nó đấm con vỡ mồm, nó bảo mày tiêu tiền giả à. Sao lại tiền giả? Ông Khai ơi! Cái gì vậy? Ông Khai ơi, trời ơi! Thằng Hỏa, dạ, mày đi chòi gà về à? Đâu ạ? Tiếc quá, trông mặt mũi kinh thế này, năm hết Tết đến rồi, sao lại ăn mặc mặt mũi trông kinh quá? Cảm ơn ông bà! Ôi! Cảm ơn, xin chào hai đồng chí. Cảm ơn. Ôi giời ơi, mừng quá. Cái số tiền bà cho tôi ấy, tôi đưa toàn bộ cho bà nhà tôi. Bà ấy đi siêu thị sắm một cái Tết cực kỳ sang trọng. Năm nay nhà tôi ăn Tết to hơn năm ngoái. Này, ông bà nhặt được tiền cho tôi, thế đã cho hai chú chưa? Ôi yên tâm đi, ông bà này thơm thảo lắm, không phải ăn một mình đâu. Rồi sẽ cho đến lượt hai anh. Chúc mừng, ôi giời ơi, chúc mừng tôi. Này đi. Tiền đấy không tiêu được hả? Không, tiền thật chứ không phải giả. Thưa mày, thế sao người bác đây tiêu được mà mày không tiêu được, mày bảo tiền giả hả? Sao lại mắng con nó, thế bà lấy tiền ở đâu đưa cho nó? Thì tiền đưa cho thằng này là tôi lấy ở trong cái ba lô. Ô mà tay tôi lấy mà. Chứ còn gì nữa, còn tiền đưa cho ông này là tôi lấy ở trong cái túi của tôi. Tiền nào bà lấy trong túi? Thì cái tiền 5 triệu 2 ông đưa cho tôi để sắm Tết cho cả gia đình đấy. Ôi tôi chết rồi. Ôi chết rồi. Nhặt thì nhặt được tiền giả, mà giả lộc thì giả lộc tiền thật thế này rồi. Ôi cảm ơn nhá, tôi không liên quan đến những cái việc xảy ra ở đây nhá. Cảm ơn ông bà nhá, rất cảm ơn. Ô hô, đời thế mà lại hay các bác ạ. Đôi khi cứ điếc điếc lác lác thế mà lại sướng. Bà con ơi, nhà ông Khai nhặt được tiền nhưng mà toàn tiền giả. Ôi trời ơi! Đúng là viện dưỡng lão có khác. Danh bất hư truyền. Vào viện dưỡng lão phát lão hóa tâm hồn luôn. Mà em nói các bác nha, theo nhiều công trình nghiên cứu khoa học thì càng về già, tức là vào viện dưỡng lão càng nhiều và lão hóa tâm hồn càng lắm thì càng giống với trẻ em. Mà đã là trẻ em thì không quan tâm đến công danh, không quan tâm đến sự nghiệp, mà cũng chẳng quan tâm đến tiền bạc. Đã có một nhà khoa học đưa ra rằng nếu để một tờ 50 và một tờ 500 trên đường, người già đi qua tờ 500, đến tờ 50 quyết định cúi xuống nhặt tờ 500. Nhưng mà đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Còn trong thực tế thì người già đi qua tờ 500, đến tờ 50 cúi xuống nhặt cả hai cho vào túi. Cho nên em nói với các bác, tất cả những ai trong số chúng ta về lý thuyết già càng sớm càng tốt, vỗ tay. Cho nên em cũng nói với tất cả các bác rằng những ai mà có nhu cầu đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão, vào viện dưỡng lão thì đưa khẩn trương, bởi vì các cụ luôn thích vào trong đó. Ngày Tết ngày nhất em vào trong trại dưỡng lão, em cảm thấy thanh lọc tâm hồn. Ôi trời ơi, sắp đến giờ rồi, vào mà không vào ăn cháo đi thì nào ngoan, nào thương, nào ăn cháo. Ôi trời ơi, ôi cái gì đấy? Hóa ra mày trẻ danh hả, chứ không phải là như chúng tao hả? Ồ, thì xin lỗi. Mà làm cái gì đấy? Cái gì nhỉ? Cái gì? Ôi thằng ấy. Ấy nào? Mày có phải là thằng ấy, con của bà ấy không? Bà ấy nào? Cái bà ấy là mẹ thằng ấy đấy. Bà vớ vẩn, tôi là con của ông. Ông ấy à?
Ô thế không phải con bà ấy mà là con ông ấy à? Thế tao nhầm, xin lỗi nhá, I am sorry. Đấy, nói xong phát đi luôn. Làm người già sướng thế, nhầm cái lại còn biết ngoại ngữ, I am sorry. Thế là xong, đau hết cả đầu chứ này. Quái lạ thật. Đến giờ nay rồi mà anh vẫn còn chưa đến. Anh Hiếu ơi là anh Hiếu, hẹn đến thăm bố mà giờ này cũng chưa đến là thế nào? Mà không hiểu tại sao bố em lại đặt tên ông anh là Hiếu, Trọng Hiếu. Ông này phải tên là Bất Hiếu mới đúng. Hiếu đây, ai nhắc gì Hiếu đây. Em mời anh ngồi ạ. Mời ngồi thì cứ ngồi, làm sao mà phải làm cái gì đấy. Em lau ghế ạ. Lau ghế thì người ta lấy tay, lấy khăn người ta lau, chứ lại lau ghế lại như thế này. Trông không khác gì xay cháo cho trẻ em. Anh ạ, cái lúc anh chưa đến em lo lắm, em chỉ lo cho anh thôi. Thế à? Vâng ạ. Lo cái gì? Lo anh ngày Tết đường đông, nhưng mà anh đi đường như ô tô đâm phát nát bét thì chết. Ừ. Tình cảm anh em nó phải thương. Thằng điên. Cứ tưởng nó thương mình thật. Mày định lên thăm bố anh như thế nào? Thì em đến thăm bố ạ. À? Em đến thăm bố nhưng mãi anh không đến ạ. À. Này, vừa rồi tao mới xuất hiện ở cửa thôi. Rõ ràng có đứa nó bảo tao là thằng Bất Hiếu. Có đúng là mày không? Không ạ. Có đúng không? Chỉ có hai anh em ở đây thôi, không có ai cả. Mày... Thôi, sao vào đây lại cứ đánh nhau như thế à? Thế sao vào trong viện dưỡng lão mà chúng mày cứ la toáng lên thế? Cái nơi này nơi để các cụ yên tĩnh mà sao lại cứ đánh nhau chửi nhau ở trong này như thế? Này ô thế gầm đấy à? Ô này gầm này. Này, đây là viện dưỡng lão hay là sở thú hay sao mà lại có con sư tử liên tỉnh nó sổng ra đây thế này? Muốn sư tử có sư tử nhá, muốn hà mã có hà mã nhá, kể cả tê giác có luôn nhá. Chúng mày gặp ông Lại Văn Sâm là 30 giây cả hỏi cả trả lời nhá. Còn riêng gặp tao 30 giây là tao nuốt trắng, nuốt sống luôn, không lòi một cọng xương ấy. Kinh quá. Bác ơi, nếu mà bác có ăn thịt anh cháu thì nhớ nhè dương ra để nhà cháu có cái để chôn ạ. Thằng điên. Từ sáng đến giờ mày toàn chôn rồi giờ lại xương. Dạ nhưng mà bà đòi nuốt cả xương anh, bà này quá là hố đen vũ trụ à. Nếu mà hố đen là tao nuốt cả mày luôn nhá, không chừa một cái củ lẳng nhá. Vớ vẩn đi. Thôi thôi. Chúng mày có tin là tao tát một phát đầu quay như đĩa hát không? Cả thôi. Hai thằng một lũ này. Thôi thôi được rồi, đứng ở đây mà không cần phải tát đầu vẫn đang quay như đĩa hát đây này. Tóm lại là như thế này, chúng tôi nói hơi to, chị thông cảm. Chị mà bố mày, tao này mày bảo tao chị à? Tao dặn một lúc ra một lần hai đứa như mày bảo tao là chị à? Đồ mất dạy. Thôi được rồi, xin lỗi. Bà thông cảm. Bố mày không thích thằng nào kêu bố mày là bà nhá. Mặc dù bố mày già thật nhưng mà bố mày không thích thằng nào gọi bố mày bằng bà nhá. Này. Ồ thế quả này hay thật ý nhỉ. Thế không thích gọi bằng bà thì người ta gọi bằng chị còn gì nữa. Chị bố mày. Thôi được rồi. Tóm lại là tôi gọi chị thế nào với chị gọi tôi hay gọi bà thế nào cũng được, nhưng mà đừng xúc phạm đến bố tôi. Thế bố mày bao nhiêu tuổi? Bố tôi 60 tuổi rồi đấy. Này đây 62 nhá. Chả hơn bố mày 2 tuổi mà không gọi bố mày bằng nó. Kinh nhỉ? Không phải chị bố mày à? Trông cái hình nhân thế mạng thế này mà 62. Thằng kia. Dạ. Mày giỏi đuổi hình bắt chữ. Mày đuổi hộ tao cái hình này xem có hợp với cái chữ 62 không? Anh cho em à? Cho hỏi xem nào. Đứng dậy. Sao phải đứng? Đứng đi cho nó đúng để kiểu. Xem nào. Thôi bác ngồi được rồi. Thôi bác cứ đứng đi. Rồi. Có đứng không? Mày cứ làm như tao làm mẫu ấy. Thôi xoay một này. Vòng. Úi lại còn xoay nữa à? Xoay. Đây này. Đấy. Lún cả đất. Tạo dáng đi. Này thì tạo dáng. Úi giời ơi. Dáng này mà 62 à? Ờ. 64. Ui dồi ôi. 64. 66 đấy, nói thật đấy. Tóm lại là bao nhiêu? Nói thật đi. Thôi không trả giá nữa nhớ, kịch kim 67 đấy, mặc dù chính thức là tao 69 cơ. Ui dồi ôi.
tao chả hơn bố mày 9 tuổi là gì. Thôi được rồi, tóm lại là hơn bố mình 9 tuổi. Rồi. Thôi được rồi, thế bây giờ, thế thì bà thích bọn tôi gọi bà bằng gì? Gọi bằng gì nè? Đây này, ra đây bác bảo, hai cháu cứ gọi bác là cái ấy cho nó thân mật. Ôi giời, gọi là gì? Cái ấy là tao đấy. Cái ấy? Tao là cái ấy đấy. Anh ơi. Cái gì? Cái ấy. Cái ấy là cái gì mà em nghe em cứ nhột nhạt hết người ấy. Dở. Có bao nhiêu người ở đây đấy. Cái ấy. Không hiểu à? Dạ. Cái ấy. Nó là cái ấy đi mà. Thế mà không hiểu. Ý bài nói. Ý bài nói cái ấy là cái kia ấy. Không. Này, không. Đây, quay đây. Chúng mày dốt thế. Cái ấy là cái ấy mà cái kia là cái kia. Hiểu chưa? Mày hiểu không? Mày hiểu không? Tao hỏi mày ấy, mày hiểu không? Hiểu chứ làm sao mà không hiểu? Mày hiểu thế nào? Thì thằng em tôi nó hiểu thế nào tôi hiểu thế. Cái ấy là của tao. Đương nhiên chưa? Rồi. Nó là cái tên của tao. Bố mẹ tao đặt trong khai sinh tao là Nguyễn Thị cái ấy. Ui rồi. Ngạc nhiên chưa? Ôi tên là cái ấy. Tức là bác là Nguyễn Thị cái ấy ạ. Ừ, tao là Nguyễn Thị cái ấy. Này, thế mà cháu lại tưởng cái ấy kia của bác là cái kia. Ừ, thì đây này. Mày tởm nó vừa vừa. Ôi thì tao ơi. Này mà mày lại bảo tao là cái kia thì lâu thế mày mất dạy. Thực ra là tao cũng có cái kia đấy. Đúng rồi. Mà cái kia của bác hơi bị to đấy. Ui, tao lại không bình thường như người ta đâu nhá. Tao hơi bất thường đấy. Này. Dạ. Tao đoán ngay từ đầu rồi. Vâng, vâng. Nói thật với các bác nhá. Em cũng đầy mình kinh nghiệm. Anh biết ngay. Thế? Nhìn mặt mũi bà ấy là tao biết. Cái ấy của bà ấy mà cái bình ấy, thường cái kia. Thì... cái kia của bà ấy mà bình thường thì tao cứ đập đầu xuống đất mà chết. Chắc chắn là nó phải kinh khủng hơn bình thường. Anh để em. Dạ. Bác cây ấy ơi. Thế. Thế cái kia của bác nó như thế nào ạ? Mày bị làm sao thế? Dạ. Chả có kinh nghiệm gì cả. Giờ hơi à. Mày hỏi thẳng tụt ra thế thì bà ấy cho mày xem thì nói chuyện gì. Mày xem không? Mày xem không? Tao cho mày xem này. Không có nhu cầu. Thằng giờ hơi. Nó không hiểu thì phải giải thích cho nó hiểu chứ sao mày lại mắng nó. Đúng rồi, bác giải thích cho cháu. Thế cái kia của bác nó như thế nào? Cái kia của bác ấy à. Nó không bình thường như người khác đâu. Biết rồi. Bởi vì chức của bác ở đây to lắm. Vâng, thì chức thì làm sao? Cái kia là cái chức của bác đấy. Bác là hộ lý đấy. Chứ bác không phải là bình thường như bố chúng mày vào đây đâu. Ui giời ơi. Lạy mẹ, mẹ nói úp úp mở mở thế này thì không chỉ có hai thằng con đâu. Mà khối người ở đây người ta cũng tưởng là cái ấy chính là cái kia. Hóa ra là cái ấy là tên, còn cái kia là cái chức vụ. Chức vụ rất to, nó không bình thường, tức là hộ lý. Còn lạy mẹ. Đây. Hôm nay là như này, thôi cho hai anh em bọn cháu vào thăm bố đi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thế này, bố chúng mày tên gì? Dạ, bố cháu tên là Trọng Đức. Ô, thằng cu Trọng Đức hả? Này, bà vừa phải, thế sao lại gọi bố cháu bằng thằng? Tao hơn bố mày đến 9 tuổi, gần đẻ ra được nó, tao không gọi bằng thằng, gọi kiếp quá. Vâng ạ, thế được rồi, thế ai cũng được. Bố tưởng ai chứ thằng cu Trọng Đức thì tao... Ôi trời ơi, tao nắm rõ lai lịch nó có hai thằng con. Vâng. Dạ. Một thằng là thằng Trọng Thuận, một thằng là thằng Trọng Hiếu. Vâng, đúng rồi ạ. Trọng Tấn có liên quan gì đến gia đình chúng mày? Ô. Trọng Tấn nào? Trọng Tấn mà bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Cho em hỏi ra. Bác. Được rồi, gớm chết. Trọng Tấn là ca sĩ chứ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Không liên quan. Nhưng mà cũng có liên quan. Nào? Có hai lần ông Trọng Đức mừng thọ nó đến nó hát. Ôi thế à? Thế là người dưng à? Thôi thế được rồi. Vâng. Thôi bây giờ ta bố trí. Bố trí lần cho. Lượt. Vâng. Rồi. Vâng. Trong cái chật hẹp thì cứ từng đứa vào thăm nhá. Dạ. Mày vào trước đi thằng Trọng Hiếu. Được. Ok. Căn cứ vào đâu bác lại cho anh cháu vào trước ạ? Anh mày nó có hiếu, lần nào vào thăm nó cũng tay xách nách mang. Mang toàn sơn hào hải vị vào cho bố mày ăn thôi. Cho nên phải nhường nó vào trước. Hôm nay mày, mày ấy, từ lúc mà bố mày trong này mày vào thăm trước bây giờ tao thấy mày có một tí quà nào. Hôm toàn nay... là, với là trên răng ở dưới dép thôi, mày không có cái gì cả. Dạ, hôm nay cháu có quà. Thế hôm nay mày có quà gì? Đây ạ, túi quà của cháu đây. Cháu mang cho bố cháu hương vị ngày Tết ạ. Ôi trời ơi, sao mày lại tặng bố mày hoa 10 giờ? Dạ không, đây là hoa đào ạ.
cúi hoa đào vâng á. Vâng ạ. Dạ, ôi, tao lại tưởng là cái nốt ruồi son. Dạ không bác ạ. Ôi, trên cái chậu cây cảnh nhà cháu gốc đào từ năm trước bây giờ nó ra đúng thế này thôi, cháu mang vào cho bố cháu. Với cả thế này là nhiều rồi anh nhở. Trong cái hợp đồng gửi bố cháu vào đây ý, là ghi rõ từ mùng 1 đến mùng 6 Tết ngày nào các cụ cũng mỗi người mỗi cụ được phát một bông hoa đào cho không chưa kể hết đâu. Trong thỏa thuận có ghi là tuần rằm mùng 1 các cụ đều có hoa và ban tổ chức khuyến mại thêm hương. Rồi thế à? Vâng ạ. Tôi thấy hai ông thánh ngồi đây nhá. Dạ vâng ạ. Ngồi đây đi rồi tôi vào tôi thỉnh bố các ông ra. Dạ vâng. Chứ vào một lúc cả hai thằng bố ông chết ngộp bố ông chết đấy nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. À này tao hỏi này, Hiếu ơi. Thế xong qua tao điện thoại cho mày 4 5 lần mày không nghe đấy, tối hôm qua ấy. Đâu, có điện thoại bao giờ nhỉ? Mày bỏ cái điện thoại mày ra mày xem cái cuộc gọi nhỡ của tao 4 5 lần. Đây này tao có thằng cháu chú nó làm ở Viettel nó mua nó khuyến mãi cho tao cái sim ấy. À, tức là cái số mà nhắn tin với cả gọi điện dài dằng dặc đấy gì? Đấy. À. Máy này là không bao giờ nghe những cái số 11 số, không có nhu cầu. Ô thế à? Ừ. Cháu ơi bớt khinh người đi cháu. Sao? À. Ra đây bác bảo này. Sao? Ai cũng tội khinh người nhá. Bỏ cái thói đi nhá. Lại lựa số mới nghe cơ. Mày cười kiểu gì đấy? Dạ, không, thấy em bảo thiếu gì tên đẹp không đặt đặt tên anh nhỉ? Không. Bà này gì? Vâng ạ. Bà này tên của bạn tên gì nhỉ? Úi giời, cái ấy. À ờ. Đúng thật. Ngẫm ra thì đúng người làm sao của chiêm bao làm vậy. Thiếu gì cái tên đẹp đúng là không đặt để đi đặt tên là cái ấy. Hương Lan Hồng Cúc Huệ. Phú Quý Vinh Hoa không đặt. Phú Quý Vinh Hoa. May là bà tên là cây ấy đấy. Chứ bà mà tên là Quý thì còn nhục nữa. Mày bị dở à? Tên là Quý thì làm sao? Thu Quý, Phương Quý, Hồng Quý, Vinh Quý, Phú Quý đẹp thế làm sao? Đẹp thế còn của Quý có đẹp không? Mày dở à? Có đời thủa nhà ai đặt tên con mình là của Quý không? Thế đây có tên là cái ấy này thôi. Thế mày... cái... Không có, nhưng mà bố thằng bạn em tên là Của Quý. Tên là Của Quý? Mà tên đẹp lắm, Phạm Của Quý. Này, thế mà buồn đi học lắm. Cô giáo gọi là Phạm Của Quý lên bảng, không lên à? Gọi nguyên câu, Của Quý, dạ, lên bảng, dạ. Thôi đi, cười cái gì? Mày như tưởng giả á. Cái lập luận của mày nhố nhăng. Sao mày nói xấu người lớn tuổi ở đằng sau lưng tao mày không biết nhột nhạt này hay sao? Nói xấu gì đâu. À. Nói xấu gì đâu. Sao mà tôi không có nhiệm vụ gì thì thôi chứ hết việc rồi thì đi vào đi. Anh em người ta... Ai bảo hết việc? Tao đi một lúc tao mới nhớ là tao phải chửi mày một câu tao mới sướng rồi tao mới vào được. Chửi cái gì? Nhá, mày đừng có khinh người thế nhá. Mày mà không nghe những cái số mà người ta gọi đến như thế nhá, bố mày chết tươi mày không biết đấy. Cái gì? Bố tôi chết rồi á? Cái gì? Ui, này. Dạ. Bố chết rồi. Bố okay. Chết rồi. Okay. Ôi trời ơi. Này, bố chết rồi. Này. Tại sao bố chết mà viện dưỡng lão không báo gì với mình? Okay. Bố tôi chết thật không? 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 Thôi. Lắc sang con nào mềm hơn này. Này. Đừng mới dậy. Tao thấy rõ ràng trong đôi mắt của mày có cái niềm khát khao là mày mong bố mày chết thật thì sao? Mắt mày cứ sáng rực. Ô, bố tôi chết rồi. Ô, bố tôi chết rồi. Ô, bố chết rồi. Sao thế hả con? Này. Mày mong bố mày chết lắm à? Ồ hay. Bác buồn cười nhỉ? Ai bảo thế? Ai chứng minh? Bác không thấy mắt trong ngấn lệ đấy à? Bác không biết là cháu buồn như nào không? Bác ơi, bố cháu mất rồi, bác ơi. Ôi, thương xót quá, bác ơi, bố cháu mất rồi. Bố cháu có để lại cái gì không? Mẹ nôn luôn. Bố cháu có để lại gì? Không phải lời nhắn là chìa khóa hay cái gì? Không để lại cái gì hết. Thế không để lại cái gì hết. Thế thì không để lại cái gì thì làm sao mà chết được? Đã chết đâu. Ồ. Tao bảo bố mày chết bao giờ? Tao bảo có ngày bố mày chết tươi mày không biết tao bảo chết bao giờ. Ồ. Bây giờ tao mới ra tao thỉnh bố mày ra cho chúng mày suy nghĩ rồi không cho chúng mày vào thăm nữa. Để tao lôi ông ấy ra đây. Ồ. Anh ấy. Cái gì? Anh xem lại mình đi. Tao làm sao? Hôm nay vào thăm bố, người ta mới nói câu nếu bố chết, bắt được mỗi hai từ bố chết mà anh sung sướng, anh nhảy lên như thế đấy, anh còn ôm em như kiểu là ăn mừng của các cầu thủ bóng đá ghi bàn đấy. Mày điên. Đừng có nói điêu. Ở với mày bao nhiêu năm bây giờ tao mới biết mày điêu trẹo cả họng. Tao ôm mày bao giờ? Tao tung hô mày như cầu thủ ăn mừng bàn thắng bao giờ? Tao cũng đau buồn lắm ấy chứ. Đau buồn, tao cũng thống thiết lắm ấy chứ. Thống thiết. Khóc vật khóc vã. Vừa khóc nhưng mắt cứ liếc cái bà ấy. Không liếc à? Thò vào thụt ra nhanh như chảo chớp. Nó vả cho thì rơi răng ấy chứ. Anh ấy.
anh khóc ấy không phải vì anh thương bố, không phải vì anh lo mất bố, mà sợ rằng khi bố chết đi, bố không để lại di chúc cho anh, để lại của cải cho anh, để lại ngôi nhà cho anh ý. Mày đúng rồi đấy. Tao chả nói sai đâu. Mày bảo mày lo cho bố gì? Em lo cho bố. Mày lo lắng cho sức khỏe của bố chứ gì? Vâng. Mày chỉ cần bố khỏe là mày mừng chứ gì? Đúng. Mày lo lắng cho sức khỏe của bố. Nhưng thực ra không phải là mày lo lắng mà mày cần đến sức khỏe của bố. Mày muốn bố khỏe không phải là mày lo cho sức khỏe của bố, mà mày muốn bố khỏe để mày hút máu bố. Anh làm sao ấy? Lẫn à? Già à? Em có phải là dây hay là muỗi đâu mà hút máu bố? Mày dở người lắm rồi. Mày tỉnh lại đi. Tao không bảo mày là dê, là ngựa. Tao không bảo mày là dơi, mà mày hút máu người. Nhưng nghe tao hỏi đây, tuần cuối tháng vào thứ sáu, mày có chở bố đi đâu không? Hôm nay em chả chở bố đi, đúng tuần đúng ngày đấy. Chở bố đi đâu? Em chở bố đi dạo cho bố thư thái đầu óc. Chở bố đi dạo thư thái đầu óc xong rồi mày chở bố đi đâu? Xong em chở bố đến bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ làm gì? Để hút máu của bố. Hút máu của bố để làm gì? Để lấy máu bố truyền cho máu con em. Thế hả? Hả? Này con mà tới muộn như thế, cháu mà nó thiếu máu là chết đấy con ạ. À, đi với bố. Bố. Hả? Mọi khi con đưa bố đi thì phát một, đúng ngày đúng giờ con đưa bố đi. Nhưng vừa rồi con nói chuyện với anh con, rồi gặp bố, con cứ có cảm giác nó thế nào ấy. Hình như con đang làm điều gì đó mà nó không đúng với bố ạ. Ôi, con mày xến sổng thế hả? Dạ. Mày học cái thói xến sổng ở đâu ra thế? Hả? Đi với bố. Mày phải đi với bố. Nếu mày không đi với bố nhá, cháu tao mà nó thiếu máu là mày chết đấy. Đi con với không bố. Đi đâu bố. Mày phải đi với bố nào. Thế bây giờ vẫn còn muốn đi nữa à? Hôm qua suýt chết còn vẫn muốn đi nữa à? Này. Ai suýt chết à? Bố mày chứ ai. Sao Hiếu à? Hôm qua lúc mà bác điện thoại cho mày, mày không nghe, mày biết bố mày đang bị cái gì không? Bố cháu làm sao ạ? À? Dãy đành đạch nằm một đống sùi bọt mép. Trời tái ơi. Xanh tái tử. May mà tao châm cái kim vào 10 đầu ngón tay tao nặn ra thì mới không chết đấy. Bác sĩ bảo á, mỡ trong máu của bố mày bây giờ á, cục nào cục nấy nó to bằng cái cục hạt dẻ Trung Quốc rồi. Ui dồi. Mày làm cái gì? Tao nói cho nó mày cứ đập đập vào người tao thế hả mày? Này bà câm mồm nhá. Rồi câm mồm gì? Xả đúng cái đàn bà vô duyên. Đi vào. Đi với bố nào. Thôi con không đi bố nữa đâu bố. Bố xin con đấy. Đi rút, rút máu trong người bố ra đi nha. Con đi, không đi. Đi với bố nào. Đi với bố. Bố xin con đấy. Bố cái thằng con đi, không đi đâu. Sao mày không? Bố. Bố đứng dậy đi. Không phải đi đâu hết. Con, sao lại không đi? Bây giờ nếu không mà không đi nha, không rút máu bố ra nhá, chuyển vào con, cái cháu của bố là nó chết đấy con ạ. À. Nó không chết được đâu. Con chú Thuận không chết được đâu. Sao lại không chết? Không phải lấy máu của bố nữa. Ta sẽ chữa cho cháu. Thật mà tiền đâu? Nó nghèo kiết xác ra như thế, tiền đâu? Hả? Cái nhà của bố cho con ấy. Con xin bố, nhưng con sẽ bán nó đi, rồi lấy tiền đưa cho chú Thuận, để chú ấy thay tủy, chữa bệnh cho con chú ấy. Bố không phải đi đâu hết. Bố không phải ở trong cái viện dưỡng lão này nữa đâu. Năm nay bố về đi. Bố về với bọn con đi. Ôi giời, bố về ăn Tết với bọn con đi. Vậy là quý hóa rồi. Bố, trong thời gian qua, con thật là ích kỷ. Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Con đã sai rồi. Không. Em sai rồi. Không, bố sai rồi. Không. Con mới là người sai. Không, anh. Em mới là người sai. Không, bố sai rồi. Khổ quá, con mới là người sai cơ mà. Sao anh cứ cãi em thế nhỉ? Em mới sai. Sao hai chúng mày cứ cãi tao thế hả? Cả bố ba, sai rồi. Cả ba đứa chúng mày đều sai hết. Ôi giời, cứ cãi nhau có đến sáng mai à? Tóm lại là mỗi cây ấy là đúng ạ. Chứ còn gì nữa. Thôi bây giờ thế này, ông ý cũng rốt nát nó vừa vừa thôi. Ăn uống kiểu thế thì chết tức tử đấy. Bây giờ các con nó nói thế là đúng rồi, đi về đi.
Chúng mày may mà còn nhận ra vấn đề cứu kịp bố mày đấy. Dạ. Ít nhất chúng mày phải có hiếu như con của bác ấy. Dạ. Thì bố mày cũng đã đỡ khổ. Giá chúng mày nghĩ ra cái điều đấy sớm hơn thì có được bố mày đỡ khổ hay không? Đấy này, vừa nhắc đến thì gọi điện cho mẹ ngay này. Alo, mẹ đây. Úi dồi ôi, cả viện là các bác ấy về hết rồi, chỉ còn một mình mẹ với lại bác Trọng thôi. Bây giờ con bác Trọng đến đón bác Trọng rồi. Nhanh nhanh đón mẹ đi, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Ôi dồi ôi, hôm nay đi, năm nay đi du lịch ở bên Nhật Bản à? Ôi dồi. Có gia đình con đi thôi hả? Cái hôm mà con đi mua vé máy bay ở con quên tên mẹ. Ôi thế à? Ôi thế không giả được vé à? Mua vé rẻ hả? Ừ thôi thế cứ đi đi. Không mẹ không buồn. Tao quen rồi, cả 8 năm nay tao ăn Tết có mình trong này tao quen rồi. Không vô tư đi, mẹ bây giờ là đại bàng ở trong cái viện này rồi đấy. Ôi dồi ôi, tao cứ lấy chuyện đánh người làm niềm vui mà, lo gì. Không 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 phải lo cho mẹ nhá, thôi cứ đi đi vui vẻ. Chúc cả nhà vui vẻ. Chứ ông còn có cái máu quý. Ông cho được tất cả mọi người, chứ tôi đây cũng máu như người ta. Mà mẹ máu toàn nhận chứ không cho ai được. Đâm ra con cái cấm đứa nào nó cần đến mình. Thế còn là nhà cửa thì bác lỡ bác chia cho chúng nó hết. Từ năm bác 50 tuổi rồi. Đâm ra bây giờ chả nào nó cần đến mình nữa. Thôi đi, đi vui vẻ. Này bà đừng có trách chúng nó nha. Thế thì thôi, Tết này về ăn Tết nhà tôi nha. Không cần. Đúng cái rồi. Nấm đông cô thừa của ông ấy tôi xin được rồi. Không, ta năm thôi. Nào ta trả thế. Bác cái ấy ơi. Cái gì? Bác cái ấy bây giờ thế này hả? Còn mình bác ở đây thôi. Hay là bác về ăn Tết với anh em cháu. Đúng ăn rồi đấy. Ăn Tết với bố cháu ạ. Bác về ăn Tết với bố cháu đi. Tao ăn bố mày nào được, nó bé hơn tao 9 tuổi. Nào được. Không không bác ơi. Ý cháu nói ăn Tết ở đây là ăn Tết đơn thuần bánh chưng xanh thịt mỡ dưa hành ấy ạ. Thế à? Mà mày không nói rõ, tao tưởng mày bảo tao ăn bố mày không ăn được. Không bác ơi, không phải là bác ăn bố cháu, mà nếu như mà bác có ý định mà không muốn ăn Tết theo kiểu có thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, mà bác thích ăn Tết kiểu open ấy, kiểu giải open, giải tennis mở rộng ấy, thì cháu sẽ mời bác về nhà cháu ăn Tết, rồi nói với chú Thuận mời cái cụ của Quý đến ăn Tết cho nó có cặp. Ôi trời ơi, trên đời lại có thằng tên của Quý nữa hả? Có mà bác, Tết này bác về nhà cháu ăn Tết mà của Quý mà lại có cả cái ấy ăn Tết thì Tết này là vui nhất đấy bác ạ. Hôm nay còn phải đón khách. Con Dung đâu rồi? Dạ, cháu đây, cháu đây à. Ôi trời ơi, mày ra đây tao bảo đây. Cháu ra đây. Bảo. Ra đây, ra đây. Cháu đây. Này. Mày mắt mày để lên trán à? Cháu ơi. Ôi trời ơi, ông đứng ở đây mà mày lao vòng vòng đi ra tận ngoài cửa. Mày làm gì ở dưới đấy? Cháu nghịch lông ông ạ. Mày nghịch lông? Vâng. Mày ăn nói cho nó hẳn hoi, mày nghịch cái lông gì? Cháu nghịch cái lông gà. Bố thì xử của chị. Cứ nói năng nửa vòi thế. Không phải làm gì ở dưới đấy. Hôm nay lên đây dọn dẹp nhà cửa, pha nước pha nôi đàng hoàng để chuẩn bị còn đón khách. Ông hay thật đấy nhở. Suốt từ sáng giờ ông gọi cháu lần này là lần thứ 6 rồi. Cháu đi xuống dưới bếp dọn ở dưới bếp thì ông bảo lên trên nhà. Đi
lên trên nhà, dọn trên nhà. Ông này bảo mày lộn xuống dưới bếp. Thế tóm lại là bây giờ nộn lên hay là nộn xuống? Ở nhà này ai là người được nói nhiều? Ông. Thế sao mày nói từ nãy giờ tao cứ phải trật tự nghe là thế nào nhỉ? Ủa thế từ nãy giờ toàn cháu nói à? Tao sắp phát điên vì mày rồi đấy. Bỏ hết tất cả việc ở dưới bếp. Hôm nay lên đây dọn dẹp nhà cửa, kê lại bàn ghế, mày pha nước pha nôi cẩn thận. Hôm nay để ông còn đón khách. Rồi cháu biết rồi. Gom đón khách cái gì? Từ sáng đến giờ mà từ hôm qua đến giờ có đếch đứa chó nào nó đến rồi mà đón mới trả khách. Con này mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Người ta không đến chắc là do người ta bận. Người ta cũng phải đi chơi họ hàng làng xóm. Hôm nay người ta sẽ đến thì sao? Ui giời ơi, mà cháu nói thật với ông, cháu muốn trả đứa nào nó đến đây ý. Năm nào cũng thế. Mấy năm trước ý, em nói thật với các bác nhà em á, người ta đến người ta chúc Tết mà ui dồi ôi, mỗi một lần đến tay xách nách mang mà cả mấy trăm người đến nhà em. Em nói cứ mỏi hết cả cơ mồm ý. Mày có trật tự đi cho tao nhờ không? Ai đời kẻ ăn người ở mà lại không thích nhà mình có khách, mà khách lại mang quà. Này, dạ. Mày nói thế mà nghe được à? Mày có vài trăm lần còn là ít đấy. Thế thế nào? Bạn ông ấy nhá, nhà nó tiếp một lúc, một ngày là 1470 lượt khách. Ôi dồi ôi. Hai vợ chồng nó không dám ở nhà đấy, thuê ở chỗ khác. Còn riêng cái nhà đang ở chỉ để nhận quà mà thôi. Eo ông ơi, sao nó nhà nó tẩm thế nhở? Sao lại tẩm? Người ta làm quan chức thì có quyền, tết tiết người ta đến biếu xén thì đã làm sao? Nhưng mà quan chức như thế có mà vơ vét à? Eo ơi, công nhận tẩm thật đấy ông ạ. Im ngay cái mồm đi nhá. Mày cứ nói tướng như thế, hàng xóm người ta tưởng là tao ăn hối lộ. Ôi trời ơi, thế đấy không phải là ăn hối lộ, thì đấy là cho hối lộ à? Ờ, tao nói cho mày biết, tao giúp đỡ người ta cũng vì cái tâm của tao sáng. Tao giúp đỡ trong sạch, người ta cảm ơn tao lành mạnh. Toàn quà quê thôi đấy. Cái gì mà quà quê hả ông? Sao quê người ta lại giàu thế? Quê người ta lại nấu được cả rượu Tây à? Quê gì mà quê lại trồng cả cây phong bì à? Phong bì dở ra lại đầy tiền à? Mày có im ngay đi không? Hối lộ thì nói mẹ là hối lộ lại còn cứ lắm chuyện. Con điên! Mày mà còn cứ bô bô cái mồm cho vả cho mày vỡ hết răng ra bây giờ đấy chứ. Ông làm sao ấy thế nhở? Mày làm sao ấy? Ông làm sao ấy? Làm sao mà dạo này ông cứ bình tĩnh thế nhở? Ô, con này láo. Hơi một tí là cáu bẩn. Cháu nói thật với ông này, 3-4 tháng nay là cháu thấy ông rất là xấu tính nhá. Xấu như nào? Làm sao mà cứ hơi một tí ông đá chó chửi mèo vậy? Hứ? Ngày ông cứ kiểu khó tính bình tĩnh như thế, cháu nói thật chó nó đến thăm ông. Mày cứ chờ đấy. Mày đừng có mà cái thói ăn nói hàm hồ nhá. Hôm nay mà có đưa người đến thì mày biết tay không? Đâu, làm gì có ai đến đâu. Có con chó nào nó đến đâu. Có chuông rồi, có chuông rồi. Mày ra xem là ai, nhanh lên. Để ông... tao dọn dẹp. Này! Nhớ là đúng quy trình ấy nhá. Rồi cháu nhớ rồi. Nhắc lại. Dạ đúng quy trình là cháu ra mở cửa bảo với nó chỉ được 5 phút thôi. Ông bảo ông không lấy quà đâu. Ông chỉ giật cổ một cái, cháu ra cháu giật hàng của nó một cái mang đi bán luôn. Mày giật quà nhé. Vâng. Mày không phải giật hàng của nó đâu. Nhá. Nhanh. Cháu nhớ rồi. Ra xem như thế nào. Mời vào, mời vào. Dạ. Này, dạ. này. Ra đi bảo đây. Chỉ được 5 phút thôi nhá. Vừa báo cáo vừa đưa quà nhớ chưa? Dạ, em chào sếp ạ. Xin chào cậu. Quý hóa quá. Dạ. Ui, chị nhà xinh quá. Ông ơi, nó bảo cháu là vợ ông ạ. Điên. Đây là ô xin nhà tôi. Người giúp việc ấy, vợ tôi thì chết lâu rồi. Này, này, vào việc chính. Dạ, báo cáo sếp là theo cái phong tục của người Việt Nam ấy, là cứ mỗi độ xuân về ấy, là món quà rất ý nghĩa. Nó không ý nghĩa ở mặt vật chất. Nhưng mà nó ý nghĩa ở mặt tinh thần. Tôi biết. Vâng, nó mang đến con người ta cái sự xích lại gần, cái tình cảm. Chính vậy hôm nay em mang quà đến đây ạ. Thôi, cậu cầm về đi, tôi không nhận đâu. Đúng quy trình rồi. Tôi không nhận đâu. Cháu xin. Dạ thế sếp nhận thật rồi đấy ạ. Ừ thì cô ấy cầm vào trong kia thì coi như là nhận rồi. Dạ thế sếp cho em xin tiền. Tiền gì? Tiền quà đấy, ô xin là sếp cất rồi đấy còn gì. Thế chứ không phải cậu đến đây cậu biếu quà Tết tôi à? Biếu đâu. Ai bảo biếu bao giờ? Ai bảo biếu bao giờ? Thế cậu làm ở đâu? Em làm ở công ty phát triển quà đô thị.
Tức là mày là thằng đi bán quà Tết. Vâng. Mày đi bán quà dạo. Rồi. Thế cái túi quà vừa rồi mày là bao tiền? Dạ 2 triệu. 2 triệu. Vâng. Dùng. Dạ. Cháu đây, cháu đây ông ơi. Mày đi nhanh lên. Mày mang cái túi quà vừa rồi ra đây cho tao. Mang ra đây làm gì? Mang ra mà giả nó. Ồ thì nó biếu rồi cho này giả. Nó không phải là biếu. Thằng này là thằng đi bán quà dạo. Nó bấm chuông thế nào mà mày lôi nó vào đây? Mày mau mau mà mang ra để giả nó đi chứ. Cháu bán rồi. Mày bán bao nhiêu tiền? 300.000. Ông ơi. Tao tăng sông vì mày. Ông ơi. Mày có biết là cái túi quà đấy nó vừa bán cho tao mấy triệu không? Bao nhiêu tiền ạ? 2 triệu. Hả? Thôi. Tóm lại là giả tiền đấy. 2 triệu giả đi lên. Ông biến khỏi nhà tôi cho tôi nhờ. Đúng là cái đồ dở hơi. Mày chửi ai đấy hả? Mẹ cách đây 3 tháng mà mày chửi ông này mày dở hơi thì chắc là cả họ mày hơi dở đấy. Ông ơi. Đấy, mày thấy tao nhục chưa? Dạ. Nhưng mà có phải là tại cháu đâu, tại ông bảo cháu nằm đúng quy trình, cháu nằm đúng thế còn gì. Ý là mày bảo tao bị dở hơi chứ gì? Đúng rồi, ông bị dở hơi. Mày bị dở hơi ý. Ông bị dở hơi ý. Mày bị dở hơi ý. Thế sao ông không đi ông lấy vợ đi? Tao như thế này thì lấy ai? Lấy cháu rồi này. Lấy mày á? Lấy cháu rồi sao? Ông đừng có mà chê cháu. Cháu điện nước đầy đủ ấy. Nhưng mày không phải gu của tao. Tao không thích. Ông giả vờ giả vịt ra. Hết hạn sử dụng rồi đúng không? Mày đã sử dụng tao bao giờ đâu mà mày biết tao hết hạn sử dụng. Có điên. Cháu còn nạ gì ông nữa? Cháu ở với ông từ bé rồi. Ông thích cái gì, ông muốn cái gì, làm gì mà cháu chả biết. Mà cháu nói thật với ông nhá, ông cứ ăn ở thất nhân thất đức như thế, bảo làm sao có con chó nó thèm đến thăm ông. Mày ăn nói thế mà nghe được à? Hả? Vừa rồi là thằng ăn dạo nhá, có người đến thăm nó thì hôm nay tao cho mày một trận. Mẹ có người đến rồi đấy. Quá khách ông ơi. Nhanh lên. Quá khách. Tao phải đổi ghế cho nó đỡ đen. Mày ra cửa xem là ai. Này, mẹ nhớ phải đúng quy trình nhá. Rồi. Thằng này nó bấm chuông dấn thế này, chẳng nó sút ruột đấy. Nhanh lên. Vâng vâng, cháu ra đây. Mời vào. Ông ơi, thằng này đẹp trai lắm ông ạ. Thế à? Bình tĩnh con. Này, bảo này, chỉ có 5 phút thôi nhá. Chị yên tâm, em còn nhanh hơn nhiều. Ờ, vào đi. Này, đỗ cái xe gọn vào. Đợi lệnh anh thì bê vào nhá. Ôi ông ơi, nó đánh cả xe quả đến đây mới sợ chứ ông. Thằng này chắc làm to lắm. Vâng. Ừ, thế được. Ê, ê, ra. Dạ, em chào sếp ạ. Xin chào. Dạ. Thì cậu là... Dạ, báo cáo sếp, em là nhân viên mới của công ty. À, nhân viên mới, thảo nào, trông trẻ lắm. Ngồi đi. Dạ, vâng thì, em chào. Khổ quá, đến chơi là được rồi. Lại còn xách cái gì đây, khách sáo thế. Dạ, thú thực với sếp, toàn đồ dùng thôi ạ. Thế à? Dạ, vâng. Này. Dạ. Mày thấy không? Vâng ạ. Hiếm người mộc mạc và chân thành như thế đấy. Công nhận nhẹ ừ, mà. Bây giờ nó hoa mỹ bay bướm lắm. Cái đồ mộc mạc như thế này, cái đồ dùng đấy là chắc là những cái đồ dễ sử dụng. Ông tiến hành đi ông. Ừ. Cậu uống nước đi. Dạ vâng. Thực sự là tôi cứ giúp đỡ mọi người, cái tâm mình trong sáng. Thế còn thực ra mọi người cảm ơn quả bánh, thực ra là tôi không có nhận. Đúng quy trình rồi. Em xin. Dạ. Ngồi uống nước đi. Dạ báo cáo sếp, chị mang đồ dùng của em đi đâu đấy ạ? Thì khổ quá thì chị mang cất đi thôi. Sao lại cất đồ dùng của em? Thế đồ dùng của cậu là cái gì? Dạ đồ em tác nghiệp. Cậu tác nghiệp cái môn gì? Dạ, em khổ quá, em làm chuyên môn của em. Tôi biết rồi, nhưng chuyên môn của cậu là gì? Dạ em thay ga, sửa van, chống cháy nổ. Thế cái đống đồ dùng của cậu nó là cái gì? Dạ cơ lê với mỏ lết ạ. Dùng. Dạ. Ôi giời ơi, tao chết mất thôi. Được sao ông? Ôi giời ơi. Hả? Mày mang cái gói quà vừa rồi ra đây. Ôi thế nó lại đòi quà. Không phải nó đòi. Hả? Mà đấy là đồ dùng của nó. Mang ra hả? Mang cái gói đồ dùng ra đây. Sao hôm nay nó đen thế nhở? Đúng là ông tuổi chó đen như con chó. Cứ ngồi uống nước đi. Vâng. Mẹ từ sáng giờ oxy nó mắng nó đủ nhục rồi. Hay. Ôi giời ơi. Sao mày để vào đâu mà lạnh toát thế này? Cháu để vào ngăn cấp đông ông ạ. Sao mày lại để vào ngăn cấp đông? Thì trong đấy toàn giò mấy cả gà đấy. Sao mày lại nghĩ là giò mấy gà?
toàn cờ lê mới mỏ lết đây này. Nhục quá cơ. Sao lại đau khổ đến mức độ thế này? Thôi đây của ông đấy. Ông cầm rồi ông đi về đi. Nhà này lạ nhở. Gọi người ta đến làm thì lại không cho làm. Bây giờ cứ đuổi sơi sơi ý. Đúng là cái đồ thần kinh. Ôi, mày, mày. Ông ơi, nó bảo ông là đồ thần kinh ông ạ. Tất cả là tại mày. Tại ông ý. Tại mày. Sao lại tại cháu? Tại mày là mày hồ đồ, mày không kiểm tra. Vừa nãy thì mất bố đó, 1,7 triệu rồi. Bây giờ thì mày đưa cho cả một cái đống cờ lê mỏ lết vào tủ cấp đông của tao. Lại có người đến rồi ông ơi. Mày hết sức bình tĩnh nhá. Dạ vâng. Nhìn nó phải chuẩn, chắc chắn và đúng quy trình mới được cho vào, nhớ chưa? Cháu biết rồi, lần này cháu cẩn thận lắm, cháu khôn rồi. Ôi giời. Cẩn thận đấy. Ông ơi. Sao? Sao? Ông ơi, cháu bảo này. Có khách không? Lần này không đúng quy trình ông ạ. Không đúng quy trình à? Vâng. Trời ơi, tao đã dặn mày rồi, nếu đúng quy trình thì mời vào, còn không đúng quy trình thì đuổi luôn. Vâng, cháu đuổi. Đuổi. Cháu... Sao lại đuổi tôi? Đi về. Sao lại đuổi tôi? Ông ơi, thằng nào đấy hả? Vâng. Ông ơi? Vâng. À, xin chào nguyên Tổng Giám đốc Nghĩa. Vâng. Chào nguyên Phó Chủ tịch. How are you? Xin lỗi ông. Ông về hưu ông ngãnh ngãng thế nào? Tôi chưa bao giờ làm ở ban tham mưu. Mình chào tiếng Anh nữa lại bảo được mình ngãnh ngãng. Có khi tài hắn có vấn đề. How are you tiếng Anh? À, ông hỏi tôi bằng ngoại ngữ hả? À. Tôi trả lời ông ngay. Nhi broker. Hắn cứ nghĩ là mình về hưu là khờ mà còn lâu. Tôi trả lời ông bằng tiếng Nga đấy. Nhi broker có nghĩa là không tồi lắm. Thôi thôi, tôi biết rồi. Nào, mời ông ngồi uống nước. Đúng, hôm nay năm hết Tết đến thì chả ở nhà nhận quà của anh em bạn cũ mà lại đến nhà tôi làm cái gì? Tôi nói thật với ông Nghĩa nhá. Ừ. Tôi về tôi vẫn ức ông từ hôm trước đấy. Sao ông lại phải ước tôi? Từ cái hôm mà đi tập thể dục ấy. À. Ông nói là tôi ăn ở không ra gì. Ừ. Rồi khi về hưu là anh em đồng nghiệp và cấp dưới nó không đến thăm. Thì một năm nay tôi theo dõi có thấy ai đến đâu. Nhưng mà ông nghỉ hưu là tôi cũng đoán chắc là chả ai nó đến thăm ông hết. Làm sao mà ông dám chắc như thế? Này, tôi nói cho ông biết. Trong cái lúc hoàn kim của tôi nhá. Ông không để ý đấy thôi. Một ngày có tới hàng nghìn lượt người đến biếu quà và chúc Tết. Tổng doanh thu đạt được cũng hơn 10 tỷ một ngày đấy. Thôi ông ạ, à, ông chỉ có giỏi chém gió thôi. Tôi khẳng định với ông là hôm nay nhá, đợt Tết này khi ông về hưu rồi nhá, không có ai đến thăm ông biếu quà đâu. Ông ghê nhỉ. Ông đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người nhá. Ông thích không? Tôi cá với ông đấy. Ông thích cá à? Ừ. Ông muốn cá cái gì? Tôi cá cái gì cũng được. Rồi. Ông nhìn nhá. Từ giờ đến 6 giờ chiều. Ừ. Nếu mà có cấp dưới đến thăm hỏi và biếu quà Tết ông, ừ, tôi sẽ gọi ông là bố một tuần. Tức là gọi tới tận mùng 1 Tết ấy. Rồi, còn nếu không có, ông phải gọi tôi là bố một tuần. Dùm đâu? Dạ, cháu đây, cháu đây. Ông cần mày làm chứng vụ này. Vụ gì đâu? Ông với ông Cường đang cá cược. Nếu từ giờ đến 6 giờ chiều mà có nhân viên cũ của ông mang quà đến chúc Tết, thì ông Cường phải gọi ông là bố. Còn nếu từ giờ đến 6 giờ chiều mà không có nhân viên hoặc không có người đến chơi và tặng quà thì ông là bố của ông Cường. Này. Tôi già nhưng tôi chưa lẫn đâu nhá. Một bên là tôi gọi ông là bố, còn một bên là ông là bố của tôi. Thế nào? Không được rồi, tôi có thể là chưa chuẩn. Tức là nếu như từ giờ đến 6 giờ chiều mà không có ai đến tặng quà thì ông sẽ phải gọi ông Cường là bố. Vâng. Con làm chứng nhá. Vâng, con làm chứng. Mày theo phe nào? Cháu theo phe ông. Được, thế mày thấy thế nào? Cháu thấy kiểu gì ông cũng phải gọi ông Cường là bố. Mày cháu này, mày lui ông tay áo à? Mày vào phe tao mà mày cổ vũ cho ông Cường à? Khổ, nhưng mà cháu nói đúng mà. Hai ngày hôm nay ông làm gì có ai đến thăm ông đâu. Mẹ, rồi khác có người đến. Hả? Được rồi. Thống nhất nhá. Rồi. Mời ông. Đấy. Chuẩn bị gọi là bố. À. Gọi là bố. Rồi. Ông, mày ra ngay. Vâng. Xem là ai. Vâng. Cháu ra luôn. Phải là cấp dưới đến thăm nhá. Chính xác rồi. Rồi, chuẩn bị gọi là bố đi con ơi. Này,
Yên ông tâm ơi, con ơi. Ông hả? Ơi ông. Này, thế nếu mà quy trình mà người ta hỏi đường thì mình nói thế nào? Quy trình mà hỏi đường mà nhầm ấy hả? Vâng. Thì đuổi nó ra. Bố tiên sư cha cái bọn thừa hơi có cái địa chỉ nhà mà không nhớ. Vâng. Ôi trời. Ông ơi sao tự trưng quá. Ông ơi. Hả? Khách tự trưng vào. Chào. À đây. Ôi trời ơi. Mày chả giới thiệu gì cả mà có khách kìa. Khách. Ừ, vào đây. Ừ. Chào sếp. Ừ rồi ơi, sao thế ngồi đi. Hôm nay cậu đi. Ôi giời, cậu xuất hiện đột ngột quá. Dạ mà vâng. Không đúng quy trình là bọn tôi cuống cả lên. Vâng. Rót nước. Chào cậu. Chào bác. Sếp ơi, thế bác nào đây ạ? Con tôi đấy. Hả? Con trai tôi đấy. Sếp. Sao lại con trai ạ? Sao lại trông lại thế kia ạ? Khổ quá, chuyện là thế này. Cái lúc chữa tôi ý, là mẹ nó bị cúm. À, sao đây? Cái lúc là chữa mẹ nó ý, thì là tôi cũng bị cúm. Bởi... Trời ơi, cậu cứ để tôi bình tĩnh. Vâng. Lúc chữa nó thì mẹ nó bị cúm. Vâng, đấy. Cho nên là bây giờ ấy nó mới không bình thường. Nó mới 36 mà trông mặt như thằng 63 ấy. Vâng. Gì thế con? Chưa có gì chắc chắn đâu nhá. Này, nó đến nhà tôi, tay nó cầm quà. Nó lại gọi tôi bằng sếp. Thì chắc chắn nó phải là nhân viên của tôi rồi. À con ơi, chắc chắn là nhân viên của bố rồi. Con buồn cười nhỉ? Để cho bố tiếp khách. Trật tự đi. À, ngồi đi. Dạ vâng. Cậu tên là gì nhỉ? Dạ em tên là Tiến ạ. À Tiến à? Ừ. Này, rót nước mời khách đi con. Rót cho nó đàng hoàng, tử tế lễ phép vào. Uống nước đi cháu. Thằng mất dậy. Láo quá đi. Này, mọi việc nó rõ ràng rồi nhá. Ông cứ phải đúng liêm luật mà làm nhá. Này nhá, chưa chắc chắn đâu. Chưa. Ông hỏi cho nó kỹ đi. À này. Dạ. À, chuyện là nó thế này. Bây giờ kiếm được những người tốt như chú là khó lắm. Vâng. Xã hội bây giờ nó cũng loạn lạc. Người ta sống với nhau theo cái kiểu qua sông là đấm. Đấm cả quả lựu đạn vào sóng ấy. Ừ. Khổ sở lắm, chứ còn cái người tốt như chú bây giờ cũng là hàng hiếm đấy. Dạ vâng, nói thật với sếp là em là vẫn nhất trí theo cái đạo lý là uống nước nhớ nguồn. Ừ. Ăn quả như kẻ trồng cây. Đúng. Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Ôi giời, này, sao lại đánh nhau thế nhỉ? Em bon mồm. Thế hôm nay là chú đến nhà là có việc gì thế? Ôi giời đấy, cứ mải luyên thuyên suốt từ nãy đến giờ, cái việc chính thì lại không vào. Dạ thôi, nói em vào việc luôn. Dạ cũng chả có gì. Cuối năm em có chút quà. Dạ vâng, mang đến để gia đình ăn Tết ạ. Chuẩn chưa con? Dạ. Thế này thì con xin chúc mừng bố. Ừ. Đấy. Nhưng mà tôi nói luôn với ông nhá. Tôi cái này vẫn chưa. Tôi cái thằng bố mày. Nhà sếp chính ra vui phết nhỉ. À ừ, nhà mình có máu văn nghệ. Con trông bị già hơn bố. Thế à? Hai bố con nói chuyện với nhau là cái ông tôi. À, ừ, thôi, mẹ cháu nó mất sớm. Vâng. Thế tôi gả trống nuôi con nên thành ra nhiều lúc thằng này nó ngồi thứ nó có lộn phọc cả. Nhưng mà thôi, đấy là việc riêng của mỗi gia đình. Cô ngồi đi. Này, dạ. Trước khi tôi về thì cái phòng cung ứng vật tư bây giờ họ đang nhập cái gì là chính nhỉ? Ô, sếp về hưu rồi ạ. Tôi về 3 tháng mà. Cười cái mà cha nhà mày. Cái thằng đột biến gen kia, trật tự. Nó cứ lằng nhằng. Tôi về 3 tháng rồi mà sao lại cậu ở trong công ty mà không biết là tôi về nhỉ? Dạ vâng, chắc đợt đấy em đang đi công tác 6 tháng ấy. Vâng. Thế còn công ty mình, cái phòng cung ứng đấy là vẫn nhập mà những cái hàng cũ thôi. Cũ nó là cái gì cậu có biết không? Phân ạ. Cậu có nhầm không đấy? Bên công ty xây lắp mà giờ lại nhập phân về là thế nào nhỉ? Cậu không phải là nhân viên cũ của tôi đúng không? Không. Cậu ở công ty mà giờ tôi hỏi đến cái gì cậu cũng không biết mà cậu lại nói lung ta lung tung. Không. Hả? Này bây giờ tôi hỏi cậu này. Cậu có nghiêm túc nói chuyện, tôi đảm bảo cậu là không biết gì về công ty tôi cả. Thôi ông thôi đi. Mệt quá rồi tôi. Ô, nó vào nhà mình nó lại quát mình. Alo. Alo. Ông gì đấy có phải không? Tôi đấy. Này, thế cậu đã xong việc tôi nhờ cậu chưa? Chưa, mới xong có nửa thôi.
Thế tình hình thế nào rồi? Thì khổ quá, bây giờ là tôi vẫn ngồi đến đúng địa chỉ rồi, gặp đúng ông ấy rồi, nhưng mà bây giờ là quà là vẫn chưa trao được tay. Sao trao cho người ta đi? Khổ quá, nhưng mà cứ ngồi cứ hỏi ba lăng nhăng toàn những cái chuyện mà tôi không làm sao tôi trả lời được. Thì không trả lời được thì không trả lời, thì sao lại cứ trả lời? Không trả lời thì nó không nhận quà, thì bây giờ tôi không xong nhiệm vụ, tôi không được lĩnh tiền. Cứ bình tĩnh, việc gì phải vội vàng. Không phải mà tôi hợp đồng với ông là tôi chỉ là đi ship quà thôi, chứ có phải là được ngồi để mà trả lời chất vấn đâu. Thì cứ bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh được, ông giỏi ông đến đây mà ông bình tĩnh này. Tôi đang ở đây rồi. Ông... Chào cậu. Thằng này láo rồi. Chính xác, tôi mới là bố. Thằng này nó là con. Con, chào chú đi con. Cháu chào chú. Tại sao? Cậu đến đây làm gì? Tôi, người ta thuê tôi đến đây để mà mang quà đấy thôi. Tôi chính là người thuê cậu. Là ông nha? Tôi là người điện thoại cho cậu. Thuê cậu mang quà đến đúng địa chỉ này. Với giá tiền là 300.000 đúng không? Đúng rồi. Và trong hai túi quà kia là có mứt tết, có hạt sen, có hạt bí và cả một hộp trà màu vàng, đúng không? Thì tôi mua, tôi phải nhớ, chính xác luôn. À, thế thì cậu làm tốt lắm. Tiền tôi đưa cho cậu đây. 300.000. Đúng rồi. Đây là số tiền thưởng cho cậu. Thưởng vì cái gì? Thưởng vì là trả lời 5 câu hỏi của thằng con tôi. Thôi. Tóm lại là tôi không cần biết thằng nào là bố, thằng nào là con cả. Tôi cứ nhận tiền là được rồi. Thế nhá, tôi là hoàn thành nhiệm vụ nhá. Rồi, thế năm mới chúc ăn Tết vui vẻ nhá. Rồi. Chúc bố với con với cháu thì chả biết. Ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng. À, tôi nhờ tí. Hai thằng dở người. Dùng đâu? Dạ. Mày ra đây mày phân xử vụ này cho ông. Làm sao hả ông? Lại đánh nhau à? Không đánh nhau. Thế làm sao? Nhưng bây giờ là ông Cường cái này. Sao? Ông ấy bày ra cái trò là thuê một thằng đến tặng quà cho ông. Rồi bây giờ ông ấy bảo tao phải gọi ông ấy bằng bố đấy. Không phải gọi tôi là bố đâu, gớm khổ lắm. Tôi chỉ đùa thôi. Thực ra tôi cũng trong hoàn cảnh của ông ấy. Cho nên tôi rất là hiểu. Khi mà về hưu ấy, là cần có người tâm sự. Nhưng mà khi chúng ta đương chức, đương quyền ấy, thì lại cứ lấy quyền thế của mình để đè nẹt người dưới. Cho nên người ta là chỉ có sợ thôi chứ không có nể. Khi về cái là cứ mong, ngóng xem là có khách đến thăm không, xem người xưa có đến không. Nhưng rồi người ta lại quên hết cả mình. Tôi nói với ông ấy, thỉnh thoảng tự nhiên lại cáu vô cớ. Ô đúng ông ạ, ông nhà cháu thường xuyên đá chó chửi mèo ông ạ. Đó, thấy chưa? Còn có những đêm đang ngủ bật dậy nhớ quá, cầm một tập giấy thế này, tay phải thì ký, đưa sang tay trái nhận, mồm nói, dạ cảm ơn sếp. Ui, ông ơi, ông nhà cháu còn bắt cháu đi mua một tập giấy, xong ngày nào cũng phải dập dấu như điên suốt đêm ông ạ. Còn điên gì? Rồi còn nhớ cả cái người chi kỷ với mình nữa. Này, cháu có biết đấy là cái gì không? Là cái gì hả ông? Là cái ghế. Ui. Nhớ mãi cái ghế cơ mà. Sao giống ông nhà cháu thế chứ nị? Qua mỗi một cái ghế mà nó gãy cái bánh xe rồi mà cứ đến nài nỉ người ta cho xin về. Người ta bảo không cho xin về mà phải bán thanh lý. Thế cũng bắt cháu cầm tiền đến mua thanh lý về, ngày nào cũng ôm để ngủ đấy. Ông Nghĩa ạ, mình nghĩ bây giờ, mình nghĩ cả mai sau. Bây giờ mình sống làm sao để sau này không phải xấu hổ. Cho nên đây là quà tôi tặng ông, tôi biếu ông, chúc ông ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn ông, đúng là ông nói tôi thấy thấm thía thật. Quan trọng nhất là tình cảm, quan trọng nhất là tình người. Nếu chúng ta sống tốt với nhau thì chúng ta chẳng sợ sự cô đơn. Đúng. Chúng ta hiểu ra cũng chưa có gì là muộn cả. Đúng. Năm nay là tôi với ông với con Dung là phải đi hỏi thăm tất cả khu mình. Rồi. Ông có nhất trí không? Tôi nhất trí. Là phải vui. Vui. Ông ơi. Hứ. Cho cháu hỏi. Thế tóm lại hai ông thì ai làm bố? Bây giờ mày là mẹ tao ấy. Sao lại thế? Hỏi ngu quá không?
ra đây, đi ra đây. Bà đi ra đây. Bà đi ra đây. Ngã là ngã thế nào? Ôi trời ơi, đông quá này, bà con cô bác ấy chào. Chào bà con cô bác. Khổ lắm, em đang nấu nướng, đang thổi lửa mà ông cứ lôi ra đây, chả biết lôi ra làm gì. Tôi hỏi bà, tại sao lúc nào tôi nhìn thấy bà cũng thấy bà mặt cắm xuống đất, phao câu chổng lên rời đấy. Khổ quá, thế bây giờ không cắm xuống đất thì làm sao mà thổi lửa nấu cơm cho ông? Ra đây tôi ấy cái đây. Cái gì? Sao lại ấy? Vớ vẩn thế, đi để ta vào ta nấu nướng. Khổ quá. Cái gì? Bà hay chê tôi trước mặt mọi người như này. Không chứ? Chê. Mà eo ơi, chồng em ấy được cái á, chả giống người khác đâu. Người ta leo núi thì phải leo đến đỉnh núi, ai lại cứ giữa núi lại bỏ ngang cơ. Ông bà mình bảo ấy, giống như là đi chợ mà chưa đến chợ đã hết tiền ấy. Một tháng hết một hai lần thôi thì ngày nào cũng hết ấy. Thôi, toàn nói xấu chồng thôi. Tôi gọi bà ra đây là để tôi bàn với bà một công việc, chứ không phải là qua lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện này. Này đừng có vớ vẩn nhá, tiếng Việt người ta phong phú như thế thì nói cho nó rõ trắng đen ra. Lại bảo ấy thì người ta phải hiểu thế chứ sao. Bản công việc là bản công việc, việc gì? Cái này. Sao? Bà thấy đấy, con Angela My nhà mình ấy, lớn rồi, kén chồng rất nhiều rồi, mà bây giờ chưa kén được đứa nào cả. Tôi lo lắng lắm. Chính vì vậy, hôm nay tôi sẽ yêu cầu bà làm chim mồi. Chết. Sao đang làm người đẹp đẽ này bắt tôi làm chim? Chà, mồi ai? Mồi cái bọn trai trẻ nó đến nó tán con gái mình ý. Không được đâu. Thế đâu. Đây mình ấy. Nghe tôi trình bày đây, nghe đây. Bà cố gắng, bà phải làm chim mồi để tôi làm chân gỗ. À, nhá. Thế à? Vào đi. Để tôi cũng chuẩn bị tôi làm chân gỗ đây. Cả đời nhá. Tôi sống vì chồng vì con đấy. Được, tôi cũng phải hóa trang đây, làm chân gỗ đây. Đấy. My ơi, My ơi, My ơi, anh đến đây My chăm ngắm biết có duyên gì hay không. Nghe tin em mót lấy chồng, anh xin phép được vào phòng em luôn. Thằng kia, mày bị dở hơi à? Mày vào nhà người ta, mày xông vào phòng nhà người ta luôn thế nào? Thế thì em hỏi chứ không phải anh già là gì mấy nhà này? Anh á, là khách quen của nhà này. Thế ở đây là cái động à? Ủa, mất dạy đấy. Nhà người ta nhà sang cửa rộng như thế này, mày bảo là động là thế nào? Thế thì mày nghĩ đây là tổ quỷ à? Thế nghe bảo anh bảo khách quen. Khách quen là tao đến chơi nhiều rồi. À. Quen rồi, gọi là khách quen. À, đúng rồi. Mày đâu ơi? Em đến tuyển chồng. Cũng đến tìm hiểu My thế. Này, em hỏi con My nó tên là gì nhỉ? Mày bị giở người à? Con My này hỏi nó tên là gì, nó tên là My, nó tên là gì? Đúng rồi, rồi. Thế anh già đến đây làm gì? Anh cũng giống em, cũng đến đây cùng chung chiến hào. Rồi, thế tuyệt vời, có gì giúp đỡ em nhé. Rồi. Giang bảo. Gì? Nghe nói là cái con Angela My này nó xinh lắm đúng không? Cũng tạm được. Nó như thế nào? Như xinh lắm nhá, cổ cao ba ngấn nhá, mặt hoa da phấn mà nặng hơn 1 tấn. Úi giời. Hả? Nghe đến nặng hơn 1 tấn nó đã giật nảy các ngươi. Thôi em tất cả em nhường lại cho anh già em về. Ê! Nó sao phải sợ? Em sợ em không qua khỏi. Không, yên tâm. Trông nó thế thôi, hiền lắm. Thế bây giờ bố mẹ con Angela My đấy là yêu thơ ca họ Vẹt. Có biết làm thơ không? Có. Úi giời, hôm nọ em có 8 bài thơ em gửi lên nhà xuất bản mà 7 bài gửi lại cho em. Thế à? Tốt, thế là thơ độc nhất vô nhị đấy. Thơ em hay lắm, bây giờ anh có chủ đề thì em làm luôn thơ ngay tại chỗ. Thế này, ví dụ đến nhà em My thì thấy mẹ nằm ở trên cái võng, bố nằm ở trên cái giường. Thế còn My thì nằm ở dưới đất, em làm thơ thế nào? Em có thơ gắn kết hạnh phúc luôn. Rồi, đọc luôn. Nghe mày. Hôm qua anh đến nhà em. Cha em nằm võng, mẹ em nằm giường. Thấy em nằm đất anh thương, anh bảo đuổi bố đứa ở trên giường xuống mau. Được anh. Mày đuổi ai ấy? Em đuổi đứa trên giường. Mày biết đứa trên giường là đứa nào không? Bố nó. Đúng rồi. Mày đuổi bố nó về nhá, mà bố nó nghe thế bố nó vả thế mày vỡ mồm. Dốt lắm em ơi, em phải đọc thế này này. Ca ngợi. Ca ngợi nhá. Vâng. My ơi,
em đang lơ lửng trên không, anh Dương Cung bắn trúng mông em rồi. Em phải lập tức ngã ngồi, anh bắn phát nữa em lại lồi lên trên. Thơ người ta thơ ca ngợi thế chứ gì. Em bắn thế nó quá dã man. Sợ nó viêm tiền lệ tuyến. Khổ nghe lắm. Đây này, nghe một bài nữa này, bài này bất hủ luôn này. Mi ơi em có biết không? Mẹ em không chồng vẫn đẻ ra em. Bố anh rất muốn làm quen, không biết ý của mẹ em thế nào. Trời ơi, mày nói như thế hóa ra mày rủa là bà ấy là không chồng mà chửa. Ê, hóa ra bà ấy hoang hoang à. Em tưởng hoang mới sang. Ông bà vỡ mồm bây giờ sang. Linh ta linh tinh mà... Mi ơi, mời em ra. Trên quê hương hoa mi hỏi, một là nắng mi cũng mang đi đường nhà. Lúc đường mùa luồng, cánh cò bay đẹp như trong mộng mi. Cuộc tâm ngày xưa như vẫn còn đây trong mày. Tỉnh lại đi, mày nhìn thế một tí thôi mà là người đã cứng đơ ra rồi. Người mình ấy đi tán gái phải có lúc cứng lúc mềm, cái gì chả thế, cương nhu hợp lý. Em hiểu rồi. Ôi rồi ôi rồi ôi, sao hôm nay này đẹp thế này này. Đêm hôm qua mà như thế này có phải đi chợ đủ tiền không? Thấy vợ em đấy, toàn mang thóc nhà đi đãi gà rừng thôi. Ra anh bảo đây. Này! Mình đẳng nhá. Rồi rồi rồi, anh định dặn cô một câu thôi. Yên tâm, anh em mình cùng chung chiến hào. Dặn dò thôi. Không phải dặn về này chứ cả. Lần sau ý, chịu khó mà khám phá đi nhá. Ở đây huyền bí lắm đấy, đừng có lười biếng nhá. Rồi. Em chào anh. Anh chào em. Ôi cháu ơi, cái tóc mày không mọc hay sao mà mày lại đội rơm lên đầu đấy. Này. Chết. Này, thế anh ơi. Chào anh. Anh xin giới thiệu với em. Là hôm qua thế nào hứng thú để câu điện trộm. Vừa treo lên nghe xoẹt phát thấy tóc cái này luôn. Bị giật điện à anh? Bị điện giật. Vâng. Thôi em xin giới thiệu, em là Mi, Angela Mi. Angela Mi. Con của bố mẹ em. Thế ạ. Thế hôm nay thì em muốn là kén rể đấy. Bố mẹ em có dặn em là mình lấy chồng là mình phải lấy cái người đàn ông tài năng, đức độ. Thế cho nên là chắc có lẽ là em yêu cầu các anh phải thi tài. Bởi vì tài nó đi theo mình suốt cuộc đời. Còn sắc nó chỉ theo mình một thời gian ngắn ngủi thôi. Đúng. Vâng ạ. Thế có phải không anh? Đúng rồi. Vâng, thế thì bây giờ các anh có tài gì nhỉ? Anh á, rất nhiều tài. Nhưng anh có một cái tài đó là hát. Hát à? Đấy, hôm qua ở xã có cuộc thi hát ấy, 5 người thi và anh được giải thư. Hay quá, anh có giải thưởng gì không? Có, tôi được thưởng 2 quả dưa, 3 quả dừa, 4 quả dứa, 5 con dao dừa, 16 lọ dầu dừa. Lấy dầu dừa về làm gì? Lấy dừa bác. Ôi, thế bây giờ hát thế nào? Thế thì bây giờ này tôi là Mi, cho nên là các anh hát một cái bài gì đó nó liên quan đến chữ Mi nhá. À, chủ đề là Mi. Vâng. Có Mi luôn này. Mi ơi, Mi ơi, Mi đâu rồi? Làm sao anh luôn là không thấy? Mi ơi, Mi đâu rồi? Người à? Sao? Non sống lù lù ở đây mà mộ bia đâu rồi? Ngồi một đống cái đống đá thế là mày hỏi là mộ bia sao? À thế à, thế à? Mày rủa nó chết à? Thế thì từ lúc quen nhau chưa nói một lời, tỏ tình anh đến quen. Hôm nay mới gặp mặt chứ sao bảo quen là quen lúc nào hả? Hát thì chả hò, chả đúng chủ đề gì cả, nói chung là không đúng. Thế hả? Rốt lắm, em ơi em còn non lắm em à.
em cần phải học hỏi nhiều. Hát ở đây ấy là người ta phải mang tính ca ngợi nhá. Ừ, mình nhìn anh đi mà học tập cái này. Bà là chúa muôn loài, bà là ánh sao trời, bà là chúa muôn loài, bà thôi, là ánh... Thôi! Tránh cái kia mà ông gọi là bà. Ông còn làm đề hơn tôi. Thế bây giờ nó hát thế nó mới vần chứ nhỉ? Có vần cãi. Hả? Qua lạc đề, không có cãi. Ờ. Em này em nói đúng rồi. Ok. À cái gì nhỉ? Anh này anh nói đúng rồi. Ừ. Anh như thế là sai rồi. Đúng rồi. Tên là My thì phải có cái gì là My. Đúng tự rồi. Dưng bây giờ lại con gái hờ thế bảo bảo tôi là bà. Thế thì không được nhá. Thua. Thế tình hình thế nào? Tình hình thế nào? Ai thắng nhỉ? Tình hình à? Hả? Thế qua cái phần 1 này thì tôi thấy rõ ràng một điều là anh ấy là anh sai hẳn chủ đề đấy. Nhá. Cho nên là tôi chọn anh đấy. Sao lại chọn tôi? Phải chọn anh chứ chọn ai? Sai mà. Chọn tôi à? Nhưng mà phải chọn anh. Này. Ứ nhận. Sao này thiên vị thế? Ứ nhận thì phải chọn chứ bây giờ chọn nào? Ứ nhận. Thôi sang phần khác đi. Thôi thiên vị đấy. Thế à? Không nhận à? Thế tôi sang phần khác nhá. Sang phần khác đi. Thế các anh ca hát này, các anh có thần tượng ai không? Anh á? Anh thì thần tượng rất nhiều người. Nhưng một người mà anh thần tượng suốt từ bé đến giờ. Ai đấy? Anh Duy Mạnh. Ôi trời, tôi cũng thích anh Duy Mạnh này lắm ấy. Đây. Thế hát cho nghe một câu xem nào. Anh hát anh Duy Mạnh này. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Ui. Eo ơi, Duy Mạnh người ta hát ấy, thấy nhớ nhung da diết rào rạt. Qua cái mồm của anh nó thế nào ấy. Nhiều lắm là thấy nó ngắn ngủn mà nó kiểu gì ấy. Em ơi. Thằng này còn mang tiếng địa phương. Thế à? Em ạ, nó hát mang tiếng địa phương nó nhiều nhiều lắm. Đấy. Anh có hát được không? Ôi anh hát được. Anh thần tượng ai? Anh thần tượng anh Sơn. À, em biết rồi. Anh Ngọc Sơn đúng không? Không. Thế anh Lê Minh Sơn? Không. Anh Cao Thái Sơn? Không. Úi thế bây giờ em đoán chuẩn luôn nhá. Ừ. Anh Phương Vũ Sơn. Phương Vũ Sơn gần đúng rồi đấy. Thế là anh nào? Michael Jackson. Ôi giời ơi. Em định nói thì anh nói luôn. Đây. À thế à? Nhìn đây này. Nhìn anh là thần tượng Michael Jackson đây này. Đấy, nó phải khác chứ này. Wow. Được chưa? Này, lần đầu tiên thấy nhảy đấy. À, được. Ừ, nhìn cũng gợi cảm phết đấy nhỉ. À, anh già. Ra anh bảo em. Gì đó? Lại sai chủ đề à? Ta bảo hát rồi anh ấy nhảy. Anh nhảy như xài giật. À? Lại sai. Đúng rồi. Quá sai. Hát là phải hát chứ nhảy. Thực ra thì nhảy thấy cũng ấy đấy. Nhưng mà anh không biết hát tiếng Tây đâu. Không biết hát thì... Mà này, ra đây dặn đây. Gì? Sao hôm nay sung mãn thế? Ừ. Có bao nhiêu sức lực thì để dành đấy mà còn đi chợ chứ. Nhảy cho lắm rồi, văng hết xương cốt ra tôi phải nhặt lại à? Quá nhỉ? Tởm thế, đang có khi nào mà giả vờ giả vịt với tôi xong rồi đi ba đi bung gì không? Không hề. Tại sao lại biết hảy thế rồi, hảy nên là thế nào? Sao mà hảy dẻo thế? Anh Sơn anh nhảy như thế rồi mình phải học theo anh nhảy như thế. Thôi. Chết tôi đấy nha. Thôi, hồi ý lâu quá. Bây giờ tình hình thế nào? Tình hình là trong trường hợp này là anh này rõ ràng sai chủ đề rồi. Quá sai. Nên tôi chọn anh này. Vẫn chọn đây à? Không nhận. Ồ hay. Thế bây giờ không nhận thì làm sao? Hả? Thì nữa à? Thì nữa chứ còn gì nữa. À thôi, thế bây giờ này sang phần thơ nhá. Cháu có biết làm thơ không? Ôi này cháu. À cái gì nhỉ? Ui thế mày ok anh. Anh có biết làm thơ không? Cháu biết. À thôi. Anh biết cháu ạ. À thôi. Cháu biết em ạ. Gì đấy? Cháu anh trà giúp em cái. Thế anh là... biết em ạ. À, anh biết em ạ. Ừ. Thế bây giờ thế này nhá. Tôi rất muốn là biết cái tài thơ phú của anh. Cho nên là tôi muốn rằng năm nay là năm Tỵ. Tôi muốn là các anh phải gieo vần. Làm sao mà nó phải có vần y. Nhưng mà tránh cái vần ị nhá. Cái gì?
rồi. Cái này vần y vậy, tránh vần y. Năm thì y, cứ gieo vần y. À. Nhưng mà tránh thì cái vần y. À. Đấy. Thơ, 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 thơ. Để anh, để anh. Anh nổ trước. Anh. Năm nay là năm tị, à, đúng không? Rồi. À, trước thì anh quen cô chị, à, sau đó anh đinh tị cô em. À. Được chưa? Đến anh đấy, đến anh đấy. Em. Đi ăn kem cùng chị, ừ, lại bẻ nhụy con em. Vừa làm quen với em là quên ngay cô chị. Này, nếu mà đi siêu thị quên cả chị nữa em. Bây giờ thế này nhá, tôi biết là các anh đến đây để mà hỏi tôi nhá. Cho nên là tôi rất muốn biết là cái tình cảm thật của các anh đối với tôi là như thế nào. Đúng rồi. Các anh đến đây là vì yêu thương tôi hay là vì cái gì đấy? Cho nên là các anh phải nói cái quan điểm về tình yêu của các anh cho tôi nghe. Em nhường cho anh giảng. Lại đây, nhường. Vì anh có kinh nghiệm hơn em. Ừ. Ngồi đây với em. Anh thì quan niệm quan trọng nhất là trong mối tình ấy, trong tình yêu ấy, là cái lòng chung thủy nhá. Dù gì thì dù, hay sống hay là chết, thì kể cả là cái gì đi chăng nữa, nhưng cái lòng chung thủy anh đặt lên hàng đầu. Vâng, đấy. Em biết, em biết. Em ý kiến gì? Mời em. Ừ. Đây một cái, đây một cái. Điên là mày điên này. Một cái vả vào mặt mày. Nghe đây, ngày xưa, à, chuyện của anh như thế này. Ngày trước ấy thì anh yêu một cô gái xinh lắm, nó cũng giống như là hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ấy. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền được 10 điểm thì cô này phải được 9,5 đấy. Ấy nhưng mà trong chuyện tình yêu ấy thì có một cái cô nó to hơn cô đấy, xấu hơn cô đấy, nói chuyện thì vô duyên hơn cô đấy, thế mà cứ đòi yêu anh. Anh mà không yêu thì cô ấy đòi tự tử. Chính vì thế anh không yêu được cái mối tình đẹp như cô Nguyễn Thị Huyền. Anh phải chuyển sang cái cô to như con voi rừng Tánh Linh nhé. Nhưng mà bây giờ anh cưới rồi, anh lấy rồi. Nhưng mà anh vẫn nhớ về cái mối tình ngày xưa đấy. Mà nhớ này. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Nhớ à? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Bây giờ vẫn còn nhớ à? Dạ? Sao lại đánh thế hả? Con này! Này! Con kia! Nhá, không mồi màng gì hết nhá, không chim với chóc gì nữa, không mồi không màng gì nhá, chân nặng chân gỗ gì tí vào đây ông tật cái chết nhá. Ôi dồi ôi, anh già ơi. Hả? Anh già ơi. Cái gì? Làm sao thế? Không hiểu làm sao, đang kể chuyện tự nhiên nổi giận. Đang chuyện tình rất lãng mạn tự nhiên anh bị tẩn là thế nào? Trời ơi. Thôi, em thấy anh già từ nãy giờ vất vả quá. Có khi thôi anh nhường cho em, anh già quá rồi. Thôi, nếu em thích anh nhường cả. Anh già. Anh già. Anh già, mày cứ khinh anh già. Cái gì? Già mà đêm nào anh đu xà nhà 4 phát nhá. Bây giờ nó đi vào trong kia rồi thì còn nói chuyện gì nữa? Em cứ để anh. Anh sẽ vào làm một phát, mời một phát ra ngay. Kể cả là có khổ nhục kế anh cũng phải chịu. Điều hổ ly sơn. Được rồi, em ngoài này đứng em vào. Chào, chào, chào. Vấn giỏi. Nhá. Tay mình, vấn giỏi quá. Mời em ra. Ê, mời em ra đây. Mời em ra đây. Này. Đánh à. Ôi giời ơi. Quay nhau nào, muốn bật à? Này thì bật này. Này thì bật này. Ôi giời ơi. Ôi anh già ơi. Làm sao thế? Lúc đầu thì trai trắng mà bây giờ nhìn như con panda. Không biết vào sao nó nổi giận. Nó cho anh thành như con gấu trúc này. Ôi giời ơi. Nó cho anh đeo kính. Em xin lỗi chị. Hết giờ nhá, khẩn trương thì về nhá. Thế bây giờ tình hình thế nào? Tình hình bây giờ là chọn như thế nào? Tình hình ấy, từ đầu hôm thi đến bây giờ ấy, cuối cùng lại là tôi chọn anh này. Lại vẫn chọn đấy à? Không nhận. Em ơi. Không. Thôi em suy nghĩ lại đi. Anh chơi với thằng già. À quên. Anh chơi với anh già này từ bé rồi, nó học cùng lớp anh ấy, thằng ấy ngu lắm. Học lớp 1 với anh dốt lắm. Đấy, nó toàn quay bài anh ơi. Có lần anh được 1 thì nó được 2 bởi vì nó quay tốt hơn. Đấy, thằng này lấy nó làm gì, nó không làm được cái gì đâu em. Thôi quên nó đi, về với anh. Được không em? Cháu ơi. Có xe cháu ơi. Cháu thôi kệ, tao cứ thế đấy. Tao bây giờ phơi ngửa luôn thì tao nói thật với mày nha. Nãy giờ là tao điên mày lắm rồi. Ai lại...
tụi cha tụi chú mày, mày cái thằng này thằng kia này, tao điên hết cả người nhá. Nó là thằng nào? Nó là thằng chồng tao đấy. Mày bảo thằng bạn mày nhưng thực ra đây là thằng chồng tao đấy. Ôi trời ơi, con biết ngay mà mẹ. Con biết ngay rồi bố. Bố là lẽ sống đời con. Ôi giời, thế thì tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Mẹ già như quê đêm tàu. Mày chín này, mày bị dở hơi à? Đây á, mày hết trù dọc cho con Mi nhà tao chết, thế bây giờ lại đem bia gì bia mộ đá gì đấy, xong bây giờ mày lại cầu khấn làm sao cho tao làm chuối để mày lay cho nó rụng mà hay sao? Và đây cướp của vợ tao chết sớm thì đấy, bây giờ nó trù tôi với con tôi chết sớm, còn riêng chồng tao mày không phải trù cũng tự chết nhá. Thế vào đây cướp nhà hay sao đấy hả? Thôi con có điều gì không nên không phải bố mẹ bỏ qua cho con, bây giờ tình hình thế nào? Về cút. Đi về. Nhầm rồi. Đường đấy, đường vào phòng ngủ đấy, đi đem về. Đây. Cái tiếng cái tiếng không buồn. Mình đã thấy chưa? Mình đã thấy tâm phục khẩu phục tôi chưa? Em ơi chán ghê rồi. Con Mi nhà mình cái số nó thế nào ấy, toàn dở hơi cắm lợn này đến để xem mắt tôi thế này thì chết đấy. Đấy. Thằng này nó đến, nó có yêu đương gì con Mi nhà mình đâu. Nó là yêu cái nhà này này, nó yêu cái tài sản của cái nhà này này. Em ơi mình ơi, lúc nãy tôi lỡ tay tôi đánh mình, nhưng mà chính ra mình còn hơn bao nhiêu những cái tụi thanh niên như thế này, kiểu của thằng đấy. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Thôi vợ chồng nó chuẩn bị tâm sự cho mình yêu ấy. Từ nãy đi về cho hai bác đi chợ nhanh lên. Từ nãy con ở ngoài kia con thấy bảo hai bác chuẩn bị đi chợ, con phấn khởi quá con vào đây luôn. Ô mày vào mày rình à? Không con không rình mà con đi. Vào con học hỏi con cái gì hay thì con học. Ôi. Mày học cái gì, mày học cái gì chúng tao? Mày học đi chợ của bọn tao à? Quang để làm sao không hết tiền là được. Thôi thế với ba hay nữa con vào con chào bà con làng xóm cho bác này nhá. Vâng. Mày có muốn chào á thì bác phải dặn mày này, mày học là học cái hay cái tốt, học cái thủy cái chung của chúng tao nhá. Vâng vâng ạ, con biết rồi ạ. Khoanh tay lại xin lỗi đi. Vâng ạ, xin lỗi hai bác ạ. Vâng. Cho nó chào nhá bà con cô bác nhá. Alo, em à, anh đây, vẫn thế chứ à? Thế hôm nay mình gặp nhau nhé. Khổ quá, anh đã nói với em rồi, cứ gặp anh là em sẽ thích ngay mà. Không, anh nói thật đấy, tại sao em cứ băn khoăn mãi cái chuyện đấy nhỉ? Anh đã nói là anh không có một tật xấu nào hết, thuốc lá không, anh thề luôn. Hồi trẻ là có tập tọe hút thuốc với mấy thằng bạn xong về suýt ung thư phổi đấy. Ôi trời, rượu ấy à? Không bao giờ. Anh chỉ cần uống một chén thôi là ở nhà bố anh còn say cơ, nhá. Rồi, không tổ chức cờ bạc dưới mọi hình thức. Không bao giờ anh cờ bạc, nhá. Anh ghét nhất là trai trên gái dưới đấy nhá. Bắt cá hai tay đấy nhá. Anh ghét nhất đấy. Anh là người yêu màu tím mà ghét sự thủy chung đấy. À, không... anh yêu màu tím tức là anh yêu sự thủy chung. Ui dồi ôi em ơi, sao em phải lo cái chuyện đấy nhỉ? Đến thuốc lá anh còn chả nghiện thì làm sao anh nghiện được cái gì nữa? Rồi, ừ thế nhá, yên tâm đi. Rồi, 15 phút nữa anh có mặt. Nhá, rồi ok, chào em. À, chết rồi, anh quên mất là không nói với em một điều rằng anh chỉ có một tật xấu nho nhỏ, đó là không bao giờ anh nói thật cả.
Ông gì ơi, hỏi ai đấy? Hỏi ai đấy? Ờ, hay thật đấy nhỉ. Vào nhà người ta xong rồi giật đùng đùng lên, xong rồi mặt mũi thì vênh thượng lên, hỏi thì không trả lời. Ông hỏi ai? Ông vào nhầm nhà rồi. Thôi đi đi. Đi đi, tôi còn đi có việc đây. À, lì quá, nhà người lại còn gồng cứng lên thế này. Đi về đi. Ơ, hay nói có nghe không? Đi về đi. Ơ, đi ra ngoài. À, khá nhỉ. Thử xem thế này thì có ra không nhá. Đi ra. Úi dồi ôi, không biết nó nhét cái gì vào bụng mà sao này. Cứng thế. Này, cẩn thận đấy nhá. Tôi gọi 113 đến đây nhá. Nhá. Mà thôi ông ơi, ông đi về đi. Bố mẹ tôi không có nhà, mà tôi cũng sắp phải sang nhà bà nội tôi ăn dỗ rồi nhá. Úi dồi ôi. Ôi này. Này này, thằng này. Mày là ai mày vào đây mày. Này, tao gọi 113 đấy nhá. Mày có biết là trung đoàn trưởng trung đoàn cơ động là anh họ tao không hả? Sướng chưa con? Bỡ mồm chưa con? Ôi bố ơi. Bố ơi. Thằng này là thằng nào mà nó vào đây nó đánh con học bó mồm rồi bố ơi. Mày gọi ai là thằng? Hả? Cái thằng to vật này này. À. Đây là đệ tử của bố mày đấy. Đệ tử của bố? Ờ. Bạn bố chứ sao? Ôi dồi ôi bố ơi. Bố hiền lành như thế này tự dưng bố đi giao lưu với cả cái bọn côn đồ này làm cái gì? Côn đồ? Bố là cán bộ nhà nước thì tìm những người nào mà người ta có đẳng cấp mà quan hệ chứ lại ai lại đi chơi với cái lũ mà như là đòi nợ thuê thế này. Ừ. Thôi bố ơi, bạn của bố thì bố ở nhà bố tiếp đi. Con đi đây. Đứng lại. Mày đi đâu? Con đi học tiếng Anh. À! Ôi giời à! Cái thằng này mày. Bố ơi. Chắc bố đứng đây bố đi nhìn đánh con thế à? Mày nói thật đi. Mày cứ nói dối là bị ăn đòn. Nói thật đi. Bố không tin á? Không tin. Bố gọi điện cho thằng Lâm bạn con này này. Nó đang đứng ở ngoài cửa nó chờ con này này. Trời ơi. Ôi trời ơi. Này nhá, thằng ôn con nhá. Thằng ôn con mày vừa phải đấy nhá. Mày lấy thịt mày đè người à? Hả? Thôi. Nói thật đi. Đi đâu? Thì con đi với mấy thằng bạn con đến phòng để mà tập thể hình như thằng để to như thằng này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, sướng chưa? Thằng chết dẫm này. Mày có biết tao bị trĩ ngoại không mà mày lại phang vào đít tao thế thì còn gì nữa. Ôi trời ơi. Mày tí nữa thì mày chết với tao nhá. Thôi nói đi, nói đi. Đi đâu? Nói thật đi. Con thì tao đi lên ba với mấy thằng bạn thì nghe nhạc đấy được chưa? À, câu này mày nói thật à? Đi ba với mấy thằng bạn à? À, mày đi ba à? Mày lại đây. Mày đi ba phải không? Tiền đâu mày đi ba? Hả? Tiền con xin mẹ. Mày xin? Ôi mẹ. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà lại sao lại khổ thế này? Nói thật đi, tiền ở đâu? Được rồi, con ăn cắp của bố. Đấy. Có thế chứ. Bây giờ giả lại tao. Giả lại tao tiền. Tiền gì đây? Hả? Tiền gì này? Hả? Con để trong buồng ấy. Để trong buồng phải không? À, có thế chứ. Mày lại muốn ăn đòn đây. Ôi. Gì? Bố mời ông này đến nhà chơi có lâu không? Có cần cơm nước gì không? Thôi. Khỏi cần cơm nước. Mà cũng không lâu lắm đâu. Ông này cũng chỉ ở đây bao giờ mày học xong đại học là ông về. Rồi. Bố ơi, con mới học có năm thứ nhất thôi. Bây giờ còn 3 năm nữa. Ông ấy ở đây để mà oánh con thành ngớ ngẩn à? Ờ, để cho mày chừa cái tật nói dối của mày đi. Nhá. Bố ơi, tôi còn lạy bố. Bố làm ơn tống khứ ông ấy đi. Con hứa với bố là con sẽ không bao giờ nói dối bố nữa. Thôi. Tao làm sao tao tin được cái mồm mày. Mồm mày hứa xoét ra. Hả? Mà mày bảo là tống khứ ông đi á. Tao bỏ bao nhiêu tiền ra đây để tao mua cái máy chống nói dối này về.
để dạy dỗ mày mà bây giờ mày lại bảo là tao tống khứ. Bố bảo gì? Hả? Đây là cái máy á. Đúng, máy chống nói dối. Không phải là người à? Không phải là người. Tưởng là người thì tôi còn sợ, chứ còn máy thì xin lỗi đi nhá. À, được rồi. Lúc nãy ông đánh tôi bao nhiêu phát, bây giờ tôi giả lại ông ngần đấy phát nhá. Xem nào. Máy à? À, nhưng mà đây là kim loại cứng, không được. Chỗ này nhiều cơ lắm, phải chọn xem. Đây rồi, oánh thẳng vào bộ tư lệnh. Oánh ba sốt thế này thì phải làm sao mà. Ôi trời ơi, gãy tay chưa con? Ôi bố ơi. Này, nó là thép đấy. Ôi trời. Mà là thép không gì các con ạ. À. Ôi trời ơi, bố ơi. Này, đây là một cỗ máy cực kỳ hiện đại nhá. Nó được lập trình sẵn rồi. Ai nói dối ít, bị đánh ít. Ai nói dối nhiều, bị đánh nhiều. Mà thậm chí nhá, nói dối đến cái mức nghiêm trọng nhá, nó còn giết người cái đấy. Úi dồi ôi, thế cơ á? Chứ sao? Bố ơi, này, bố kiếm được ở đâu ra đấy? Kiếm được ở đâu? Nói dễ nghe này. Này, cái cỗ máy này ấy, là bạn bố làm tình báo ở nước ngoài tặng cho bố đấy. Ôi, 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 dồi ôi, dồi ôi. Nói dối bị ăn đòn rồi. Nói dối bị ăn đòn rồi. Quên, bố quên, bố quên. Quên cái gì ạ? À? Bố quên là bố chưa tắt điều khiển. Thằng bố bảo cái máy móc này nó hiện đại lắm. Thấy chưa? Tắt điều khiển đi là bây giờ nói dối thoải mái không làm sao. À. Khi bật điều khiển lên nói dối bị ăn đòn. Hay quá nhỉ. Bố ơi, bây giờ bố thử tắt đi. Tắt đi á? Tắt đi xong bố ra bố thử nói dối đi. À thế không, sao lại bố? Bây giờ bố tắt đi, mày ra mày thử nói dối nha. Tắt đi. À. Tắt chưa? Tắt rồi. À. Sao? Sao bố khôn thế? Bố, máy của bố biết rồi. Bây giờ nhỡ bố bảo bố tắt, con ra con nói dối nó lại vả cho con một cái nữa thì sao? Không. Không, tốt nhất bây giờ này, bố thử đi. Tao thử á? Bố thử đi. Tao thử nhiều rồi. Không, nhưng mà bố thử con mới tin. Thôi được rồi. Đây, mày không tin. Đấy, thử đi. Bố thử đi. Nào, bây tắt giờ chưa? Nói dối gì đây? Mày tắt đi. Đây, như này là tắt gì à? Ừ, tắt rồi. Rồi, đấy, tắt. Nào, bây giờ nói dối gì đây? Mà nói thật nhá. Cả đời bố, từ bé đến giờ, bố đã nói dối bao giờ đâu? Bố chưa nói dối bao giờ? Chưa. Thì bố cứ phịa ra một cái chuyện gì đấy. Phịa? Vâng. Phịa là nghề của bố rồi. Phịa chứ không nói dối. Ừ, nghe đây. Phịa nhá. À, chắc quý vị ở đây cũng đã biết ra cuộc thi cặp đôi hoàn hảo rồi đúng không ạ? Mà vừa rồi các quý vị cũng biết là Quách Ngọc Hoan đẹp trai như thế nào đúng không ạ? Đấy mà vừa rồi đấy, được giải diễn viên truyền hình xuất sắc nhất đấy. À, diễn viên nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất đúng không? Đẹp trai như thế, ngời ngời như thế. À, thế mà ở cơ quan tôi nhá, mọi người đặt tôi là thắng bổ cắn nổ lốp xe. Ấy thế mà hôm sau nhá, khi Quách Ngọc Ngoan được giải diễn viên xuất sắc một cái, bước ra đường người ta lại bảo: "Ôi rồi ôi, ông Thắng ơi, trông ông còn đẹp trai hơn cả Quách Ngọc Ngoan." À. Ui rồi ôi. Đấy đấy đấy. Nói dối thế có điểm sao đâu. Hay quá. Hay quá đây này. Nhưng mà một lần chưa ăn thua, bố thử phát nữa đi. Thử phát nữa? Vâng. Tăng cấp lên à? Bốc phét nữa đấy. Được rồi, tăng cấp lên. Chém một lần phát đi. Quý vị cũng đã biết là Jolie và Brad Pitt rồi đúng không? Jolie và Brad Pitt là hai người nổi tiếng thế giới đúng không? Khi mà sang Việt Nam thì già trẻ rồi là cánh phóng viên nhà báo đến xin chữ ký ầm ầm. Đúng. Nhưng rồi. Nói cho mày biết, bố đây, bố không cần vào xin chữ ký, bố chỉ đi qua đấy một cái, thế mà Jolie nhìn thấy bố một phát bảo: "Ôi, anh Thắng khảnh của em." Thế bảo là: "Khảnh của anh Thắng khảnh?" Ừ. Nàng mới bảo là:
người ta khểnh một răng đã là duyên dáng lắm rồi, mà anh khểnh cả hàm trên còn duyên dáng đến mức nào nữa. Hay quá nhỉ. Thế nàng lại ra ôm hôn bố nhá, khóc thút thít ôm hôn bố. Mình cứ tưởng là thôi thì cái chuyện mà ôm hôn người phương Tây là cái chuyện bình thường xã giao, đúng rồi. Nàng ra nàng bảo em phải về, em bỏ Brad Pitt để về Hải Phòng sống với anh. Ôi 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 bố ơi, nhưng mà vì sao lại thế ạ? Vì cô ấy bảo cô ấy nghiện bánh đa cua. Ôi ôi trời ơi, vỡ phao câu của bố rồi. Bố mà bảo mày tắt đi xong mày lại bật lên. Con thử xem máy nó có nhạy không. Cái này hay đi quá. Mày thử thế là giết bố mày rồi. Rồi ôi, dập cả phao câu rồi. Mà thôi, đưa cái điều khiển này. Đưa cái điều khiển bố, này. Bố đứng nguyên bên đấy. Bố đứng im ở đấy. Lúc nãy bố hành hạ con. Bây giờ đến lượt con hành hạ lại bố. Ôi trời ơi. Này, thằng mất dạy. Con này đi hành hạ bố à? Bố bảo là cái máy này là máy chống nói dối cơ mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ con sẽ để tìm hiểu xem bố nói dối đến đâu nhá. Bố đứng im đấy nhá. Nào, bố đứng gần vào đây. Cái gì? Để con hỏi bố đây. Con hỏi bố nhá. Thì hỏi đi. Cây ngay không sợ chết đứng. Đúng rồi. Sợ gì? Đây, bố đứng gần vào máy này này. Rồi. Đấy, không sợ, đứng gần vào. Ừ. Play này. Bố ơi. Tối hôm qua bố ngồi bố ôm con nào ở hàng bia mà đèn mờ đấy? Mày bố trả lời đi. Con nào chẳng có con nào cả. Ôi trời ơi biết ngay mà. Ôi trời ơi, mày bố nói dối. Bây giờ con hỏi bố nữa, bố có bao nhiêu cô bồ kiểu như thế? Nào nói thật đi. Có mỗi một thôi. Ôi trời ơi. Mấy ông trời ơi. Mấy bà. Ôi trời ơi. Vẫn không đúng. Mấy năm. Được chưa? Ôi trời ơi. Thôi nói thật đi. Thằng phản bội này. Ôi trời ơi. Mấy thì chín được chưa? Ôi trời ơi. Cái gì đây? Hay rồi. Đấy đoạn hay rồi. Ôi thôi. Ôi trời ơi. Bố được lên thiên đàng rồi con ơi. Ôi trời ơi, tội lỗi đầy mình như bố thì làm sao mà lên thiên đàng được. Nhưng mà bố đang ở đâu đây? Bố đang ở trên vai đệ tử của bố đấy. Thế làm thế nào để bố xuống hả con? Chỉ có cách nói thật thôi. Nói thật à? Bao nhiêu? Thì mấy? Thì 20 được chứ. Ôi trời ơi. Thế này là thế nào? Ôi trời ơi! Thế là 20 vẫn chưa chính xác bố à? Ôi trời ơi! Con ơi! Bố xuống địa ngục rồi con ơi! Con ơi! Này! Bố dặn lời chăn chối cuối cùng thế này. Vâng! Nếu bố có mệnh hệ gì thì con nhớ nhá, vứt cái máy này đi. Không thì làm hại đến gia đình, ảnh hưởng đến hàng xóm con nhá. Ôi trời ơi! Chết rồi! Bố ơi! Chết rồi! Hả? Bây giờ bố có muốn xuống không? Có! Làm nào con? Chỉ có mỗi một cách là bố nói thật thôi. Ừ. Bao nhiêu hả bố? Thì bố nói thật nhá. Bao nhiêu? 27 được chưa? Ôi trời ơi. Chính xác rồi. Nói thật rồi. Nói thật. Trời ơi. Bao nhiêu? 39 được chưa? Ôi trời ơi. Không ngờ ông già mình như thế này mà vẫn còn có đến 39 cô bồ mới sợ chứ lại. Nhỉ? Mình từng này tuổi mà còn có 39 cô đấy. Ôi, được cái phết đấy chứ. Điều khiển đây. Không được. Đùa mày đâu. Không cái gì. Mày đưa đi, mẹ mày về bây giờ là hỏng hết việc. Mẹ về càng vui. Mày có đưa không? Con không được. Thằng này mất dạy nhỉ, quá nhỉ. Mày đưa ngay cái điều khiển đây. Con không được. Mẹ mày về bây giờ là hỏng hết việc của bố. Mẹ để cho mẹ. Alo, bố con nhà Cún có nhà không? Xui, mở rồi, cửa cho rồi. Mẹ nào. Đấy, mày, mẹ về, nhanh, đưa điều khiển. Không, mày ra mày bắt xe cho mẹ mày đi, nhanh đi. Bố ra đi. Mày ra mày dắt xe vào cho mẹ mày đi. Bố ra mở cửa dắt xe cho mẹ đi. Không ai phải ra cả. Cửa không khóa. Nhưng mà tính mẹ thế đấy, eo ơi.
ơi, cả đời mẹ mày chỉ có mỗi một cái nghiện là nghiện chồng, nghiện con thôi. Cho nên về đến cửa là phải hét ầm lên, bố con nhà Cún có nhà không thì mới chịu được cơ. Ôi nội ơi, thằng Cún ít tóc của mẹ. Nội ơi, ôi nội ơi, Cún bố mũi to của em. Mình đi làm về đấy mình. Thương quá cơ. Ôi nhà mình có khách à? Sao lại không mời khách ngồi? Mình thật. Phi em ra không làm gì được. Dạ chào bác ạ, mời bác ngồi, con lấy ghế cho bác ngồi con. Bác câm hay sao mà không giả lời giả vốn nhỉ? Không câm. Không biết. Thế sao lại không... À thích đứng, thích đứng, thích đứng. À thế à. Em ơi, nói cũng phải có lời khen bác đẹp trai này mà dốt. Ngồi không ngồi mà lại đứng làm gì à? Thôi kệ thì bác cứ đứng nhá. Sao đấy? Nháy nhó gì đấy? Không. Con, hôm nay hai bố con có chuyện gì đấy? Dạ, sao mặt con cứ xám xịt thế, bố trêu con à? Không ạ. Nói cho mẹ nghe, không việc gì phải giấu mẹ. Thì hôm nay có gì giấu em không, à? Không, 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 không có gì giấu cả. Phải không con yêu? Dạ vâng ạ, đúng là không có chuyện gì đâu, bố yêu ạ. Ui giời ơi, em ơi đấy, phụ nữ chúng mình sướng nhất là khi nào mà về á, chồng yêu con này, rồi con yêu bố này, rồi mẹ yêu cả gia đình. Mình, I love you. Ok, ok. Con, mẹ lỡ con. Ui, chuông quá, chờ mẹ một tí, mẹ vào mẹ lấy này nhá. Bố ơi, cái cô hôm nọ mà bố ngồi ôm ở quán bia đèn mờ ấy, cô ấy tên là gì nhỉ bố nhỉ? Mày, Cún ơi, con nói cái gì đấy hả con? Dạ, con chỉ hỏi bố là cái cô mà bố ôm ở trong hàng bia cái hôm trước ấy, cô ấy tên là gì thôi ạ? Tên là gì à bố? Tên là gì hả mình? Hương. À, tên Hương là Hương à? Ờ, bố ơi, thế cô ấy là bồ của bố à? Con vừa mới nói gì đấy hả con? Khổ quá, con chỉ hỏi bố là cô Hương ấy có phải là bồ của bố không thôi. Có phải không hả mình? Bố ơi, con thấy cô ấy trẻ lắm. Có khi cô ấy chưa đến tuổi vị thành niên đâu nhỉ bố nhỉ? Ôi trời ơi, con vừa mới nói gì đấy? Không thì con chỉ bảo là cái cô ấy trông trẻ lắm, trông trẻ hơn cả con ấy. Chưa đến tuổi vị thành niên đâu. Ôi trời ơi, Thắng ơi. Sao lại giấu vợ những cái điều đấy hả Thắng? Thế con nó nói có đúng không? Thế vừa gật vừa lắc rồi vừa vừa không, thế nên là muốn nói cái gì? Bây giờ trả lời một câu trắng phớ ra đây này. Gật hay là lắc? Yes or no? Hả? Lắc hay gật? Trả lời! Không gật, không lắc. À, đang tập kịch, đang tập kịch. Đang rất... Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, quá mồm. Này, ông bị hâm đấy à? Vào nhà người ta mặt trơ chắn bóng ra như thế, không nói một câu nào, mời cũng không ngồi, tự dưng bây giờ đánh chồng người ta thế là thế nào? Vốn liếng nhà tôi có mình ông ấy thôi nhá, đừng có mà vớ vẩn. Mình bớt nóng, cái vai này của anh ấy phải bị ăn đòn thì mới có cảm xúc, em hiểu không? Thế đang đóng kịch mà vai phải ăn đòn à? Ừ. Thôi bác gión tay lòng phúc, bác đánh nhẹ nhẹ hộ em cái, khổ quá cơ. Mình nhá, mình vào làm ơn đun hộ anh ấm nước để hai bố con tập kịch xong là có nước uống. Ôi em ơi Thắng ơi, hôm nay em mới thấy tài năng của mình đấy Thắng ạ. Em sao anh giỏi thế? Đánh giả vờ mà đau như thật thế nhỉ? Ôi dồi ôi, nhìn chồng tôi kìa, thương thế, nhìn như thằng phải gió bị đánh ấy. Thôi cho kẻ em vào nấu nước trà nhá. Mẹ vào mẹ nấu nước cho hai bố con uống nhé. Dạ vâng ạ. Sao bố? Mày cho bố xin lại cái điều khiển. Không được. Mày này, mày vừa phải nhá, mày cho bố lấy lại cái điều khiển đi. Không. Thôi, bố xin mày. Nhưng mà bố bảo là bố mang cái máy này về để chống nói dối. Thế chẳng nhẽ bây giờ bố chỉ một mình bố được nói dối thôi à? Được rồi. Thế bây giờ thế này nhá, mày cho bố lấy lại cái điều khiển. Mày muốn bảo bố làm cái gì cũng được, được chưa? Mày bảo bố mày gọi mày bằng bố cũng được. Bố này. Con không cần. Đây, con giả bố. Nhưng mà bố phải hứa nhá. Hứa? Bố phải hứa nhá. Hứa gì? Sau khi con giả bố phải tống khứ ngay cái của nợ này ra khỏi nhà nhá. Rồi. Bố hứa đi. Bố thề đi. Thề đi. Thề nào? Tao lại đứng trước mặt người ta thề mà bố à? Mà bố thế nào đi đâu? Trời. Ai lại thế? Các bác ấy cười cho. Nhớ nhá. Thôi. Tống khứ ngay đi. Ừ. Đây.
Mày chết rồi con ơi. Mày hành hạ bố mày, bây giờ bố mày hành hạ lại mày. Ok bố. Bây giờ mày nói đi. Mày nói luôn. Mày đi đâu mà mày bắt gặp tao ở quán bia ôm? Nói. Con. Con gì? Trả lời. Con đi mua thuốc. À mày mua thuốc à? Mày mua thuốc gì mà mày nên nhớ nhá. Đây là người máy nhá. Nó chạy được, nó đuổi được, nó có thể bắn chết người nhá. Mày nhớ nhá, mày khai thật nhá. Mày không đừng có chạy nhá. Nói luôn, thuốc gì? Thuốc lá. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Mày chạy à, mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Thôi, 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 con ơi, thôi, con không phải kịch cọt nữa. Để một mình bố con đóng được rồi. Khổ quá, eo ơi. Thôi, cuốn con của mẹ, mẹ xin con không đóng nữa. Mà bố cũng lạ cơ. Gớm nhìn ông ấy đánh con như thế mà mắt trợn tròn lên được ấy thật. Không, chẳng phải kịch cọt gì đâu. Nhá, bây giờ mẹ mày hãy xem đây này, thằng con quý tử của mẹ mày đây này. Thế ông này là thế nào mà lại ở đâu cứ vào đấy đánh người đấy hả? Đây là cỗ máy chống nói dối đấy. Ồ. Được chưa? Hiện đại lắm đấy. Thế hóa ra là máy chứ không phải người à? Ừ. Hèn gì gớm, cứ vô hồn vô cảm, nói đến đâu mặt trơ đến đấy. Ừ. Bây giờ nghe đây, nghe đây, nghe thằng con của bà đây, nghe nhá. Mày đi mua thuốc gì để về mày chơi? Nói. Dạ, con đi mua thuốc chữa trĩ á. À, trĩ này. Ôi trĩ này. Nó đã bị trĩ rồi còn quánh thế cho nó lòi giòn ra. Quá cơ cái ông này. Nói thật đi, mua thuốc gì? Thôi con nghe lời mẹ. Con thương mẹ, con nghe lời mẹ, con cứ nói thật đi, có mẹ bên cạnh con không phải sợ gì cả. Mẹ xin con nói thật nhá. Con nói đi. Con đi mua thuốc lắc ạ. À. Đấy. Ngất. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, mình ơi, sao bố, mình bố, sao mình là ngất. Bố. Đầu đây. À, đầu đây. Tỉnh chưa mình. Ôi trời ơi. Thằng cún con nhà mình nó vừa bảo là nó mua thuốc lắc ạ. Con ơi, con làm sao thế? Mẹ nhớ như in ngày đầu, lúc mẹ còn nắm bồng con trên tay, con ngồi cái xe con lắc. Thế mà bây giờ con không ngồi xe lắc nữa mà con chơi tới thuốc lắc à? Con không thương mẹ à? Mẹ nói thật với con, cả đời mẹ cắt cụm, mẹ bòn từng đồng từng xu từng hào một. Mẹ thắt đáy lưng ông. À mẹ thắt lưng buộc bụng để nuôi con khôn lớn. Mẹ thề với con chưa bao giờ mẹ dám ăn một cái món gì vượt quá 20.000 đồng. Thế mà bây giờ con lại dùng thuốc lắc. Ôi giời ơi. Mà cũng tại bố nó cơ. Thật đúng là biết con nó dùng thuốc lắc mà lại bơm tiền cho nó lắc làm gì hả giời. Tôi nào bơm tiền cho nó? Thế tiền đâu mà nó có mua, tiền nó mua thuốc? Đấy, bà nghe thấy. Nó đi ăn cắp tiền, làm cho tôi là cứ nghi ngờ bà với nó rút lõi của tôi. Nhớ. Đấy, bà nhìn đấy, nhìn mặt con quý tử của bà đấy. Mà đây nhá, đây là cỗ máy nhá. Đấy, bà cứ hỏi nó đi. Nó chứng kiến từ đầu đến đuôi đấy, hỏi nó đi. Tức là cái cỗ máy này ai nói dối thì là nó oánh à? Đúng rồi, cứ nói dối thì nó oánh, còn nói thật nó không oánh. À, nhá. Thế là hồi nãy cái vấn đề cái hường ở tuổi vị thành niên ấy là thật đấy hả mình? Cho nên khi mình nói ra mình không bị nó tần ấy. Có nghĩa chuyện đó là thật hả Thắng? Ôi tôi đau như là dao cắt. Con không thương mẹ hả cún con? Mẹ có tội tình gì mà ngày hôm nay mẹ về mẹ nhận hai cái búa? Bố thì bổ bịch gái gú, còn con thì lắc la lắc lẻo. Sao thế hả con? Nói thật với bác em khổ lắm ấy. Cả đời em chỉ có biết hai người đàn ông này thôi. Lúc bố mẹ em gả em cho ông này, em chỉ có mỗi một mình. Này nhìn này, nhìn. Đến máy móc mà người ta còn đồng cảm với tôi nữa đấy, mình thấy chưa? Xin lỗi bác, nãy em nhỡ chót em chửi bác là vô hồn vô cảm nhá. Nhưng mà em khổ lắm đây con nhá. Cả đời mẹ chưa bao giờ sắm sửa một cái gì cho riêng bản thân mẹ nhá. Đấy nhìn đi. Nhiều khi tôi suy nghĩ tôi thấy hai người đàn ông trong cái gia đình này cộng lại không bằng một người phụ nữ như tôi. Làm ơn làm phước đi, mở to mắt ra mà nhìn.
mở lớn mắt lên mà trông một tấm gương sống sáng ở trong nhà này mà soi vào đây này. Tại sao không học tập cái tần tiện, cái đức hạnh của tôi? Ôi trời ơi, ôi máy móc của ta đây này. Ôi trời ơi, máy móc của ta đây này. Máy có trục trặc không? Chết rồi, sao nó vẫn bình thường cơ mà. Trời ơi, chết rồi. Sao mẹ cũng bị đánh cho hóa ra mẹ cũng nói dối à? Này, bà nó, thế có phải là đúng là bà nói dối không? Ôi, chết rồi, thế hóa ra tôi trắng men rồi. Ôi, mẹ, thế tóm lại thì ai là bố con hả? Ngu thế. Mày hỏi câu đấy với bố mày là mày làm tổn thương bố mày, mày xúc phạm bố mày. Đến tao còn không biết bố mày là ai, mày hỏi ông sao trả lời. Bây giờ mày chết này.